Chương 196, gây sự đứng lại. Tiêu Phàm còn chưa bước đi, chủ nhiệm Tôn đã hét lên. Tiêu Phàm nhăn nhó lông mày, thản nhiên hỏi. "Chủ nhiệm Tôn, còn có chuyện gì sao? Bây giờ ngươi không thể đi?" Chủ nhiệm Tôn lạnh lùng nói, lập tức nhìn sang hiệu trưởng. "Hiệu trưởng, tôi đã báo án rồi, đồng chí của đồn công an sẽ lập tức đến. Bây giờ để cho họ đi rồi, đến lúc đó chúng ta giải thích thế nào?" còn có một người bị thương nặng đang nằm bên ngoài nghe nói là gãy xương nát cả cánh tay họ đi rồi người nhà sẽ tìm tới trường học của chúng ta gây sự mặt hiệu trưởng biến sắc nhìn thấy trong mắt chủ nhiệm tôn thoáng hiện ra sự tức giận lão tôn này cũng quá ngang ngược rồi ông ta ỉ vào có một người nhà làm ở phòng giáo dục quận ngày thường diễu võ dương oai ở trường ngay cả bản thân hiệu trưởng này ông ta cũng chẳng xem ra gì chuyện này xảy ra ở ngoài trường bọn họ muốn báo cảnh sát thì họ đi báo anh báo cảnh sát làm gì đây không phải là rảnh quá kiếm chuyện làm ư trung học khải minh rốt cuộc tôi là hiệu trưởng hay anh là hiệu trưởng thật không có quy củ nhưng chủ nhiệm tôn đã báo án những lời này hiệu trưởng phải nghe cũng không phải là không có lý dù sao cũng liên quan đến việc học sinh của trường trung học khải minh đánh nhau nếu người nhà họ tìm tới trường học để đòi tiền thuốc men cũng phiền phức Mấy người lưu manh này trong xã hội sẽ không có lấy một người dễ chọc đâu. Hiệu trưởng cho dù không sợ, nhưng cố hết sức để không gây phiền phức đương nhiên là tốt hơn. Hơn nữa nữ học sinh họ Tôn kia, hiệu trưởng cũng biết đến, là nữ ma đầu trong trường, cháu gái của lão Tôn. Nếu không phải là e ngại thể diện của lão Tôn, hiệu trưởng đã sớm trực tiếp khai trừ nữ lưu manh như gậy chọc phân kia rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền đó đâu phải là học sinh gì còn lưu manh hơn nữ a à phi trong xã hội việc hôm nay lão tôn làm nghiêm trọng như vậy vội vã đứng ra còn không phải là vì có liên quan đến cháu gái ông ta đồng chí này cho hỏi quý danh là gì hiệu trưởng trừng mắt nhìn chủ nhiệm tôn giọng điệu dịu xuống một tí hỏi tiêu phàm ánh mắt hiệu trưởng dù sao cũng khác với lão tôn tiêu phàm trẻ tuổi phong độ khác thường hơn nữa vừa rồi khi bảo vệ gọi điện thoại cho ông ta lại nói rõ ràng rằng Tiêu Phàm đi xe Mercedes Benz tới. Mặc dù nói, bây giờ người có tiền rất nhiều, có thể lái được xe Mercedes Benz, chung quy vẫn là số ít, trong nhà nói thế nào cũng rất có điều kiện. Vô duyên vô cớ, vì cô cháu gái khốn kiếp kia của lão Tôn, hiệu trưởng cũng không muốn đắc tội với người có tiền. Mấu chốt là không có lý do. Hiệu trưởng tại sao phải vì lão Tôn mà đi đắc tội với người khác? Nếu như nữ Lưu manh kia là cháu gái của chính hiệu trưởng thì lại khác đừng khách khí, tôi họ Tiêu, tên Tiêu Phàm. Tiêu tiên sinh, nếu như đã báo cảnh sát rồi thì mời ngài ngồi xuống đây một lúc, đợi đồng chí cảnh sát đến, cùng nói rõ sự việc. Giọng điệu của hiệu trưởng càng dịu xuống. Báo cảnh sát, việc này trách nhiệm không thuộc về nhà trường xử lý, hiệu trưởng không nhất thiết phải có sắc mặt đó. Tiêu phàm theo lời của hiệu trưởng ngồi xuống trên ghế salon tiếp khách, phương do Mỹ do dự một lúc, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn mắt thấy tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cô, cũng chỉ có thể dựa vào tiêu phàm thôi, hy vọng người này đừng làm cho mình thất vọng là được. Bây giờ cô bé không lo lắng chuyện mấy người lưu manh, trong lòng cô đang lo làm thế nào để vượt qua cửa ải bà mẹ đây. Hiệu trưởng đích thân rót trà cho hai người. Chủ nhiệm tôn lập tức rất bất mãn, hư, một tiếng, hiệu trưởng không rót trà cho y. Hơn nữa hiệu trưởng khách khí như vậy với hai người đó ngay trước mặt y. Chính là không nể mặt chủ nhiệm tôn này nhưng tôn chủ nhiệm khó chịu hiệu trưởng lại còn khó chịu hơn tiểu tử ngươi nói thế nào cũng là cấp dưới của tôi còn muốn để tôi rót nước cho sao thật không ra thể thống gì hiệu trưởng dứt khoát ngồi xuống trên ghế salon cũng không thèm để ý tới chủ nhiệm tôn người này à tật xấu không thể chiều càng chiều y càng đạp lên mặt lên mũi tiêu tiên sinh ở không đợi hiệu trưởng hỏi xong tiêu phàm liền khoát tay nói hiệu trưởng tuy rằng việc này đã báo cảnh sát, nhưng phía nhà trường cũng không thể nói là hết trách nhiệm. Em tôi học ở trường mấy người, nhà trường có nghĩa vụ đảm bảo an toàn tính mạng cho cô ấy. Kiểu học sinh ngang ngược như thế kia, nhà trường không có biện pháp gì để xử lý sao. Chuyện này, tôi rất có ý kiến. Người còn có ý kiến ư, người là do người đánh bị thương đúng không? Đánh người khác bị thương ở bên ngoài trường, định đổ thừa cho trường chúng tôi sao? Hiệu trưởng chưa trả lời, chủ nhiệm tôn ở một bên liền kêu lên, trừng to mắt, kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tiêu phàm liếc nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói. Chủ nhiệm tôn, trường trung học Khải Minh là do hiệu trưởng phụ trách quản lý đúng không? Tôi phản ánh vấn đề với hiệu trưởng, ông có thể đứng ra giải quyết sao? Khóe miệng hiệu trưởng nhanh chóng hiện lên một nụ cười. Vị tiêu tiên sinh này, nhìn qua nhã nhặn, không giống kiểu lưu manh hung ác, những lời nói ra còn cứng hơn đá, trực tiếp đẩy lão tôn vào tường hiệu trưởng trong lòng thấy rất hả dạ người người đây là ý gì học sinh đánh nhau vốn chính là do tôi xử lý thật ư thế lúc nãy chủ nhiệm tôn tại sao lại nói đánh người khác bị thương ở bên ngoài trường không được đổ thừa cho nhà trường chủ nhiệm tôn xem ra để hiểu được lời của ông quả thật hơi mệt xin ông khách quan rõ ràng một chút được không tôi không khách quan rõ ràng ngươi là ai à đến lượt ngươi ở đây giáo huấn tôi tiêu phàm lắc đầu nói chủ nhiệm tôn ông lầm rồi tôi không có giáo huấn ông tôi cũng không muốn giáo huấn ông giọng điệu bình thản này vẻ mặt không thèm quan tâm này chủ nhiệm tôn hoàn toàn bị chọc giận ý của tiêu phàm rõ ràng lão tôn ông căn bản không đáng tôi để giáo huấn ông không cái tư cách đó ngươi ngươi chủ nhiệm tôn giơ một ngón tay ra run rẩy chỉ về phía tiêu phàm sắc mặt xanh mét tức giận đến mức nói không ra lời. Ngay vào lúc này, bên ngoài trên hành lang có người thò đầu nhìn ngó vào phòng làm việc của hiệu trưởng, vừa nhìn thấy tiêu phàm, lại liền rụt đầu lại, dường như rất hoảng sợ. Người nào đấy? Hiệu trưởng lập tức nghiêm mặt lại, trầm giọng quát, đứng dậy đi ra ngoài, muốn xem rõ sự tình. Vừa ra khỏi cửa, hiệu trưởng liền sợ hết hồn, chỉ thấy ngoài cửa đã bị vây quanh bởi 7-8 người, mấy tên tiểu lưu manh đầu chọc miệng sùi bọt mép, chặn kín hành lang. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Hiệu trưởng sợ hãi lùi về sau một bước, đứng ở cửa phòng làm việc, sắc mặt tái nhợt kêu lên, giọng nói đã có chút run lẩy bẩy. Hiệu trưởng quả thật nhát gan, tính cách yếu mềm, bằng không, lão Tôn cho dù có chỗ dựa ở cục giáo dục, cũng không dám kiêu ngạo ngang ngạnh như thế ngay trước mặt ông ta, không xem ông ta ra gì. Hiệu trưởng, học sinh phương do Mỹ lớp 15 phần 10 cấu kết với người trong xã hội, đánh trọng thương bạn của tôi. Trường học các người phải chịu trách nhiệm đi, ít nhất phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng, phải giải thích, bằng không chúng tôi hôm nay không đi đâu hết. Hiệu trưởng, ngài xem, những người này đều sắp không xong với họ rồi, các người mau nghĩ cách đi. Nếu chết ở đây, các người phải chịu trách nhiệm. Mấy tên liền mồm năm miệng mười kêu lên, dường như trong đó không có hai nữ bá vương kia. Hai người kia trung quy cũng là học sinh trường trung học Khải Minh không dám công khai đến phòng làm việc của hiệu trưởng để gây rối. Mấy người khác là thanh niên lêu lỏng, lại không hề băn khoăn về điều này. Dường như lại kêu thêm mấy người nữa đến trợ giúp, trong lúc nhất thời đám đông làm ầm lên, nhưng cũng không dám xông thẳng vào phòng hiệu trưởng. Bọn họ không sợ hiệu trưởng, nhưng bọn họ sợ tiêu phàm. Vị sát tinh này ngồi trong hiệu trưởng, nếu chẳng may lại chọc giận hắn, lại đi ra đánh gãy tay chân của hai người, thì làm sao mà chống đỡ được không dám có suy nghĩ người đông thế mạnh, vừa rồi ba người tiến lên, còn chưa hiểu rõ chuyện gì, toàn bộ đã gục xuống, lão đầu chọc bây giờ còn hôn mê chưa tỉnh lại. Nhiều người không có ích. Tuy nhiên đây là trong trường học, lường trước chỉ cần không đi trêu chọc hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không lại ra tay. Nhưng rốt cuộc vẫn không dám xông vào phòng hiệu trưởng, tiến đến quá gần Tiêu Phàm, tuyệt đối là không sáng suốt. Đây là việc xảy ra bên ngoài nhà trường, tại sao lại đổ thừa cho nhà trường? Hiệu trưởng cho dù trong lòng rất sợ hãi, vẫn gượng chống lại. Chủ nhiệm tôn ở bên trong nháy mắt, bên ngoài mấy người phụ nữ gây rối hiểu ý liền lập tức cùng xông lên trước, lôi kéo rằng co. Mấy người phụ nữ này xem ra rất có kinh nghiệm, nhìn qua khí thế hung hăng, nhưng chỉ là rằng kéo quần áo hiệu trưởng cũng không có cào cấu mặt của ông ta. Dù là như thế, hiệu trưởng đã ngăn cản không nổi, sợ tới mức kêu to lên. Làm gì làm gì, các ngươi, các ngươi muốn làm gì? buông tay mau buông tay giọng điệu khá sợ hãi gặp phải mấy nữ binh còn khiến người đau đầu hơn cả tú tài gặp phải binh lính mắt thấy hiệu trưởng chân tay luống cuống đi lùi từng bước vào trong phòng chủ nhiệm tôn kịp thời ra mặt hét lớn một tiếng làm gì làm loạn cái gì còn có quy củ nữa hay không mấy người phụ nữ lập tức dừng tay thả hiệu trưởng ra hiệu trưởng vội vàng trốn vào sau phòng làm việc sắc mặt trắng bệch không ngừng thở dốc, một bộ dạng vẫn chưa hoàn hồn. Đây là trường học, không phải cái chợ, các ngươi còn dám gây rối, tôi báo cảnh sát bắt các ngươi lại. Đàng hoàng đứng chờ, trường học sẽ có một câu trả lời thuyết phục. Chủ nhiệm tôn ưỡn ngược lùi bụng, giả vờ quát tháo, y hệt ông ta mới là hiệu trưởng. Mấy người phụ nữ kia rõ ràng có quen biết với chủ nhiệm tôn, lập tức liền không làm ẩm ý nữa, trong đó một người khá thông minh, còn giả bộ nói. Được, xem như nể mặt vị lãnh đạo này chúng tôi tạm thời không gây sự nữa trường học các người nếu không đưa ra cho chúng tôi một kết quả thỏa đáng thì đừng trách chúng tôi không khách khí đánh người còn có ly hư chủ nhiệm tôn hừ một tiếng xoay người lại nói với hiệu trưởng hiệu trưởng ngài xem đi việc này làm ầm lên rồi trường của chúng ta đều có trách nhiệm ngài nói xử lý như thế nào mới được đây lời này là nói với hiệu trưởng nhưng ánh mắt lại liếc đi liếc lại về phía Tiêu Phàm, đầy vẻ đắc ý. "Tiểu tử, tôi không tin không chị được ngươi. Em gái, ngươi còn phải tiếp tục học ở trong trường này." Phương Do Mỹ khinh thường bĩu môi. Chủ nhiệm Tôn lần này làm ra vẻ, nhưng cô nhìn thấu được. Vốn là muốn vạch trần ông ta ngay trước mặt mọi người, khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, người này chỉ ngồi lặng lặng, không có vẻ gì là tức giận, Phương Do Mỹ lời ra đến miệng lại nuốt trở vào vô tình trong lòng cô đã xem tiêu phàm là chỗ dựa lớn nhất, sinh ra cảm giác dựa dẫm vào hắn. Cho dù chính cô chưa ý thức được điều này. Chủ nhiệm tôn thấy, uy yêu ta ép, chưa thể có hiệu quả, trong mắt chuyển động nhanh như chớp, đang định nói, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Người của đồn công an đấy, nhường đường một chút. Chủ nhiệm tôn vừa nghe thấy cái âm thanh này, lập tức mặt mày hớn hở, liền đi ra ngoài nghinh đón. chương 197, Thổ Bá Vương Đồn công an cử đến ba người, một người thanh tra cảnh sát cấp 2 dẫn đội, nhìn qua khoảng ba mươi mấy tuổi vẻ mặt ngạo nghế. Vưu sở, đến rồi. Xem ra chủ nhiệm tôn rất quen biết với thanh tra cảnh sát cấp 2, bước lên bắt tay với anh ta, cười ha hả, dáng vẻ rất thân thiết. Lão tôn. giọng điệu vưu sở rất tự nhiên, chứng tỏ quan hệ của anh ta và lão tôn quả thật rất tốt. Trung học Khải Minh là trường trung học trọng điểm của quận, không ít người dân thành phố tìm cách đưa con cái vào học ở trường trung học Khải Minh. Phó sở trưởng Vưu ngày thường không ít lần tìm chủ nhiệm tôn nhờ vả. Chủ nhiệm tôn cũng khá trọng nghĩa khí, trên cơ bản không để phó sở trưởng Vưu thất vọng. Cháu gái tiểu cầm kia của chủ nhiệm tôn, tuổi còn nhỏ, vào hùa với một đám tiểu lưu manh trong xã hội, hai năm gần đây gây không ít chuyện, đều là phó sở trưởng Vưu giúp đỡ giải quyết. Cái này gọi là lợi dụng hợp lý tài nguyên. Vưu sở, mọi người đến là tốt rồi đến là tốt rồi chúng ta ở đây loạn lên hết chủ nhiệm tôn nói liên tục phó sở trưởng vưu không có vội vã vào phòng làm việc của hiệu trưởng ánh mắt đảo quanh liền thấy tên đầu chọc miệng sùi bọt mép hai hàng lông mày không ngừng nhăn lại nói lão tôn chuyện này là thế nào tại sao không lập tức đưa người này đến bệnh viện chủ nhiệm tôn không khỏi khổ sở cười nói vưu sở đây không phải chờ các anh tới đưa ra quyết định sao Người này cũng không phải là bị thương ở trong trường của chúng tôi, không có liên quan gì đến trường của chúng tôi. Hung thủ đánh người, đang ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Rất kiêu ngạo, các anh không đến, thật đúng là không ai dám đưa người đi bệnh viện. Phó sở trưởng Vưu lập tức nhớn mày, hừ nói. Thật ư, hừ hừ, ai hoành tráng như vậy à? Tôi không biết, người ta khinh thường không nói nhiều một câu với chúng tôi. Tôi không xứng miệng lưỡi chủ nhiệm tôn chuyển động như lò xo, vẻ mặt bất đắc dĩ, dường như hôm nay chủ nhiệm tôn thực sự chịu uất ức lắm. Ai bảo người ta lắm tiền mà, nhân vật đi xe Mercedes-Benz, tôi không chọc nổi. Đi xe Mercedes-Benz rất cử hà, rất có tiền, có giàu hơn nữa cũng phải tuân thủ luật pháp. Phó sở trưởng Vưu xem ra không phải là người tính tình điềm tĩnh, bị chủ nhiệm tôn trêu chọc vài câu, lập tức nóng giận lên tận đỉnh đầu. Nếu nói đến kiểu cảm xúc này, thật đúng là kỳ lạ, vốn dĩ cho tới bây giờ phó sở trưởng Vưu chưa hề thấy mặt tiêu phàm, chỉ nghe lời từ một phía chủ nhiệm tôn, liền đầy ác cảm với tiêu phàm. Có lẽ hay là hai cái danh từ đi xe Mercedes-Benz và có tiền này đã trích đau vào một dây thần kinh nhạy cảm nào đó của phó sở trưởng Vưu. Tâm lý ghét người giàu của nhân dân trong nước không phải hôm nay mới có. Cũng không phân giai cấp, không phân khu vực, đúng mọi lúc mọi nơi. Đây là truyền thống tốt đẹp của chúng ta. Quan Thanh Liêm thời xưa khi xử án, không hỏi phải trái đúng sai, nhất loạt thiên vị người nghèo, tìm mọi cách bắt bẻ làm khó dễ người giàu có, chính là vì một cái thanh danh gọi là Thanh Thiên. Quan Thanh Liêm từ xưa rất tàn bạo, cũng là kiểu tâm lý ghét người giàu và tâm lý cầu danh đang tác oai tác quái. Lập tức đưa người này đến bệnh viện, tiền chữa trị chị tôi chịu trách nhiệm. Phó sở trưởng Vưu làm điệu bộ vung tay lên, quát. Ai ai, cảm ơn, cảm ơn sở trưởng Vưu. Sở trưởng Vưu thật là một cán bộ tốt, đúng đúng, phó sở trưởng Vưu chính là lãnh đạo tốt. Lập tức liền nhận được vô số lời khen ngợi nịnh hót, phó sở trưởng Vưu vừa ngẩng đầu, bước dài qua giữa lối đi nhỏ do đoàn người chủ động tránh ra, tâm trạng vô cùng thoải mái. Thấy phó sở trưởng Vưu dẫn theo hai người cảnh sát đi vào, hiệu trưởng lúc này mới thở phào một cái, vội vàng đứng dậy chào đón. Có cảnh sát ở đây thì hiệu trưởng an toàn rồi ông ta quả thật có hơi sợ mấy người phụ nữ kia nếu để họ cào cấu vào mặt mũi thì tìm không được chỗ mà nói rõ lý lẽ phó sở trưởng vưu xin chào xin chào hiệu trưởng bắt tay với phó sở trưởng vưu thật chặt hiệu trưởng vương sao lại thế này tại sao đánh nhau còn đánh tới tận trường học vậy bị thương nặng như vậy học sinh này cũng quá hư hỏng rồi đó phó sở trưởng vưu vừa bắt tay với hiệu trưởng vừa nhìn xung quanh ánh mắt lập tức liền dừng lại trên mặt của tiêu phàm. Trong phòng này tổng cộng chỉ mấy người, Phương do Mỹ là tiểu nữ sinh, thì không cần hỏi, tiêu phàm chính là con cháu nhà giàu ngang ngược cản rỡ mà chủ nhiệm tôn nói tới. Tuy nhiên người này nhìn qua nho nhã, không giống như loại người mà chủ nhiệm tôn nói tới. Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình rong. Phó sở trưởng vưu cảm giác được, thái độ kiêu kỳ của tiêu phàm lộ ra từ thực chất bên trong. Điều này cũng cơ bản đồng nhất với nhận thức của Phó Sở trưởng Vưu đối với con nhà giàu mới nổi. Con cháu của những người có tiền này ai ai cũng đều thích ra vẻ tinh tướng. Bề ngoài nhìn qua nhã nhặn hòa khí, phong độ người người, thực chất bên trong lại rất kiêu ngạo, coi thường người khác. Phó Sở trưởng Vưu, lần này thật đúng không thể quy trách nhiệm cho trường học của chúng tôi, đánh nhau là xảy ra ở bên ngoài trường học. Đánh người bị thương cũng không phải là học sinh của trường chúng tôi, càng không phải là giáo viên là người trong xã hội chúng tôi là tai bay vạ gió không đợi hiệu trưởng mở miệng chủ nhiệm tôn giành lấy nói trước hai hàng lông mày tiêu phàm nhíu lại chậm rãi đứng dậy hướng về phía phó sở trưởng vưu nói phó sở trưởng vưu xin chào tôi là tiêu phàm tình hình phát sinh có liên quan đến việc hôm nay tôi giải thích rõ một tí được ngươi nói đi phó sở trưởng vưu cũng liếc hắn bình thản nói vẻ mặt có chút khiêu căng Tiêu phàm không quan tâm tới thái độ của anh ta, giải thích đơn giản một chút tình hình. Ơ, ờ, nói như vậy thì ngươi cũng có lý rồi. Phó Sở trưởng Vưu đặt câu hỏi, mang theo ý châm chọc rõ ràng. Thực ra dựa theo kiến thức phổ thông của nhân viên công an, Phó Sở trưởng Vưu biết những gì tiêu phàm nói mới là sự thật. Nhưng việc hôm nay lại không thể giải quyết đơn giản như vậy. Anh ta biết nữ học sinh tên Tiểu Cầm kia với Lão Tôn là quan hệ gì. Cô bé này cũng coi như khách quen của đồn công an, chỉ là nể mặt mũi của lão tôn, đồn công an chưa từng có chính thức xử lý cô, bằng không sớm đã bị nhà trường khai trừ rồi. Tiêu phàm không quan tâm tới thái độ của phó sở trưởng Vưu, lập tức nói. Phó sở trưởng Vưu, cho dù các vị không đến, tôi cũng sẽ đến đồn công an. Trung học Khải Minh là trường trung học trọng điểm của quận, tình hình chị An trong trường bết bát như vậy. Học sinh đang học trong trường và lưu manh trong xã hội hòa cùng một ruột, ức hát yêu ta ép các bạn học khác trường học có trách nhiệm đồn công an các người cũng có trách nhiệm như nhau nên nghiêm túc nghiên cứu một chút giải quyết vấn đề này như thế nào tránh tiếp tục phát sinh tình trạng tương tự phó sở trưởng vưu ngửa mặt lên trời bật cười ha ha hai con mắt trừng to tròn nhìn thẳng tiêu phàm ha ha tiêu tiên sinh ngài đây là đang dạy tôi làm việc như thế nào ngài là lãnh đạo của quận hay là lãnh đạo của thành phố có lẽ ngài là lãnh đạo trung ương tôi cảm thấy hơi không đáng tin cậy thế nào đấy hai vị cảnh sát đi theo và chủ nhiệm tôn đều cười rộ lên đầy ý châm chọc tiêu phàm hơi nhíu mày nói ý của phó sở trưởng vưu là nói chỉ có lãnh đạo mới có thể đề xuất ý kiến cho công việc của mấy người người dân thành phố bình thường thì không có tư cách này có phải không ai ngài đừng bê nguyên xin si lời tôi nói để chụp đầu tôi nha tôi không nuốt nổi đâu phó sở trưởng vưu xua tay cười lạnh nói Tôi không quan tâm ngươi là lãnh đạo hay là ai, tôi chỉ biết làm việc dựa theo pháp luật. Đánh người còn có lý hư, làm người khác bị thương, phải bỏ tiền ra, phải bị xử phạt. Ta cho ngươi biết, hôm không cần biết ngươi là ai, ngươi chính là Thiên Vương lão tử, cũng phải tuân thủ quy tắc của lão vưu tôi. Đừng tưởng rằng có tí tiền thì dám đến đâu cũng kiêu ngạo. Lập tức theo tôi về đồn công an, ngoan ngoãn giải thích rõ sự tình. Phương do mỹ không thể kiềm được nữa, nhảy dựng lên hung hăng nhìn thẳng phó sở trưởng vưu, thở hồn hển nói. Phó sở trưởng vưu, đồn công an các người cũng phải công bằng chứ. Rõ ràng là bọn họ dở trò lưu manh, chúng tôi là phòng vệ chính đáng. Tại sao việc này đều biến thành lỗi của chúng tôi rồi? Phần ngực mềm mại không ngừng phập phồng theo tiếng thở hồn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Phó sở trưởng vưu cười lạnh một tiếng, nói. Thế nào, không phục à? Có bản lĩnh thì cô gọi lãnh đạo của quận đến đây cho tôi, xem lão vưu tôi có sợ không. Ơ, ờ, ai mà giọng điệu lớn tiếng như vậy chứ? Lúc đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên lại vang lên một âm thanh, nghe ra thì tuổi tác của người nói cũng không lớn lắm. Tiêu phàm khẽ lắc đầu. Đoàn người nhìn hướng theo tiếng vọng lại, chỉ thấy ở cửa một đám người ào ào tiến đến. Đi ở phía trước nhất là một thanh niên trẻ 20 tuổi dẫn đầu, cả người hàng hiệu Akmani, vừa nhìn cũng biết là người có tiền. Chính là tiểu quế tử. Nhận được điện thoại của Nhất ca, Tiểu Quế Tử trong phút chốc chạy tới trường Trung học Khải Minh, trên đường đến gọi mấy cuộc điện thoại, đợi lúc anh ta chạy đến trường Trung học Khải Minh, những người cần đến khác cơ bản đều đã đến đông đủ. Ngươi là ai vậy? Phó sở trưởng Vưu thấy lại một người con nhà giàu mới nổi đến, lập tức hơi thở không ra, hai hàng lông mày dựng lên, như sắp nổi giận, lại chợt há to miệng, lời nói phía sau cứng ở trong cổ họng, nói không ra. Cục trưởng Hầu, Hầu nhưng hóa ra theo sát sau tiểu Quế tử, chính là một vị cảnh giám cấp hai mặc đồng phục, khoảng 40 tuổi, vẻ mặt uy nghiêm. Sở trưởng Vưu nhận ra, chính là cục trưởng hầu của huyện cục. Là cấp trưởng, không phải cấp phó. Người đứng đầu, vừa rồi là ai nói lớn tiếng như vậy? Tôi đây là vào ổ thổ phỉ hay là thế nào? Thổ hoàng đế a. Tiểu Quế tử cũng không phải là đèn cạn dầu, tuy rằng không biết vì sao nhất ca bỗng nhiên xuất hiện tại trường trung học Khải Minh nhưng đây không phải điều quan trọng. Điều quan trọng là, nhất ca đã ở đây rồi, hơn nữa còn có người đang muốn gây phiền phức. Đặc biệt là người gây phiền phức này, lại là cảnh sát của đồn công an. Tiểu Quế từ tự, tự cảm thấy có thua thiệt cương vị công tác. Bất kể nói thế nào, bố anh ta làm phó cục trưởng ở cục thành phố thủ đô nhiều năm như vậy, hiện tại lại lên bộ, đường đường là cục trưởng cục 3, quản lý trị an của cả nước để một cảnh sát của đồn công an lên giọng la lối trước mặt nhất ca, tiểu quế tử thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nhất ca phóng khoáng, coi trọng phong độ, chẳng thèm so đo với loại người này, không có nghĩa là tiểu quế tử anh ta cũng có thể làm như vậy. Đại ca và tiểu đệ là có sự khác biệt. Nhìn anh ta trực tiếp gọi cục trưởng huyện cục đến, thì có thể thấy mức độ coi trọng của tiểu quế tử đối với việc này. Vưu Dũng, chuyện gì xảy ra vậy? Văn minh chấp pháp, không hiểu à? ngươi là cảnh sát nhân dân, không phải thổ bá vương." Cục trưởng Hầu trừng mắt, liền bắt đầu khiển trách. Nói thật, cục trưởng Hầu lần này cũng đến vội vàng, trong đầu mớ hỗn độn, còn không rõ tình hình cụ thể. Nhưng lúc ông ta gặp tiểu Quế Tử ở cổng trường Trung học Khải Minh, liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Quế thiếu đích thân chạy tới. Việc này không nhỏ rồi. Đừng nhìn Quế thiếu tuổi còn nhỏ, ở hệ thống chính trị pháp luật thủ đô, quả thực là một nhân vật khó lường nghe nói phó cục trưởng Quế hiện giờ nối quan hệ với lão phương gia, vậy thì càng ghê gớm. Từng bước thăng chức, việc mà ngay cả Quế thiếu đều gấp gáp như vậy, lão hầu ông ta thật không dám chậm trễ. Trong thành phố tứ cửu này, những thứ khác không nói, chính là con ông cháu cha không ít. Đó là tuyệt đối không được đắc tội. Chương 198, dọa không chết ngươi được. Mồ hôi của phó sở trưởng Vưu liền nhỏ xuống, chảy xuống dò dò, còn không dám lau cục trưởng hầu của phân cục, nhưng nghiêm khắc mà xưng hô, đừng nói là lão vư một phó sở trưởng như vậy, cho dù là ủy viên chính trị sở trưởng, trước mặt cục trưởng hầu cũng chỉ có ngoan ngoãn mà nghe giáo huấn. Hơn nữa vì một vụ án trị an nho nhỏ của trường trung học Khải Minh, trực tiếp kinh động đến cục trưởng hầu đại giá, phó sở trưởng vưu lại không mốc, làm sao có thể không phát hiện được trong lúc này có vấn đề. Cái này, cái này, cục trưởng, tôi. Trong lúc này, phó sở trưởng vưu ngoài việc chảy mồ hôi, nói không nên lời. Thật sự điều không ngờ này xảy ra quá đột ngột, phó sở trưởng vưu chưa hề chuẩn bị được tâm lý, chỉ nghĩ phải biện giải cho mình vài câu, lại làm sao có thể tìm được lý do hợp lý. Hơn nữa đổ mồ hôi trước rồi hãy nói. Con người của chủ nhiệm tôn đảo qua đảo lại, tiếp cận bước lên trước, cười nói. Cục trưởng, chúng tôi, ái trà, phó sở trưởng vưu là tới để xử lý vấn đề cho trường của chúng tôi, ở đây có người đánh người khác bị thương. Đánh người nào bị thương? Không đợi cục trưởng hầu trả lời, bên ngoài vang lên một giọng nói khác. Chủ nhiệm tôn đang chuẩn bị tiếp tục nói bừa lập tức cũng há to miệng, nói không ra lời. Hiệu trưởng càng kinh ngạc nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Từ cửa đi vào cũng là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, ăn mặc âu phục, thần thái nghiêm chỉnh. Cục trưởng Chu, Chu. Hiệu trưởng vội vã tiếp đón. Vị đàn ông trung niên này lại là cục trưởng cục giáo dục quận, cũng là cấp trưởng, không phải là cấp phó. Cục trưởng Chu Vốn đang chủ trì cuộc họp ở trong cục, một vị lãnh đạo nào đó ở quận gọi điện tới, cục trưởng Chu thậm chí không kịp bàn giao lại, trực tiếp từ hội trường chạy tới trung học Khải Minh. Giọng điệu của vị chủ quản lãnh đạo quận kia trong điện thoại không phải là nghiêm khắc bình thường, quả thực được gọi là hầm hầm giận dữ, thần sắc nghiêm nghị, giáo huấn một trận. Vội vã chạy tới đây, liếc mắt liền thấy cục trưởng hầu của phân cục công an huyện đã tới trước rồi cục trưởng chu kinh ngạc quả thật không phải là chuyện đua phải xảy ra chuyện lớn như vậy mới có thể kinh động khiến lão hầu chạy tới cục trưởng chu trong lòng lập tức liền cảm thấy bất ổn lão vương chuyện gì xảy ra vậy đã xảy ra chuyện gì cục trưởng chu giọng điệu sắc mặt nghiêm khắc quát hỏi không không có gì cục trưởng chỉ là chỉ là học sinh của trường có chút mâu thuẫn thiệu trưởng vương lại mồ hôi như mưa bối rối như nhau đây là làm sao vậy làm sao mà lãnh đạo ở quận này đều dường như hẹn nhau cùng chạy tới tiểu quế tử lại không quan tâm tới bọn họ lập tức đi đến trước mặt tiêu phàm hạ thấp giọng hỏi nhất ca có sao không tiêu phàm lắc đầu thản nhiên nói không sao chính là hai nữ học sinh của trường cấu kết với tiểu lưu manh trong xã hội ức hát yêu ta ép nữ học sinh cấp dưới Tình hình tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng tính chất khá tồi tệ. Mấy tên tiểu lưu manh kia còn dám động dao. Á! À, tiểu Quế Tử vừa sợ vừa giận. Có người dám động dao với Nhất ca, đây không phải là muốn nhanh tìm đến cái chết sao? Thế nhưng Tiểu Quế Tử đã tận mắt chứng kiến công phu của Nhất ca, Uông lão tam hoành tráng ư? Một quyền liền trở thành cặn bã. Đánh giá tỉ mỉ một chút nữ học sinh bên cạnh Nhất ca một lần nữa, Tiểu Quế Tử cũng há to miệng, không thể khép lại vừa rồi anh ta hoàn toàn chỉ chú ý đến nhất ca, không để ý gì đến nữ học sinh này. Lần này nhìn kỹ, cục cưng của tôi. Đây là khuê nữ của Phương Gia. Ở lễ hội hoa nhài, lúc tiểu quế tử theo cha mình đi gặp Nhiêu Vũ Đình, ở bên cạnh Nhiêu Vũ Đình đã gặp qua Phương Do Mỹ. Lần đó Phương Do Mỹ không có mặc đồng phục, xinh đẹp. Cho dù tuổi còn nhỏ, cái phôi của Mỹ nhân cực phẩm đã sớm lộ ra rồi. Tiểu Quế Tử lúc đó cũng không dám nhìn kỹ. Cứ nhìn chằm chằm vào tiểu thư phương gia nhà người ta như vậy thì quá bất lịch sự rồi. Không ngờ bây giờ gặp lại là mặt mũi bầm dập, chắc chắn, nữ học sinh lớp dưới, bị ức hát yêu ta ép mà nhất ca nói đến, chính là bà cô nhỏ này của phương gia. Thảo nào ngay cả nhất ca cũng vội chạy tới, thì ra là bà cô nhỏ này xảy ra vấn đề. Tiểu quế tử vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Thói đời thật là khác lạ, còn có tiểu lưu manh dám bắt nạt khuê nữ của phương gia không biết bố người ta trên chính trường là nhân vật nào sao phương xin chào tiểu quế tử vội vàng chào hỏi phương do mỹ hắn không biết tên của phương do mỹ ngay trước mặt nhiều người như thế này cũng không có thể gọi phương do mỹ là phương tiểu thư không thấy người ta mặc đồng phục học sinh ư đành phải lóng ngóng xương hô phương do mỹ gật gật đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn bao phủ một tầng xương lạnh đừng nhìn cục trưởng hầu vừa vào cửa liền giáo huấn phó sở trưởng vưu Thực ra ánh mắt kia không có lúc nào là không nhìn chăm chú vào trên người Quế Thiếu. Mắt thấy Quế Thiếu đối xử khách khí như vậy với tiêu phàm và phương do Mỹ, lập tức trong lòng liền rõ mồn một. Hai vị này mới là nhân vật mà ngay cả Quế Thiếu cũng phải xem trọng. Nhìn qua, tiểu cô nương xinh đẹp mặc đồng phục học sinh kia bị thương rồi. Lão Vưu sao lại thế này? Học sinh của trường, cấu kết với tiểu lưu manh trong xã hội, ức hát yêu ta ép bạn học khác đồn công an các người bình thường làm ăn cái gì thế? Những chuyện này, tại sao lại xảy ra? Cục trưởng, tôi, tôi đây cũng là nhận được báo án, vừa mới tới để giải quyết vấn đề. Phó sở trưởng vư vội vội vàng vàng giải thích cho mình một câu. Gã cũng mơ hồ nhìn ra, chính mình vừa rồi luôn mồm phải giáo huấn công tử bột, con nhà giàu mới nổi, mới là mấu chốt của vấn đề. Lúc cục trưởng hầu họ đi vào cửa, tiểu quế tử lại đi phía trước nhất. Không hề nghi ngờ, tiểu ca trẻ tuổi ngoài 20 này, thân phận địa vị càng ở trên cục trưởng hầu. Chỉ sợ cục trưởng hầu chính là do anh ta gọi tới. Nhưng vị đại thiếu hoành tráng này, ở trước mặt tiêu phàm lại rất kính cẩn, vừa vào liền thay đổi sắc mặt, mang dáng dấp của tiểu tệ chạy việc. Một đại thiếu hoành tráng có thể trực tiếp gọi cả cục trưởng phân cục công an huyện và cục trưởng phòng giáo dục quận đến, là tiểu đệ của tiêu phàm. Như vậy, tiêu phàm lại là lai lịch cỡ nào? Phó sở trưởng Vưu không thể tưởng tượng nổi y chỉ biết là, hôm nay gặp phải phiền phức lớn rồi. Phiền phức rất rất lớn. Nực cười, xảy ra chuyện các người mới chạy tới, bình thường thì làm gì? Bảo các người phòng chống tội phạm, các người phòng chống thế nào? Trường học là nơi nào? Mà làm loạn thành bộ dạng này, bảo các học sinh làm thế nào mà an tâm học hành chứ? Không đợi phó sở trưởng vưu nói xong, cục trưởng hầu lại là mắng xối xả cho một trận y mơ hồ quan hệ giữa tiêu phàm và tiểu nữ sinh có đôi mắt to vô cùng xinh đẹp kia là như thế nào nhưng điều này không sao cả mấu chốt ở chỗ tiêu phàm là nhân vật tai to mặt lớn mà khiến quế thiếu cũng phải xem trọng biết được điểm này là đủ rồi có vẻ như vừa rồi phó sở trưởng vưu chính là hướng về phía người ta mà hét lên may mà chạy tới đúng lúc nếu thật sự phó sở trưởng vưu làm tiếc việc gì quá giới hạn chọc giận người ta đến cùng thế thì thật sự khó thu xếp rồi Cục trưởng hầu trong lòng hiểu rõ, những công tử ca tai to mặt lớn này. Chính là để ý đến thể diện. Hôm nay người khiến hắn mất mặt, hôm khác hắn có thể trực tiếp lột sạch ra mặt của ngươi. Lão Vương, các ngươi sao lại thế này? Học sinh của trường học, tại sao có thể cấu kết với người không nghề nghiệp trong xã hội đến trường gây rối ức hát yêu ta ép bạn học? Các ngươi dạy dỗ như thế nào? Cục trưởng chu của cục giáo dục cũng nhìn ra tình hình khác thường, theo sát sau chen vào, lớn tiếng quát lớn. Có thể làm đến chức cục trưởng phòng giáo dục quận, lão chu cũng tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt. Ánh mắt kia, không phải tốt bình thường. Hiệu trưởng cũng như phó sở trưởng vưu, không kìm được vã mồ hôi lạnh đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía tiêu phàm. Ra vẻ chính mình vừa rồi đối với vị thiếu gia này, vẫn rất khách khí. Thời khắc quan trọng, ngài liền giúp tôi một phen đi. Tiêu phàm hai hàng lông mày nhíu lại tiến lên trước một bước. Cục trưởng Hầu, cục trưởng Chu lập tức ngậm miệng lại, đồng loạt nhìn Tiêu Phàm, chờ hắn chỉ thị. Việc hôm nay phải như giải quyết như thế nào, dù sao cũng phải có một câu nói của vị thiếu gia này mới có cái tiêu chuẩn xử lý cơ bản. Tóm lại phải khiến cho Tiêu Phàm vừa lòng, đây là nguyên tắc lớn nhất. Cục trưởng Hầu, cục trưởng Chu, tình hình là như thế này, Tiêu Phàm không thích làm phiền người khác, lại giải thích đơn giản cho hai vị đứng đầu của huyện cục. Có những việc như thế này ư? Đây còn ra thể thống gì nữa? Lão Vương, các ngươi làm gì vậy? Trong trường học có học sinh không tuân thủ kỷ luật như vậy tại sao không sớm xử lý, còn để họ ở lại trường phá hoại những bạn học khác. Cục trưởng Chu giận tím mặt nhìn thẳng hiệu trưởng Vương, lớn tiếng hỏi. Cục trưởng Chu, chúng tôi chúng tôi lập tức xử lý, lập tức xử lý. Hiệu trưởng Vương liên tiếp nói, đưa tay lau mồ hôi lạnh. Tiêu Phàm khoát tay, ngăn hiệu trưởng Vương lại, ánh mắt đảo một vòng liền nhằm vào tôn chủ nhiệm. Cục trưởng Chu, tôi thấy ngọn nguồn của chuyện này có thể liên quan đến vị chủ nhiệm tôn này. Chủ nhiệm tôn đã sớm yên vị rồi, trốn ở một bên không dám thở mạnh, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào, trong lòng thầm cầu trời khấn Phật mấy trăm ngàn lần, cầu nguyện tiêu phàm bỗng nhiên mắc cái chứng hay quên, không nhớ rõ lão tôn ông ta là ai. Tiếc là mộng tưởng bao giờ cũng rất đầy áp, sự thật bao giờ cũng rất thiếu thốn. Tiêu phàm không ngờ cũng không có mắc chứng hay quên. Theo như tôi được biết, cô nữ học sinh cấu kết với tiểu Lưu manh trong xã hội kia có quan hệ thân thuộc với chủ nhiệm Tôn. Đây mới là nguyên nhân cô ta có thể cứ được ở lại trường Xưng Vương Xưng Bá. Tôi cho rằng chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng." Tiêu Phàm chậm rãi nói, giọng điệu không nóng không vội. Xong rồi, chủ nhiệm Tôn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, vội vàng vịn lấy vách tường bên người, mới coi là miễn cưỡng chống được, không trượt chân trên mặt đất nếu nói chủ nhiệm giáo vụ trường trung học khải minh thì cũng là cán bộ cấp phòng còn không cứng rắn dường như không thể đánh đồng với cán bộ cấp phòng cơ quan hành chính không làm thì không làm cũng không sao cả chủ nhiệm tôn không cần phải vô dụng đớn hèn như vậy thật ra không phải vậy là trung học trọng điểm ở quận chủ nhiệm giáo vụ trường trung học khải minh là một vị trí có thực quyền những năm gần đây lão tôn ngồi trên vị trí này kiếm được không ít lợi ích cái này hãy còn thôi mất chức quan này nhiều nhất sau này bớt đi chút lợi ích thực tế. Chủ nhiệm tôn thực sự đang lo là hiệu trưởng vương nắm lấy cơ hội này làm lớn chuyện, rũ sạch hết những việc trước đây ông ta đã làm được. Thế thì không phải là vấn đề được làm chủ nhiệm giáo vụ nữa hay không? Không chừng có khả năng phải ngồi tù. Cho dù hiệu trưởng vương nể nhiều năm là đồng nghiệp mà không chừng trị y cũng khó tránh cục trưởng chu không ra tay. Để lấy lòng người họ tiêu này, cục trưởng chu sẽ không chút do dự hy sinh lão tôn ông ta lão tôn biết những người làm lãnh đạo này cái gì cũng đều làm được yên tâm yên tâm chúng tôi nhất định nghiêm khắc điều tra bất kể là ai chỉ cần phạm sai lầm thì nhất định sẽ bị xử phạt quả nhiên cục trưởng chu vừa nghe ở trước mặt tiêu phàm thể thốt thể hiện sự quyết tâm thế thì được cục trưởng chu tôi chờ kết quả xử lý của các ông chuyện này tôi sẽ tiếp tục để ý tới dầm một tiếng tôn chủ nhiệm rốt cuộc không kiên trì nổi trước mắt tối sầm, ngã gục xuống đất chương 199, giấu giếm. Làm sao bây giờ? Ngồi trong xe Mercedes Benz khổng lồ của tiêu phàm, phương do Mỹ mặt mày nhăn nhó. Phiền phức ở trường đã giải quyết xong rồi, nhưng phiền phức của cô vừa mới bắt đầu. Cô không phải là học sinh trọ ở trường, chỉ buổi trưa ở lại trường ăn cơm trưa, buổi tối là nhất định phải đi về nhà. Với bộ dạng mặt mũi bầm dập bây giờ này, cô làm sao giải thích với nhiều vũ đình nếu như bị cha phát hiện phương lê không chừng sẽ đuổi cổ tất cả lãnh đạo trường phương do mỹ biết cha rất mực yêu cô nhưng phương do mỹ thật không muốn thành người nổi tiếng ở trường học sau đó mọi người tránh cô như tránh dịch bệnh vậy thì sau này còn có ý nghĩa gì tiêu phàm nắm vô lăng quay đầu nhìn cô nói chuyện ở trường học em không cần lo lắng tiểu quế tử sẽ xử lý tốt anh ta sẽ không làm lớn chuyện cái tên gãy xương kia anh cho anh ta tiền thuốc men về sau, bất kể trong trường hay là ngoài trường, sẽ không còn có người dám tìm em gây chuyện nữa đâu." Tiểu Quế Tử rất được việc, điểm này cũng thật sự không cần hoài nghi, biết Phương Do Mỹ là khuê nữ Phương gia, Tiểu Quế Tử nếu là để lại một nỗi lo về sau, thế thì không cần đi theo nữa. Thậm chí để đảm bảo an toàn của Phương Do Mỹ, để đảm bảo tên côn đồ trong xã hội về sau không quấy giày Phương Do Mỹ nữa, chỉ sợ đồn công an sẽ thiết lập lại bộ máy. Về phần mấy tên côn đồ kia, Bất kể nam nữ đều sẽ biến mất. Ít nhất mấy năm Phương Do Mỹ học ở trường Trung học Khải Minh này, bọn họ là không thể nào tái xuất hiện được rồi. Chế độ giáo dục lao động vẫn chưa hủy bỏ, đối với một vài phần tử xấu nghịch ngợm gây sự, nhiều nhất có thể giáo dục lao động 3 năm. Không cần thông qua bất cứ cơ quan nào khác, ủy ban giáo dục lao động của quận có thể đưa ra quyết định. Phương Do Mỹ còn có thời gian hơn 2 năm thì sẽ tốt nghiệp cấp 3 rồi. Cái này tôi biết, chỉ là cha mẹ tôi cô bé mân mê miệng, trong đôi mắt to lệ rưng rưng. Vừa rồi đối diện với tiểu cầm mấy nữ lưu manh, cô bé, thể sống chết bất khuất, biết rõ không địch lại cũng chiến đấu tới cùng, hiện giờ lại không có dũng khí như vậy. Suy cho cùng, cô vẫn còn là trẻ con. Tiêu phàm liền cười. Anh còn cười, anh còn cười. Cô bé chợt bật lên, tức giận tới mức dậm chân. Cuối cũng không ngăn được nước mắt rơi xuống lá trá, bộ dạng uất ức thì khỏi nói. Như thế này đi, trước tiên chúng ta đến quảng trường thắng lợi cô nhiều thường xuyên làm đẹp ở thẩm mỹ viện nào em biết chứ tiêu phàm mỉm cười một lúc nói đến thẩm mỹ viện để làm gì cô bé hồn nhiên khó hiểu tức giận chừng mắt nhìn hắn trước tiên trang điểm làm cho em đẹp lên một chút sau đó thì anh đưa em về nhà anh đi giải thích với cô nhiêu được không giọng điệu của tiêu phàm đặc biệt dịu dàng giống như dỗ con nít vô cùng kiên nhẫn thật ư cô nàng lập tức mở to hai mắt nhìn vừa mừng vừa sợ em thấy anh giống kiểu người đi lừa con nít lắm sao ai là con nít ai là con nít anh mới là con nít không ngờ câu nói thuận miệng này của tiêu phàm lại chọc giận cô bé liên tiếp kêu lên tự nhiên ưỡn ngực lên khiến bộ ngực mềm mại trong đồng phục rộng thùng thình đều nhô lên cao cũng quả thật không thể xem cô hoàn toàn là con nít rồi tiêu phàm có chút đau đầu những năm gần đây hắn chuyên cần cho việc tu luyện, tuy rằng cũng thường xuyên ngao du giang hồ, nhưng số lần tiếp xúc với các cô gái thật sự không nhiều lắm. Những cô nàng lớn không ra lớn này sâu trong nội tâm rốt cuộc nghĩ gì, tiêu chân nhân thật sự không hiểu nổi. Một huyền thiên thiên đã đủ khiến hắn đau đầu rồi, đem so sánh với huyền thiên thiên, phương do Mỹ là cô bé mạnh mẽ, không thể giả được. Có lẽ còn có thể giảng đạo lý với huyền thiên thiên được. Với phương do Mỹ, đó là một chút cũng nói không thông tiêu chân nhân đành phải nổ máy, chạy về phía quảng trường thắng lợi. Thật ra muốn tìm thẩm mỹ viện hóa trang, che lấp một chút vết thương trên mặt phương do Mỹ, hoàn toàn không cần phải chạy đường vòng đến quảng trường thắng lợi, kề bên này có không ít thẩm mỹ viện. Chỉ là tiêu phàm quả thật không quen với những nơi như thế này. Trong đầu hắn, chỉ biết mỗi một quảng trường thắng lợi. May mà không kẹt xe, Mercedes-Benz chạy tới quảng trường thắng lợi một cách rất suôn sẻ. Phương do Mỹ mặc đồng phục, đi vào thẩm mỹ viện cao cấp nhất của quảng trường thắng lợi, bên cạnh được một anh chàng cao to, đẹp trai, nhà giàu sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tháp tùng khiến vô số khách lườm nguyết. Bây giờ những công tử ca nhà có tiền này, càng ngày càng tệ, không có lấy một chút giới hạn. Ngay cả những nữ học sinh cấp 3 tuổi còn nhỏ này cũng không tha, còn công khai dẫn ra vào thẩm mỹ viện cao cấp như vậy. Còn cô bé nữa, cũng không biết tự trọng, tỉnh tình mê mê, tuổi còn nhỏ, đã chạy theo đàn ông khắp nơi, trốn luôn cả học chờ phương do Mỹ lấy thẻ phụ thẻ hội viên đẳng cấp cao nhất ra, nhân viên tiếp đón của thẩm mỹ viện mới mơ hồ ý thức được mình có khả năng đã đoán sai, cô bé này khả năng cũng là có lai lịch lớn. Tiêu phàm thản nhiên dặn dò, tìm kỹ thuật viên tốt nhất của các người đến đây, hóa trang tỉ mỉ một chút, đừng để người khác nhìn ra. Lời này lập tức lại khiến cho nhân viên của thẩm mỹ viện và các vị khách khác dậy lên liên tưởng, tà ác, nghe ra sao giống như, vợ chồng son, không được tự nhiên, không cẩn thận đùa với lửa đấy xem chừng cô bé không có mặt mũi đi học chạy đến nơi này trang điểm trước cảm nhận được ánh mắt quái dị từ bốn phía cô bé lại một lần nữa hận tới mức ngứa cả răng thầm nghĩ chỉ vào mặt mỗi người hung hăng mắng một trận ánh mắt gì vậy bà cô này không phải là kiểu người như các ngươi tưởng tượng tiêu phàm lại không hề có gì khác lạ gió thổi không nổi khó khăn lắm phương do mỹ mới trang điểm xong vết tím bầm trên trán cơ bản đã được che không còn một dấu vết khóe miệng rách một miếng lại khó có thể che hết nhưng nếu không nhìn kỹ vẫn rất khó nhận ra được sự khác biệt thẩm mỹ viện hạng sang đắt thì đắt hơn thật tay nghề quả thật rất giỏi cô bé soi đi soi lại vào gương tuy rằng còn có chút thấp thỏm trong lòng nhưng cũng không nói gì thêm chỉ có thể trang điểm thành bộ dạng này nếu nhất định phải xóa sạch vết thương nơi khóe miệng không tránh khỏi quá cứng nhắc trang điểm quá đậm ngược lại càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Vừa ra khỏi cửa chính của thẩm mỹ viện, tiêu phàm liền rút điện thoại ra, gọi điện cho Nhiêu Vũ Đình. Xin chào. Đầu dây bên kia, truyền đến giọng nói tao nhã của Nhiêu Vũ Đình. Xin chào, cô Nhiêu, cháu là Tiêu Phàm. Ồ, là Tiêu Phàm à. Xin chào, Tiêu Phàm, hôm nay sao lại nhớ đến gọi điện cho cô thế này? Không phải đang thúc giục cô chứ? Yên tâm, chuyện tìm đối tượng cho cháu, cô Nhiêu đây luôn để ý đến. Đây không phải, tạm thời chưa tìm người thích hợp, cô Nhiêu không để cháu tuổi thân đâu, đúng không? Nghe ra được, tâm trạng của Nhiêu Vũ Đình rất vui vẻ, còn trêu gẹo tiêu phàm mấy câu. Sớm đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn đối với tiêu phàm rồi. Tiêu phàm hơi xấu hổ cười nói. Cô Nhiêu, chuyện đối tượng, chúng ta không vội, từ từ sẽ có. Buổi trưa cô có thời gian không? Cháu muốn đến ăn trực nhà cô bữa cơm tiện đường đưa tiểu Mỹ về nhà. Ô, tiểu Mỹ đi cùng với cháu à. Được được, tới nhà dùng cơm, cô nhiều đích thân xuống bếp, làm các món ngon cho các cháu ăn. Nhiều vũ đình không nghi ngờ gì, liền đồng ý. Về phần tại sao Phương do Mỹ lại đi cùng với tiêu phàm, nhiều vũ đình đều không hỏi. Giữa con cháu nhà quyền quý có ra thế, qua lại rất bình thường. Tiêu phàm mặc dù có chút, ly kinh bạn đạo, trung quy cũng là người của tiêu gia, phương hướng là tuyệt đối sẽ không đi sai bước nhầm đâu. Điểm này, nhiều vũ đình tin được. Cảm ơn cô Nhiêu. Tiêu phàm lịch sự hàn huyên vài câu với nhiều vũ đình xong, cúp điện thoại. Ai, anh định làm thế nào nói chuyện này với mẹ tôi? Phương do Mỹ không khỏi có chút lo lắng. Nói thật là được rồi, việc này, em vốn cũng không sai. Thấy có người ức hát yêu ta ép bạn học, vốn cần phải đứng ra. Cũng không phải là em chủ động rước lấy họa. Cô Nhiêu nhất định có thể hiểu được. Phương do Mỹ nghĩ cũng đúng lập tức liền vui vẻ trở lại giang hai tay ôm tiêu phàm một cái không đợi tiêu phàm định thần lại liền cười hì hì khoác cánh tay của hắn đi thôi về nhà ăn cơm đi em đói bụng rồi tiêu phàm lắc đầu cũng không có giấy ra mặc kệ cô bé khoác cánh tay mình cùng nhau rời khỏi quảng trường thắng lợi chỉ là cánh tay của tiêu chân nhân từ trước tới giờ đều có chút cứng ngắc cho tới bây giờ ngoài tân lâm và ơ dơ lina Tiêu Phàm chưa từng có tiếp xúc thân mật như thế với người con gái thứ ba. Tuy nhiên Phương do Mỹ tuổi còn nhỏ, trong lòng Tiêu Phàm càng không có suy nghĩ linh tinh. Xe Mercedes Ben lập tức chạy thẳng tới một đại viện khu tập thể cán bộ của Đảng ủy Công an. Nhiều vũ đình rất giàu có, cơ quan nửa chính thức kia của cô, mang lại tính chất lợi nhuận nhất định, độc lập hạch toán, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Nhiều vũ đình hoạt động kinh doanh phát triển nhanh chóng, tiền lương tiền thưởng tiền trợ cấp tiền hoa hồng hàng năm cộng lại, là một con số không nhỏ. Hơn nữa nhiều gia còn kinh doanh những sản nghiệp khác, nhiều Vũ Đình có cổ phần. Những khoản thu nhập này đều có thể công khai, vượt qua được điều tra. Nhưng Phương gia cho tới nay vẫn ở Đại viện nhà tập thể cán bộ đảng ủy công an. Phương Lê không muốn ở biệt thự. Phương Lê là một người đặc biệt cẩn thận, nghiêm túc, từ trước tới giờ đều vô cùng khiêm tốn. Ông ấy cũng không cảm thấy, ở trong biệt thự thì thoải mái hơn là ở trong nhà chung cư dù sao có thể có một nơi để nghỉ ngơi là được rồi, ở trong biệt thự ngược lại quá lạnh lẽo, đôi khi ra ngoài tản bộ, đều chỉ gặp được một hai người. Đây cũng là nguyên nhân phương do Mỹ theo học ở Trung học Khải Minh. Ở điểm này, nhiều vũ đình vô điều kiện nghe theo quyết định của Phương Lê. Với quyền thế của Phương gia và sự giàu có của nhiều gia, thật sự không cần phải lên giọng. Chỉ có nhà giàu mới nổi mới cần dùng những thứ bên ngoài này để đánh bóng giá trị bản thân mình những gia đình quyền quý chân chính, căn bản sẽ không cần như thế. Mặc dù chỉ là một chỗ đại viện nhà tập thể cán bộ của một trong hệ thống chính trị pháp luật, quy mô cũng rất lớn, có hai ba mươi dãy căn hộ nhiều loại. Phương Lê là hưởng đãi ngộ cán bộ cấp cao của cấp thứ trưởng, ở tòa nhà cán bộ cao cấp khá sát vào bên trong. Phòng thang máy, tầng 10. Bốn phòng hai sảnh, diện tích sử dụng vượt quá 160 mét vuông. Phương do Mỹ dẫn tiêu phàm đến trước cửa nhà, cô bé cũng chú ý một chút, sau khi đi vào cư xá, không còn khoác cánh tay của tiêu phàm. Ở khu tập thể cán bộ này, khuê nữ phương gia là một, minh tinh, bất kỳ ai thấy đều phải khen vài câu đấy. Bỗng nhiên lại khoác tay nam tử thanh niên ra ra vào vào, không khỏi bị dị nghị. Cô nàng còn mặc đồng phục nữa chứ? Nhấn chuông cửa, là cô giúp việc đến mở cửa, cô giúp việc là người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, hơi béo, cười tùm tìm, nhìn qua rất thật thà chất phác điềm đạm. Cô, mẹ cháu đâu ạ? À? Phương do mỹ thuận miệng hỏi. À, quản lý nhiều ở trong nhà bếp, nói buổi trưa có khách sẽ tới nhà ăn cơm, đích thân xuống bếp. Cô giúp việc cười ha hả nói, đôi mắt chỉ ngắm tới ngắm lui trên người tiêu phàm. Cô giúp việc đến phương gia làm việc cũng vài năm rồi, vẫn rất ít khi thấy người khách có thể khiến nhiều vũ đình đích thân xuống bếp. Không biết vị tiểu tử trẻ tuổi này lai lịch như thế nào, nghĩ nhất định cũng là công tử thiếu gia của nhân vật lớn nào chương 200, khốn đốn vì tình tiêu phàm, đến ngồi đi. Về tới nhà, Phương do Mỹ liền máy móc theo quy củ, giống như tiểu chủ nhân nhiệt tình mời. Phòng khách rất rộng rãi, màu sắc trang trí cũng tương đối trang nhã, áp dụng cách bài trí từ một quảng cáo, được gọi là giản lược mà không đơn giản. Giản lược trang trí và dụng cụ gia đình để lộ ra quý khí nhàn nhạt và ung dung. Sofa phòng khách được bọc vải, so với ghế sofa bọc ra đắt tiền thì nó có lực hấp dẫn hơn rất nhiều mẹ khách tới rồi mời xong tiêu phàm phương do mỹ loi choi đi lên phòng bếp cười hì hì nói vừa nãy trong lòng cô vẫn lo lắng không yên giờ lại chuyển đổi tính khí rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương không tim không phổi tiêu phàm đến rồi hừm nhiều vũ đình cười từ trong phòng bếp đi ra một thân quần áo mặc ở nhà rất thanh lịch phối hợp cùng một chiếc tạp dề cũng rất trang nhã điển hình cho hình tượng bà mẹ hoàn hảo rất khó có thể liên hệ nhiều vũ đỉnh gió êm mưa dịu trước mắt và nhiều quản lý trưởng hào quang lừng lẫy với nhau tiêu phàm vội vàng khom người chào hỏi cô nhiêu cháu chào cô được rồi được rồi cháu ngồi đi đồ ăn một lát nữa là được rồi tiểu mỹ rót nước mời anh tiêu phàm mau lên cô nhiêu không cần khách khí đâu ạ à. đừng ngại đừng ngại cứ ngồi đi đừng đứng đã đến nhà rồi thì cháu cứ tự nhiên chút đừng câu nệ gì cả trong những nhà quyền quý thế gia ở thủ đô, phương gia cũng không hiển hách cho lắm, nhưng cũng không tỏ ra kiêu căng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Tết âm lịch, những lễ tiết mang tính thăm hỏi lẫn nhau thì thật đúng là rất ít khi con cháu quý tộc tới nhà làm khách. Nhìn tiêu phàm nhã nhận dịu dàng, lại lễ độ nho nhã, nhiều vũ đình liền cố ý nói thêm một câu như vậy. Vâng, cháu cảm ơn cô. Mẹ, con muốn ăn nộm, con còn muốn ăn thịt hầm nữa, mẹ không biết đồ ăn ở trường khó ăn thế nào đâu, phương do mỹ khanh khách cười không dám đối mặt với nhiêu vũ đình có thể cô gái nhỏ này nói chuyện líu díu không ngừng cũng là vì muốn phân tán lực chú ý của nhiêu vũ đình con bé này suốt ngày muốn ăn thịt hầm là sao coi chừng biến thành cô bé mập mạp thì khác được nhiêu vũ đình cười sẵn giọng nói phương do mỹ cười hì hì nói lớn lên mập mạp cũng đừng là cọng lúa là được rồi ạ à, con thật sự rất đói rồi mẹ được rồi chờ mẹ mẹ làm cái này cho Tâm tình nhiều Vũ Đình hơi xấu, cười dí dí đầu cô. Kỳ thực bà biết trưa nay cô sẽ về nhà ăn cơm nên đã sớm dặn dò bảo mẫu hâm lại thịt. Lão Phương và Phương Do Mỹ đều thích ăn món này, nhưng nhiều Vũ Đình không ăn, bà còn phải duy trì vóc dáng nữa. Bên ngoài, nhiều Vũ Đình nổi danh là cường nữ, về đến nhà lại là hiền thê lương mẫu. Đi ra nói chuyện với anh Tiêu Phàm đi con, không được nghịch ngợm nhé. Nhiều vũ đình biết rõ tính tình cô khuê nữ bảo bối này rất thích đùa dai, tiêu phàm là một người chắc chắn, điềm đạm, chỉ e không quen cái, bần nhơn, của phương do Mỹ. Yên tâm đi mẹ, mẹ nấu đi mẹ, đã lâu con chưa được ăn thức ăn mẹ tự nấu rồi. Phương do Mỹ phụ mẹ vào bếp, sau đó cười đùa quay lại, muốn rót nước cho tiêu phàm nhưng mẹ đã làm rồi, liền cười hì hì cầm dao gọt hoa quả ngồi xuống bên cạnh tiêu phàm gọt táo cho tiêu phàm ăn nói thế nào đi nữa thì tiêu phàm hôm nay chính là đại cứu tinh của mình dù sao cũng nên tỏ một chút tâm ý này em nói em có thể bói toán được hả cô bé khéo léo gọt quả táo rất nhanh và đẹp gọt xong liền đưa cho tiêu phàm vừa hạ thấp giọng vừa lén lén lút lút liếc về phía nhà bếp một cái tựa hồ sợ bị mẹ nghe thấy có thể tiêu phàm cũng không khiêm tốn cười gật đầu hắn đã hai lần ba lượt dùng việc thật để chứng minh khả năng tính toán của cô tiểu nha đầu này nên cũng không cần phải phủ nhận vậy anh nói xem rốt cuộc là tính như nào vậy công năng đặc dị sao anh dạy em được không cô bé lập tức hưng phấn thần thần bí bí hỏi han tiêu phàm dở khóc dở cười thứ này có phải ai cũng học được đâu stop anh không muốn dạy thì thôi cũng không cần làm cái mặt khổ sở thế kia em đây là muốn học một tẹo lát quay về bộc lộ tài năng cho bạn học cũng được thấy ánh mắt tiêu phàm cô bé liền vung tay lên rất không ngoan nói ra tuy nhiên lại lập tức quay đầu lại xòe bàn tay tuyết trắng nhỏ bé trước mặt tiêu phàm nếu không anh xem tướng tay cho em xem em về sau ừm vận hạn thế nào vận trình em tốt lắm không cần xem tiêu phàm nói stop nói có lệ cô bé càng thêm khó chịu tiêu phàm thực sự không xem qua loa cho cô không cần xem tay cuộc đời cô bé trực tiếp viết trên mặt rồi còn đâu. Lấy ra thế và trí thông minh của cô, con đường tương lai của cô có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên sẽ có những phiền phức nho nhỏ, nhưng cũng không phải là chủ yếu. Tiêu phàm mỉm cười. Xem tướng không nhất định phải xem tay, tướng mạo và tướng tay rất giống nhau. Mắt to của cô bé đảo quanh một vòng, giờ cái đầu nhỏ trước mặt tiêu phàm, khuôn mặt xinh đẹp đối diện với ánh mắt tiêu phàm. Vậy anh xem cho em kỹ đi em sau này, đời sống tình cảm như thế nào, có thể tìm được tình yêu tốt đẹp không, chính là tình yêu hoàn mỹ ấy. Lúc nói những lời này, gương mặt xinh xắn của cô bé bỗng nổi lên hai luồng đỏ ửng. Người con gái nào mà lại không có ý xuân đâu chứ? Tuy ra giáo rất nghiêm, Phương do Mỹ lại dám đề cập tới chuyện nam nữ nhưng ví dụ về những điều này xung quanh cuộc sống của cô cũng không ít. Học sinh cấp 3, thậm chí học sinh trung học, những cặp song sinh, anh anh tôi tôi đấy, có khối người phương do mỹ đối với vấn đề này rất tò mò tiêu phàm cười vậy đưa tay em ra đây cho anh nhìn chút không phải anh bảo xem tướng mạo cũng giống sao cô bé không khỏi hoài nghi có điều vẫn chìa bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết ra trước mặt tiêu phàm tiêu phàm liền cười lúc này lại có chút khác biệt cô bé không hiểu nhưng cũng không cần giải thích cho cô hiểu làm gì coi như đây là một loại giải trí trước bữa cơm đùa với trẻ con một chút cho vui bàn tay phương do mỹ nhỏ bé trắng nõn tinh xảo, da thịt mềm mại xinh đẹp co giãn. Tiêu phàm cẩn thận xoa nắn bàn tay nhỏ bé của phương do mỹ. May mà bảo mẫu đã đi vào bếp phụ nấu ăn, bằng không bà nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Đây là loại người nào a à, dám ở phương ra cầm tay cô chủ già qua già lại thế này chứ? Nếu để cho nhiều vũ đình nhìn thấy, liệu có ngay lập tức đem hắn quẳng ra ngoài không? Đúng là háo sắc làm liều thế nào hả? À? cô bé tò mò trong thanh âm có chút không yên tâm. mày tiêu phàm hơi nhân lại. mới rồi không có nhìn kỹ, bây giờ xem kỹ rồi thì đúng là có chút vấn đề. đường tình phương do mỹ hoa văn rất đặc biệt, không ngờ con đường tình cảm của cô bé sau này lại rất long đong. từ đầu đến cuối đều rất dối rắm. dựa theo lời văn hoa mỹ mà nói, phương do mỹ về sau sẽ khốn đốn vì tình, vì thế sẽ cực kỳ phiền muộn. Hơn nữa cái đoạn dối rắm ấy lại kéo dài rất lâu, sắp xỉ tới tận trung niên về sau mới dần dần ổn định lại. Tình cảm trong suốt hai mươi mấy năm gút mắc cũng thật làm tổn thương con người. Bằng gia thế và bộ dáng xinh đẹp xuất chúng của Phương do Mỹ, theo lý thì không thể có đời sống tình cảm lận đận như vậy. Cô thế nào lại tìm được loại đàn ông như nào vậy? Nhưng tình cảm là thứ rất khó nói được rõ ràng, được coi như thiên tử cũng sẽ khốn đốn vì tình, vì tình mà đau khổ, nhìn thấy tiêu phàm nhíu nghi phương do mỹ lập tức không hiểu tại sao liền khẩn trương lên tâm can nhỏ bé trong một thoảng thắt chặt lại hạ giọng hỏi nhỏ này anh mau nói ra đi rốt cuộc thì thế nào hai hàng lông mày tiêu phàm liền giãn ra cười nói không có gì rất tốt tiểu mỹ em tuổi còn nhỏ đừng tìm hiểu mấy thứ này chuyên tâm học hành đi tự nhiên sẽ tìm được một tình yêu hoàn mỹ thôi lời này quả là lời tuyên bố gạt người hoa văn đường tình duyên của Phương do Mỹ biểu thị rất rõ ràng. Chỉ có điều lúc này Tiêu Phàm không thể nói thật với cô được. Phương do Mỹ vẫn là học sinh cấp 3, hiện tại không nên lâm vào gút mắc tình cảm. Tiêu Phàm cũng chỉ có thể nói dối cô mà thôi. Coi như đây là lời nói dối thiện ý đi. Anh gạt người, rõ ràng em thấy anh cao mày. Phương do Mỹ cũng không dễ dàng bị lừa gạt, lập tức vỉnh cái mũi lên, hầm hừ nói. Có sao, không có mà, có lẽ đó là thói quen của anh thôi." Tiêu Phàm lập tức cười che giấu, nói nghiêm túc, "Tiểu Mỹ, nhớ kỹ lời anh nói, hiện tại chớ suy nghĩ nhiều về chuyện này, nhiệm vụ của em bây giờ là chuyên tâm học tập. Hơn nữa, nếu có chuyện gì, anh sẽ giúp em." "Thật không?" Phương do Mỹ liền vui vẻ trở lại, hào hứng hỏi một câu, mắt đen lúng liếng sáng rạng rỡ. Sau việc ngày hôm nay, cô bé càng ngày càng coi lời hứa của Tiêu Phàm đó là một chuyện quan trọng. Người đàn ông này so với những thiếu gia nhà giàu ăn chơi ăn chơi chắc táng trong, truyền thuyết, hoàn toàn khác nhau, phương do Mỹ không biểu lộ suy nghĩ ra ngoài, nhưng dù sao thì cũng không giống với họ. Chỉ cần tiêu phàm hứa, phương do Mỹ đều tin. Đương nhiên là thật rồi. Tiêu phàm càng thêm nghiêm túc gật đầu. Vậy là được rồi, anh đừng quên hôm nay anh đã hứa với em rồi đấy nha. Em về sau mà có việc tìm anh, anh không được đổi ý đâu nhé. Không đổi ý đâu tiêu phàm mỉm cười, sắc mặt và ánh mắt đều vô cùng ôn hòa. Phương do Mỹ vừa lòng gật đầu. Anh ăn táo đi, hay em bổ thanh lòng anh ăn nhé. Không cần, anh ăn táo là được rồi. Tiêu phàm cầm miếng táo đã gọt sạch lên cắn một cái, vị rất thanh, nước quả cũng rất ngon. Cô bé chớp chớp ánh mắt hứng thú đánh giá tiêu phàm. Từ nhỏ tới lớn, trừ mấy người bạn học tốt ra phương do Mỹ chưa bao giờ cũng một người con trai lớn hơn mình chục tuổi kết giao thân thiết như vậy cả đây là một loại cảm giác hoàn toàn mới. Nhìn tiêu phàm anh Tuấn nho nhã, khuôn mặt có vẻ hơi nhợt nhạt, trong lòng cô bé không nhịn được gợn lên một tia sóng khác thường. Ngay sau đó liền nghiêng đầu, trái tim thình thịch đập loạn, khuôn mặt trắng nõn che kín một dạng mây đỏ. Người bị nhìn chằm chằm còn không có phản ứng, mình nhìn người ta lại còn bị ngượng nữa. Tâm tư thiếu nữ, ai có thể hiểu thấu được chứ? Tiêu phàm, tiểu Mỹ, lại đây đi, chuẩn bị ăn cơm nào. Nhiều vũ đình tự tay bưng thức ăn đi ra, đặt trên bàn cơm, mỉm cười gọi. Ăn cơm, ăn cơm. Cô bé nhảy dựng lên chạy tới nhà ăn, nhảy lên nhảy xuống, bước chân hơi rồn rập, dường như muốn che giấu cảm xúc bất an trong lòng. Audio điện tử võ tấn bền chương 201 Tán Thành Thức ăn trên bàn không nhiều lắm, bốn món mặn một món canh, đều là đồ ăn thường ngày của gia đình. Tuy nhiên nhìn một cái là đã biết vô cùng tinh xảo nghiêm chỉnh mà nói thì nhiều vũ đình theo đuổi tính cách hoàn mỹ, bất kể là chuyện gì đều muốn tận thiện tận mỹ. Qua mẹ món này ngon quá đi mất, còn yêu mẹ. Phương do Mỹ bổ nhào qua, bất chấp tất cả ôm nhiều vũ đình rồi hôn một cái. Nhiều vũ đình không kịp chuẩn bị cười mắng, nhà đầu thối không thấy còn có khách sao? Tuy vậy lại mang theo tình cảm thương yêu không thể nói ra được. Nhiều vũ đình có một trai một gái con trai so với con gái thì lớn hơn nhiều, đã tốt nghiệp đại học đi làm rồi. Còn đứa con gái nhỏ này thì đặc biệt yêu thương, thậm chí có thể nói là hơi quá cưng chiều. Dù nhắn nhít trước mặt khách nhưng cũng không thật sự trách mắng cô. Hơn nữa, tiêu phàm cũng là vãn bối, con bé lại còn nhỏ cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Hiện tại nhiều vũ đình cũng rất coi trọng tiêu phàm, không chỉ bởi tiêu phàm là cháu trưởng tôn gia, mà còn bởi bản thân tiêu phàm rất thần bí. Nhưng nhiều Vũ Đình không nói ra nhưng tâm đã xác định, có quan hệ tốt với đại sư thuật pháp thì cũng không tệ. Tất nhiên không thể để bị bọn giang hồ bịp bợm lừa gạt được, càng không được để chúng khống chế. Tuy nhiên nhìn tiêu phàm rất có chính khí, ánh mắt trong suốt sáng ngời cũng không phải là bọn bịp bợm giang hồ. Ánh mắt của nhiều vũ đình có thể nhìn ra được điểm này. Hơn nữa, thân phận của tiêu phàm cũng không cho phép hắn đi trên giang hồ bịp bợm. Nhiều vũ đình thấu hiểu tình đời, biết tạo quan hệ tốt với mọi người, cách tốt nhất chính là tùy ý. Càng tùy ý thì càng hòa hợp thân thiết, hiệu quả cũng tốt theo. Mọi người là như vậy, lấy tâm đổi tâm. Hi hi, anh ấy không để ý đâu, người một nhà cả. Phương do Mỹ cười hi hi nói, cướp sới cơm, bộ dạng xem ra rất cần mẫn. Nhiều vũ đình hơi ngơ ngẩn một chút, kinh ngạc liếc cô một cái. Trước khi gặp tiêu phàm, cô bé rất đề phòng tiêu phàm, thậm chí còn châm chọc khiêu khích, như thế nào trong nháy mắt đã biến thành người một nhà rồi chuyển biến hơi mau nha nhưng ngẫm lại thì cũng không có gì lạ đứa bé này không phải tâm tư rất đơn thuần sao làm nó chuyển biến quan điểm cũng không phải là chuyện khó khăn lắm ngay sau đó bốn người ngồi quay quanh bàn ăn nhiều vũ đình mỉm cười hỏi tiêu phàm có muốn uống gì không cháu tiêu phàm vội vàng khom người nói cảm ơn cô cháu ăn cơm là được rồi cô à Chú Phương buổi trưa không trở về ăn cơm sao?" Nhiều Vũ Đình cười nói. "Ông ấy hả, đôi khi cũng về, nhưng đa số thì đều ở đơn vị ăn cơm." "Cũng đúng, công tác chú Phương bận rộn thật đấy ạ." À. Phương Lê không có gia thế hiển hách, chỉ được hưởng đãi ngộ cấp thứ trường. Nhưng quy tắc quan trường mọi người đều rất rõ ràng, một người có nắm quyền trong tay hay không, đôi khi không thể nhìn chức vụ mà đoán ra được. Một số chức vụ có tính chất điều hòa lại ẩn giấu quyền lực rất lớn ví dụ như thư ký của tiêu lão gia cũng hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng chỉ giữ chức ở chính quyền trung ương và ủy ban trung ương nhưng bởi là người phát ngôn của tiêu lão gia ẩn tính quyền lực không thể đong đếm được chỉ cần một câu nói thôi thì mấy vị đại lão cấp cao nhất cũng phải cẩn thận suy nghĩ nhiều vũ đình mỉm cười vuốt cằm nói được rồi ăn cơm đi tiêu phàm đừng câu nệ cứ coi như đang ở nhà cháu cháu còn trẻ ăn uống tốt ăn nhiều một chút đi nếu đồ ăn không hợp khẩu vị thì cứ nói ra cháu nhé. Tiêu Phàm cười nói, tay nghề cô nhiều chắc chắn là vô cùng tốt rồi, cháu mới nhìn đã biết rồi này. Đúng rồi, coi như anh tinh mắt, mẹ em bình thường ít xuống bếp lắm, không phải ai muốn ăn là mẹ em cũng nấu cho ăn đâu. Bố em này, quanh năm suốt tháng cũng không ăn được mấy lần. Phương do Mỹ đắc y nói, Tiêu Phàm cười nói, thế thì vinh hạnh cho anh quá rồi. Tiêu Phàm, Đừng nghe con bé thổi phồng, chính là làm lung tung chút thôi, chấp nhận ăn chút là được rồi, nào, cả nhà ăn cơm đi. Nhiều Vũ Đình cầm lấy bát đũa, ánh mắt đảo qua mặt Phương Do Mỹ, bỗng nhiên ánh mắt thoáng ngưng tụ, Nhiều Vũ Đình nhìn ra có chút không đúng, tay nghề của bác sĩ thẩm mỹ dù không tệ nhưng bản thân là mẹ của Phương Do Mỹ, trên mặt con gái có vết thương làm sao mà không nhìn ra được chứ. Tuy nhiên Nhiều Vũ Đình không nói gì thêm, trên bàn cơm không phải là nơi thảo luận vấn đề này. Qua wow mẹ, nồi thịt này mẹ làm quá ngon đi, quá tuyệt, so với ông chủ béo hội hoa nhải ăn ngon hơn nhiều. Cô bé cường điệu hóa kêu lên, cô cũng nhận ra nhiều vũ đình trong phút chốc khác thường, trong lòng lập tức luống cuống, muốn dùng cái này che đi bất an trong lòng. Nhiều vũ đình liếc cô một cái, thân sắc thêm vài phần nghiêm khắc. Quy củ phương ra là thực mạc ngôn tẩm mạc ngữ. Phương do Mỹ không khỏi thẻ lưỡi, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Thật lòng mà nói, tay nghề của nhiều vũ đình quả thật rất cao, vài món ăn thường ngày mà làm đặc biệt ngon, nói vượt qua phụ tử chu đại thường thì có chút khoa trương nhưng thực sự thì mùi vị không khác nhau lắm, tiêu phàm ăn xong hai bát cơm mới đặt đũa xuống. Cơm nước xong xuôi, bảo mẫu vội thu dọn bàn ăn. Nhiều vũ đình đứng dậy đi vào phòng khách mỉm cười nói. Tiêu phàm, lại đây ngồi, tiểu Mỹ, con cũng lại đây. Phương do Mỹ sợ hãi đáp ứng, gắt gao bám sau tiêu phàm, cúi đầu thật thấp, trái tim bé nhỏ thình thịch đập loạn. Nhiều vũ đình tuy rất yêu cô, ngày bình thường có thể quản giáo lơi lỏng, nhưng nếu Phương do Mỹ thực sự phạm sai lầm thì nhất định sẽ bị phê bình. Bảo mẫu gấp rút rót trà cho ba người. Nhiều vũ đình nâng tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt nhìn Phương do Mỹ nói. Tiểu Mỹ, con mau thành thật khai ra, ở trường con đã gây ra cái họa gì? Phương do Mỹ hoảng sợ, thân hình bé nhỏ thoảng rụt lại trong sofa, nhỏ giọng nói mẹ, con không có gây hỏa. Hai hàng lông mày của Nhiêu Vũ Đình hơi nhân lại nói. Con còn nói dối, con không gây hỏa thì tại sao trên mặt lại có vết thương? Tại sao anh tiêu phàm lại phải đưa con về? Không bị thương thì con đi thẩm mỹ viện Quảng Trường Thắng Lợi làm gì? Sao mẹ biết con đi thẩm mỹ viện Quảng Trường Thắng Lợi vậy? Trong lòng Phương do Mỹ kêu to, chết rồi. Cô dùng thẻ hội viên của Nhiêu Vũ Đình, cả thẻ thanh toán nữa, trên điện thoại di động của nhiêu vũ đình có thể đã nhận được tin nhắn thông báo vừa rồi sao lại không nghĩ tới điểm này chứ ánh mắt của nhiêu vũ đình nhất thời vô cùng không hài lòng tiêu phàm nhẹ giọng nói cô à hôm nay tiểu mỹ đúng là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn ở trường chuyện này cũng không thể trách cô bé được trước hết nói cho cô chuyện gì đã xảy ra trách nhiệm có phải do nó không cô sẽ tự mình đánh giá đấy không phải lỗi của con phương do mỹ không kìm nổi thầm nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên chút oan ức nhiều vũ đình nghiêm nghị liếc con gái một cái con ngồi đó không được nói chuyện tiêu phàm cháu nói đi chuyện như thế nào vâng thưa cô nhiêu tiêu phàm đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần lợi ít ý nhiều tương đối khách quan phương do mỹ nghe được không nhịn được bĩu môi tựa hồ đối với miêu tả của tiêu phàm hết sức mất mãn đây cũng quá khách quan rồi một chút cũng không làm nổi bật được mấy tên đáng giận kia. Có loại sự tình này sao? Trường học chúng quản lý thế nào vậy? Nhiều vũ đình lập tức phẫn nộ, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. Tiêu phàm miêu tả cực kỳ khách quan, nhưng nghe con gái mình vì bênh vực kẻ yếu mà bị tiểu lưu manh câu kết ức hát yêu ta ép, thậm chí thiếu chút nữa bị lột y phục, mới nghe tới đấy, lửa giận trong nhiều vũ đình bùng cháy mạnh mẽ. Quả thực buồn cười, con gái phương ra khi nào lại phải chịu loại ủy khuất này nếu không phải tiêu phàm đuổi tới đúng lúc, hôm nay nhất định sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn rồi. Tiêu phàm huyền chuyển nói, cô à, cháu đã xử lý rồi, một số người ở công an quận và bộ giáo dục đã tới hiện trường rồi, mấy tên côn đồ kia đều bị giải tới đồn công an rồi. Còn về tôn chủ nhiệm, phòng giáo dục của bộ giáo dục cũng khẳng định sẽ xử lý ông ta. Quế Thanh Thu là con cục trưởng Quế đã gọi lãnh đạo tới đấy ạ. À. Tiểu Quế tử này cũng là người tốt, nhất định phải nói cho nhiều vũ đình cho bà nắm chắc tâm lý lão phương ra giúp quế thanh thua một phen người ta cũng không phải là người không hiểu chuyện nhiều vũ đình lửa giận vẫn chưa tiêu hừ lạnh hiệu trưởng bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm đây là không làm tròn trách nhiệm mà thôi chính mình đưa con gái đến trường của họ học bọn họ ngay an toàn cơ bản học sinh cũng không bảo đảm được hiệu trưởng làm ăn kiểu gì không biết tiêu phàm trầm ngâm nói cô ạ à, cháu tạm thời suy tính thế này Tạm thời không nên xử phạt hiệu trưởng mà hãy phê bình giáo dục đi ạ à. Tiểu Mỹ sau này vẫn phải tiếp tục học tại trường trung học Khải Minh Nếu động tính quá lớn, việc học tập của Tiểu Mỹ sau này nhất định bị ảnh hưởng Vậy thì chuyển trường Phương do Mỹ không kìm nổi nói Mẹ, con không muốn chuyển trường, kỳ thực, ở phương diện khác trường cũng không tệ đâu ạ à. Cô vừa mới xào xáo hết hoàn cảnh trường trung học Khải Minh Vừa mới quen được mấy bạn học tốt, bỗng nhiên lại phải chuyển trường vừa muốn thích ứng hoàn cảnh mới quen giáo sư mới và bạn học mới trong lòng tiểu nha đầu này thật không tình nguyện chuyển đi tiêu phàm nói cô cá nhân cháu đề xuất thế này tạm thời không cần thiết phải chuyển trường đâu ạ à. trải qua chuyện này cháu tin trường trung học khải minh sẽ suy nghĩ chỉnh đốn lại cho tốt đấy ạ à. không chỉnh đốn mà được à không chỉnh đốn chu cục trưởng bộ giáo dục biết ăn nói thế nào nhiều vũ đình dù sao cũng là chủ nữ gia đình rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, nói. Được rồi, tạm thời nghe theo đề nghị của cháu, xem biểu hiện của trường rồi nói sau. Tiêu phàm, lần này phải cảm ơn cháu rồi. Ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm càng trở nên nhu thuận thân thiết. Việc ngày hôm nay, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, sự thanh bạch của khuê nữ nhà mình, cái nào mới là trọng yếu đây? Tiêu phàm xử lý thật sự thỏa đáng, có đánh có kéo. Đánh lại rất nghiêm túc, lúc nên kéo thì lại khá đúng chỗ, quả nhiên là cháu trưởng tiêu gia, mánh khóe rất cao tay. Cô, cô là bề trên, không cần khách khí với cháu như vậy. Tiêu phàm mỉm cười nói. Tốt, tiểu Mỹ có một người anh tốt như cháu, cô cũng yên tâm. Tiêu phàm, hai ngày nữa cô có một bữa tiệc, có nửa tư cách cá nhân đấy, đều là bạn bè cả, cháu có thời gian không? Có thời gian thì đi tham gia một chút, cô giới thiệu vài người bạn cho cháu quen nhiều vũ đình đã có lời mời chứng tỏ trong lòng bà đã hoàn toàn chấp nhận tiêu phàm trong hội kia của bà cách để bày tỏ tình bạn tốt nhất chính là chia sẻ tài nguyên có thể trở thành bằng hiếu của phương gia và nhiều vũ đình liệu có thể là mấy loại người hời hợt không người bình thường mà nhận thức được một trong số đó cũng rất khó lường rồi vâng cảm ơn cô cháu nhất định sẽ tham gia tiêu phàm nho nhã lễ độ đáp bất luận cái gì có thể mở rộng ảnh hưởng cho tiêu gia và hắn Tiêu Phàm sẽ tận lực tham gia. Thời gian cấp bách quá rồi. Chương 202, thay đổi tầng nhân sự cấp cao, Tiêu Phàm bữa tối nay ăn cơm ở nhà. Từ sau khi Tiêu Thiên rời thủ đô đi công tác, số lần Tiêu Phàm trở về nhà nhiều hơn trước kia. Tiêu Trạm là một người con hiếu thảo. Trong xương cốt, Tiêu Phàm cũng là một người con hiếu thảo. Điều này và cảnh giới đạo gia, Thái thượng Vong Tình có chút trái ngược. Người tu đạo đầu tiên sẽ phải, Vong Tình tuy nhiên vô cực môn chưa được coi là môn đạo kế thừa chính thống vô cực môn sáng lập ra từ xa xưa thậm chí còn trước khi cả ông nội đắc đạo hơn nữa là một môn phái kế thừa thuật pháp muốn nhập giới thì mỗi đệ tử đều phải trải qua bất kể là tướng thuật phong thủy bói toán đều có cùng một nhịp thở với đời sống loài người cứ trốn ở nhà lật xem cổ thư mà không có kinh nghiệm thực chiến rõ ràng là không được ông nội thì bệnh nặng xém chút nữa là qua đời khiến tiêu phàm cảm nhận được sâu sắc nhân sinh tụ tán vô thường, thân tình trong lòng càng thêm nặng. Đối với việc tiêu phàm về nhà, giản tú hoa hết sức cao hứng. Vẻ mặt tiêu chạm bất kể nghiêm túc cỡ nào, nhưng từ ánh mắt ông có thể nhìn ra được, tiêu bộ trưởng kỳ thực cũng rất vui mừng. Trong khoảng thời gian này, tiêu gia phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, tiêu chạm cũng nhận ra những điểm phi thường của tiêu phàm. Đứa con trai này trước kia nhất quyết đòi học, văn Đạo cũng không phải là chuyện không tốt. Thái độ của Lục Hồng cơ bản đã có sự chuyển biến, lục ra một lần nữa cùng Tiêu gia cùng đứng chung một chỗ, ngay cả lui tới Phương gia cũng không nhiều, cũng bày tỏ được chút thiện hữu. Toàn bộ những điều này đều do Tiêu Phàm tạo ra. Lục Hồng tại sao lại thay đổi thái độ, Tiêu Phàm không rõ ràng lắm, cũng không đi sâu vào tra hỏi nhưng Phương gia lại tỏ vẻ thiện hữu, cùng với Tiêu Phàm lại có quan hệ trực tiếp tới việc cứu, như Vũ Đình Tiêu Trạm vẫn không hoàn toàn tin vào học vấn của Tiêu Phàm, nhưng vì sự việc đã xảy ra ngay trước mắt nên ít nhất Tiêu Trạm bây giờ cũng không kiên quyết phủ nhận tất cả những gì liên quan tới huyền học nữa. Một nhà ba người quay quần bên bàn ăn, ăn xong bữa tối, Tiêu Phàm cùng bố ngồi ở phòng khách xem tiếp sóng thời sự. Đây là thói quen của đa số cán bộ lãnh đạo cấp cao. Đương nhiên, điểm chú ý của cán bộ lãnh đạo và mọi người khi xem tiếp sóng thời sự hoàn toàn không giống nhau đây không phải là chuyện người ngoài có thể nói được giản tú hoa rót nước cho hai người rồi cũng ngồi ở một bên trong phòng khách rất yên tĩnh chỉ có tiếng của mc trên tv đang thông báo tin tức thật không dễ để tiếp sóng thời sự chấm dứt giản tú hoa liền mau chóng mở miệng cười tủm tìm tiểu phàm tiểu thiên gọi điện cho con chưa nó mới đi hồng sơn chưa lâu liền đã có xí nghiệp lớn muốn đầu tư khai thác phát triển du lịch rồi đấy nói thật Tiêu Thiên đi thôn Hồng Sơn làm bí thư chi bộ, giản Tú Hoa rất lo lắng. Trong mắt bà, Tiêu Thiên chính là đứa nhỏ không chịu lớn, đã hơn 20 tuổi treo trên mình rồi, bình thường đều là do bà chăm sóc, không bị chịu lạnh chịu đói, lần này bỗng dưng lại phải đi tới khu nông thôn xa vài nghìn cây em, giản Tú Hoa đương nhiên lo lắng rất nhiều. Hiện tại nghe được tin tức tốt, giản Tú Hoa tự nhiên cao hứng hơn hẳn. Tiêu Phàm mỉm cười. Con biết là công ty bạn con đầu tư, có thể đầu tư tới 2 tỷ đấy mẹ. Kỳ thật tiêu phàm cũng không muốn khoe khoang như vậy, giống như đang khoe thành tích trước mặt cha mẹ. Nhưng hắn hiện tạo cần phải lấy được sự ủng hộ của tiêu trạm, có chút công trạng nên phải thể hiện ra. Chỉ có thể dùng càng nhiều những sự thực không mang tính tranh luận mới có thể chứng minh năng lực của hắn với tiêu trạm. Như vậy cha hắn mới hoàn toàn thay đổi ấn tượng về hắn, chính thức đưa hắn vào vòng tròn trung tâm tiêu gia. 2 tỷ con số không nhỏ nha, tiêu phàm, bạn con làm gì vậy? Cũng rất có thực lực đi. Giản tú hoa mặt mày hớn hở, bà nghĩ, anh giúp đỡ em là chuyện đương nhiên rồi. Ý nghĩ của tiêu chạm và vợ lại bất đồng, nhíu mi nói. Vẫn cứ để nó tự rèn luyện đi, cứ ỉ lại vào người khác, bao giờ mới có thể trưởng thành được. Tiêu chạm rất rõ ràng, mặc kệ năng lực của tiêu phàm ở cơ chế phát triển nội tại lớn cỡ nào, tiêu thiên mới là hy vọng duy nhất kế thừa vinh quang tiêu ra, phải rèn luyện thật nhiều mới không hỏng chuyện. Tiêu phàm mỉm cười. Cha, người bạn kia của con xuất phát từ suy nghĩ kinh doanh. Việc không có lợi, cô ấy sẽ không làm đâu. Bạn nào vậy? Tập đoàn cơ thị ạ? À. Giản tú hoa nghe xong liền nói. Tập đoàn cơ thị sao? Nghe nói quy mô rất lớn, rất có thực lực. Tập đoàn cơ thị ư? Hai hàng lông mày tiêu chạm lần nữa cao lại. Quả nhiên ý nghĩ của ông cùng vợ lại không nhất quán. Vâng. Sau một lúc, Tiêu Trạm trầm giọng nói: "Đừng tiếp xúc quá mật thiết với tập đoàn Cơ thị này." Trong mắt chính trị gia như Tiêu Trạm, tập đoàn Cơ thị thật không đơn giản. Chủ tịch tiền nhiệm thì ra chính là cha của Cơ Khinh Sa, có quan hệ chặt chẽ với một số cán bộ cấp cao. Cơ Khinh Sa sau đó liền tiếp nhận một mạng lưới lớn quan hệ, thậm chí ngay cả với bí thư tỉnh ủy Tiền nhiệm tỉnh Yên Bắc, đều có quan hệ chặt chẽ với Cơ Khinh Sa. Tình hình cụ thể và chi tiết bên trong, cán bộ bình thường đều không biết. Nhưng Tiêu Trạm biết rất rõ, ông không muốn Tiêu gia và tập đoàn Cơ thị có thêm bất cứ quan hệ nào. Tiêu Trạm là cán bộ cao cấp chính thống, từ trước tới giờ rất phản đối quan hệ mật thiết giữa thương quan. Thương nhân trục lợi, chính là thiên tính, vô duyên vô cớ tiếp cận cán bộ lãnh đạo, còn không phải muốn lợi dụng quyền lực trong tay cán bộ vì việc tư mà phục vụ sao? Trong lúc này cần tránh phát sinh những loại hiện tượng hủ bại này. Con cháu Tiêu gia không thể bị thương nhân coi làm vũ khí sử dụng được. Tiêu Phàm gật đầu. Cha, cha yên tâm, con sẽ có chừng mực. Ừ, Tiêu Trạm khẽ vuốt cầm, nhưng vẻ mặt vẫn chưa dịu đi, ngược lại càng nhíu chặt hơn. Giản Tú Hoa không chịu nổi bầu không khí này, không hài lòng nói, ông Tiêu kia, thằng bé khó mới trở về Tiêu ra một chuyến, ông không cần phô cái bản mặt kia ra. Tiêu Trạm, hừ, một tiếng, đối với lời, chỉ trích của vợ không rảnh mà để ý tới, hai mắt sáng ngời nhìn vào Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm, chuyện bộ phận an ninh, việc như thế nào rồi? Giản tú hoa hoảng sợ, vội vàng hỏi. Chuyện gì ở bộ phận an ninh? Tiểu phàm, con, con không phạm sai lầm gì đấy chứ? Nghe giọng điệu tiêu chạm, tiêu phàm dường như cùng vụ án có quan hệ. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu là vụ án bình thường, bộ phận an ninh tuyệt sẽ không làm liên lụy con cháu tiêu ra vào đấy. Nếu có liên lụy thì cũng tận lực đem con cháu quý tộc ra ngoài vòng. Đây là quy củ bất thành văn rồi hào môn thế ra không muốn chọc phải phiền toái, bộ phận an ninh càng không muốn chọc phải phiền toái hơn nữa. Tiêu phàm mỉm cười nói, mẹ, không cần căng thẳng, con không phạm sai lầm gì cả. Chỉ là có chút hiểu lầm, một đội buôn lậu ở khu viễn đông phía bắc nước láng giềng có chiếc thuyền bị khấu trừ, những người này ở thủ đô lại có quan hệ nhất định, muốn thông qua con đặt áp lực lên bộ phận an ninh để bỏ qua cho chiếc thuyền. Hiện tại thủ phạm chính đã bị bắt, con chỉ giải thích tình huống với nhà cục trưởng của nhị cục mà thôi vụ án lại liên lụy tới con cháu tiêu gia, bộ phận an ninh nhất định phải gọi điện cho tiêu trạm, đây là quy củ tối thiểu. Tuy nhiên tiêu phàm đã dự tính phái nhạc ca đem chuyện thi thể ở khu biệt thự phía tây kia giấu đi, không thông báo cho tiêu trạm. Nếu không tiêu trạm tuyệt đối không có thái độ như vậy, chắc chắn đã sớm gọi điện cho hắn hỏi rõ vụ việc rồi. Dẫu sao thì việc gờ yêu chết phần tử tội phạm quốc tế cũng là sáu cái mạng người. Chết trong tay bộ phận an ninh, điều đó là đương nhiên chẳng có gì là cả chết trong tay con cháu dòng họ tiêu ra tiêu phàm cũng chẳng khác nhau là mấy. Tiêu phàm là phó phòng cán bộ quản lý tôn giáo, không phải đặc công bộ phận an ninh. Giản Tú Hoa Kinh ngạc hỏi. Bọn buôn lậu có quan hệ tại thủ đô hả? Cái này là sao vậy? Giản Tú Hoa và nhiều vũ đình không giống nhau, bà là điển hình của phu nhân cán bộ cấp cao, không hỏi đến việc chính trị và cũng không tiếp xúc với bên ngoài nhiều lắm nên cũng không hoàn toàn rõ ràng bên ngoài bây giờ biến thành cái dạng gì rồi. Sắc mặt của Tiêu Trạm dịu đi một chút, hiển nhiên đã hiểu sự giải thích của Tiêu Phàm, thời điểm bộ phận an ninh thông báo tình huống cho ông biết cũng chính là ý này, nói về việc hiểu lầm mà thôi. Tóm lại là như này, cố hết sức đừng dính vào, không có cái gì tốt cả. Tiêu Trạm vẫn dặn dò một câu. Tiêu Phàm mỉm cười, nói: "Cha, buổi trưa con ở nhà chú Phương Lê Phương ăn cơm. Chú Phương không có nhà, cô mời con hai ngày nữa đi tham gia một bữa tiệc xã giao, với nửa tư cách cá nhân." cô ấy nói muốn giới thiệu vài người bạn cho con. Giản Tú Hoa lập tức mừng rỡ. Vũ Đình mời con đi dự tiệc sao? Có phải muốn giới thiệu đối tượng cho con không vậy? Tiêu Phàm nhất thời cười khổ. Mẹ vẫn nhớ mãi không quên cái việc này. Cũng may suy nghĩ trong lòng Tiêu Trạm không giống vợ, ông không quan tâm vấn đề Tiêu Phàm tìm người yêu. Theo ông, con của Tiêu Trạm thì làm sao mà không thể kiếm cho mình một cô người yêu chứ? Lão Tiêu ra sợ không có được cháu dâu sao? quả thực là đang kể chuyện cười mà bà ấy có nói Phương Lê có tham gia bữa tiệc này không? Điều Tiêu Trạm quan tâm chính là Phương Gia sẽ đi ạ, à? Cha, nghe nói công việc của chú Phương khả năng sắp tới sẽ có thay đổi. Ừ, Tiêu Trạm gật đầu. Hiện tại có hai khả năng, thứ nhất đi tới văn phòng chủ tịch nước, thứ hai đi tới bên tỉnh, khả năng là tỉnh Minh Châu. Tiêu Phàm lập tức hỏi: sắp xếp đi Minh Châu là thế nào vậy ạ? À? bí thư đảng ủy công an sao phương lê hưởng thụ chế độ đãi ngộ cấp thứ trưởng lại phụ trách công tác trọng yếu trong hệ thống chính trị lâu rồi không đề cử ra ngoài thì thôi nhưng một khi được đề ra ngoài rồi ít nhất cũng được sắp xếp làm ủy viên thường vụ bộ máy địa phương chắc hẳn là vậy còn chưa có ra quyết định cuối cùng để xem thái độ của phương lê đã tiêu chạm đối với con cái cũng không giấu giếm làm gì ông cụ đã phân phó rồi nếu ông có chuyện gì thì thông tin cho tiêu phàm biết hơn nữa vừa đúng lúc tiêu Trạm muốn được phóng ra ngoài. Đối với sự thay đổi tầng nhân sự cấp cao này cũng khá chú ý. Gần đây cũng đã đến thời điểm của nhiệm kỳ trung ương mới, sự thay đổi nhân sự ở các bộ trung ương, ủy ban trung ương và các tỉnh thị so với hai năm trước càng ngày càng thường xuyên hơn. Cha, vậy cách nhìn của cha thế nào? Tiêu phàm ngẫm nghĩ một chút hỏi. Tiêu Trạm nói, cha thấy ông ấy cứ ở lại cũng tốt. Được làm việc ở phòng chủ tịch không phải ai cũng có cơ hội này, Phương Lê luôn công tác tại hệ thống chính trị pháp luật, thế lực Phương gia chủ yếu tập trung ở pháp luật chính trị, nếu như có thể làm ở khu chủ tịch nước, vậy thì có thể đi ra ngoài hệ thống, tiền đồ càng thêm rộng mở. Tiêu Phàm trầm ngâm, tay trái khẽ nhúc nhích, sau một lúc nhẹ nhàng lắc đầu. "Cha, con thấy, theo tình hình của chú Phương thì chú ấy ở lại không bằng đi địa phương." "Ồ, vì sao con lại nghĩ vậy?" "Một loại cảm giác thôi cha." Tiêu Phàm hàm hồ nói. Kỳ thật hắn vừa tính một quẻ, quẻ tượng cho thấy như vậy, tuy nhiên tiêu phàm tạm thời không nói cho cha mình biết điều này. Mọi việc đều phải từng bước từng bước, không thể nóng vội được. chương 203, em sẽ chờ anh. Trong căn phòng thuê nhỏ bé, Arthur Lena lặng yên thu xếp hành lý. Hôm nay cô phải rời khỏi đây, rời ngôi nhà nhỏ đã sinh sống gần một năm trời để trở về quê hương của cô, thủ đô Moscow, Nga. Đây là sắp xếp của tiêu phàm, dù Arzelena không tình nguyện nhưng vẫn phải rời đi, bởi vì cô không còn có lựa chọn nào khác. Cô không phải công dân nước này. Hôm qua bộ phận tương quan đã chính thức thông báo cho cô, visa công tác của cô đã hết hạn, nói cô trong vòng 7 ngày phải xuất cảnh. Kỳ thực công tác của Lena chưa đến kỳ, vẫn còn tận hơn tháng nữa. Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt chính là bộ phận tương quan đã nói như vậy, cô không muốn cũng phải rời đi. Ở quốc gia này, nhiều khi quy định viết trên giấy không có người nhìn tới, lời của nhân viên bộ phận tương quan mới là quy định thật sự. Azelena sinh sống ở đây đã nửa năm, sớm đã biết rõ điều này. Đây nhất định là do Tiêu Phàm sắp xếp. Hắn không muốn mình tiếp tục ở nơi này, tiếp tục ở bên cạnh hắn. Hắn đã chán ghét mình rồi. Nghĩ tới đây, Azelena cười khổ một tiếng, sau đó cảm thấy vô cùng vô lý. Chán ghét? Hắn còn chưa chạm qua mình thì chán ghét sao lại có thể nói ra được chứ? Không hiểu. Azelena cảm thấy mình trước kia đi huấn luyện, học môn tâm lý học thật toi công, tâm tư của tiêu phàm cô hoàn toàn nhìn không ra, cô căn bản không biết trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Đây quả thực là một nam nhân thần bí. Cho tới bây giờ, tiêu phàm là người duy nhất cô tiếp xúc thân mật, nhưng hắn lại không phải là loại đàn ông đó. Mấy tên đàn ông khác, vừa nhìn thấy cô lập tức sẽ biến thành dã thú Azelena có thể cảm nhận được biến hóa cảm xúc của bọn họ. Đáng tiếc bọn họ không có cơ hội tiếp xúc Azelena. Tiêu Phàm có cơ hội, ngay từ ngày mới nhìn thấy cô, Tiêu Phàm đã có cơ hội này. Thậm chí trong cuộc sống sau này, Azelena đã chủ động tạo ra cơ hội cho hắn để hắn giữ mình lại. Đây đều là do đại tỷ chỉ dạy cô. Nhưng tới giờ vẫn chưa phát sinh cái gì cả. Tính toán thì là vậy. Azerlena hy vọng trước khi cô rời khỏi quốc gia này có thể gặp lại Tiêu Phàm, dù chỉ là cái liếc mắt xa xa, Azerlena cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tiêu Phàm vì rằng bí ẩn, nhưng Azerlena thừa nhận, chỉ cần gặp được hắn, nội tâm sẽ liền cảm thấy an toàn. Người đàn ông này sẽ không để người khác làm tổn thương đến mình. Về điểm này Azerlena hoàn toàn không nghi ngờ. Như vậy, Tiêu Phàm, hắn cũng thích mình phải không? nếu thích tại sao lại không cần cô thế này đầu óc adzer lena loạn hết cả lên vài món hành lý đơn giản vậy mà tới giờ vẫn lung tung lộn xộn như cũ hành lý của adzer lena quả thực không nhiều lắm chỉ có một ít quần áo tắm vài đồ trang điểm đơn giản hộ chiếu và một ít tiền mấy bộ quần áo diễn xuất lòe loẹt màu sắc diễm lệ kia cô đều để lại không có ý định đem theo về tới cố hương cô sẽ không làm cái nghề này nữa bất luận là quán ba nào đều lung tung lộn xộn quan hệ nam nữ hỗn loạn không thể chịu nổi. Lena tuyệt đối không thích loại cuộc sống như vậy. Tiêu Phàm nói sau khi cô trở lại Moscow, cô sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới, tương lai tràn đầy ánh sáng mặt trời và hy vọng. Mặc dù Lena không rõ vì sao Tiêu Phàm lại có thể khẳng định như vậy, nhưng cô tin hắn. Cho tới tận bây giờ, Tiêu Phàm chưa lần nào gạt cô. Thậm chí ngay cả ông chủ lớn và đại tỷ người mà Arcelena sợ tới tận xương tủy cũng phải trước mặt tiêu phàm nhận thua, đồng ý vô điều kiện cho cô tự do, hứa từ nay về sau sẽ không tới gây sự với cô nữa. Cô thực sự đã được tự do. Đây là điều Arcelena tha thiết ước mơ bao nhiêu năm trời. Thời điểm Arcelena vẫn còn đang ngẩn người, thì tiếng mở cửa vang lên. Tim Arcelena nhảy dựng lên, lấy tốc độ nhanh nhất ra khỏi phòng ngủ. Sau đó cô có thể thấy được người đàn ông đã khiến cô hồn khiên mộng nhiễu, mang theo nụ cười ấm áp đứng trước mặt cô. Lena bịt miệng mình lại, trong đôi mắt trong xanh thẳm là dòng nước mắt tràn bờ mi. Adzelena, cầm lấy mấy thứ này đi. Tiêu phàm khẽ cười nói. Hắn mang tới cho Lena mấy túi thực phẩm, đa số đều là đồ ăn vặt. Nhìn thấy đống đồ ăn vặt, nước mắt Lena mới thôi rơi. Mấy thứ đồ ăn vặt này đều là thứ cô thích, gần như tất cả những cô gái trẻ tuổi oi đều thích đồ ăn vặt. Lena cũng không ngoại lệ. Azelena chỉ không ngờ tiêu phàm lại nhớ những thứ cô thích ăn, lại còn thường mua những đồ ăn vặt đó đến cho cô nữa. Vẫn chưa thu dọn xong sao, lát nữa máy bay cất cánh, tống tham tán sẽ ở phi trường đợi chúng ta. Đi vào phòng ngủ nhìn thấy mọi thứ lung tung lộn xộn, tiêu phàm cười nói. Cái gì tống tham tán? Azelena hơi thẫn thờ. Tiêu phàm giải thích. Tống tham tán chú tại đại sứ quán ở Nga, hôm nay đi tới Moscow nhận chức. Anh đã nhờ chị ấy trên đường chiếu cố em rồi. Sau khi về nhà, chị ấy sẽ giúp em tìm lại người thân. Em có gì khó khăn có thể tìm chị ấy. Chị ấy là một nữ sĩ rất nhiệt tình. Quan hệ này đều là do Giang Vũ Thành tìm cho đấy. Cha Giang Vũ Thành công tác ở bộ phận đối ngoại, lực ảnh hưởng của lão Giang chủ yếu là ở bên ngoại giao. Tống tán cùng mẹ Giang Vũ Thành có quan hệ không tệ. Có điều hôm nay vừa vặn bà đi Moscow nhận chức, có vì ngoại giao bí mật chiếu cố trên đường đi cho Azelena như vậy, Tiêu Phàm cũng yên lòng. Azelena, đây là chi phiếu ngoại tệ, mạng lưới trên toàn cầu đấy, bên trong có 100.000 euro, em cầm lấy. Sau khi tới Moscowa, không cần vội vã tìm việc làm gì, nhiệm vụ chủ yếu là tìm cho được mẹ em. Khoản tiền này có lẽ đủ cho em sống một thời gian. Nếu thấy không đủ thì gọi điện cho anh, anh sẽ cấp đủ tiền vào trong thẻ. Hiểu chưa? Tiêu Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Azelena, đem chi phiếu nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay mềm mại của cô. Azelena nhìn tấm chi phiếu trong tay, nước mắt như chân trâu không ngừng lăn dài hai má, từng giọt từng giọt rớt xuống trên tay. Vì sao, anh lại tốt với em như vậy? Azelena ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, hai mắt mông lung đẫm lệ thì thào hỏi. Vì sao đối xử với em tốt như vậy, nhưng lại không cần em? Tiêu Phàm cười, lấy tay lau đi nước mắt của cô. Aselena không trang điểm, nhưng vẫn đẹp tới kinh tâm động phách như trước, thậm chí so với lúc trang điểm còn xinh đẹp hơn, thanh tuần tự nhiên làm người nhìn cảm thấy thoát tục. Aselena bắt lấy tay hắn, áp lên khuôn mặt của mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay tiêu phàm, nước mắt nhanh chóng làm ướt dính mu bàn tay tiêu phàm. Chúng ta sau này còn có thể gặp lại không? Thật lâu sau, Aselena mới ngước đôi mắt long lành đẫm lệ lên, khàn khàn hỏi. Sẽ mà em! Câu trả lời của Tiêu Phàm rất đơn giản nhưng lại rất chắc chắn. Sẽ là lúc nào? Không bao lâu nữa đâu em, nào, thu dọn đồ mau lên, máy bay sắp cất cánh rồi, chúng ta không lầm chuyến bay đâu. Azelena nhẹ nhàng gật đầu, buông tay Tiêu Phàm ra, dùng ống tay áo lau khô nước mắt, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tay chân trở nên rất nhanh nhẹn, vài phút đã thu dọn xong hành lý. Hai người cùng đi ra rồi leo lên chiếc xe Mercedes-Benz của Tiêu Phàm. Trước khi rời đi, Aselena đã mở cửa sổ, có phần lưu luyến không thôi bèn quay lại nhìn một lát. Từ lúc bị người ta bắt cóc đi, cũng đã 10 năm rồi, nhưng cuộc sống mấy tháng này lại khiến Lena cảm nhận được sự su y g sứ thực sự. Tuy vẫn mang vẻ lo lắng cùng sợ hãi, nhưng thời điểm có tiêu phàm ở bên, cô mới cảm nhận được vui vẻ chân thực này. Hai người rất mau đã tới sân bay. Tống tham tán và bộ phận công tác của bà tới đưa tiến bà đi, sớm đã ở đó chờ nhìn thấy tiêu phàm và Azelena, Tống tham tán mỉm cười tiến lên nghênh đón. Giống như lời nói của tiêu phàm, Tống tham tán là một nữ sĩ hiền lành, ước chừng 40 tuổi, mặc trang phục công sở màu lam nhạt, phong thái cực kỳ tao nhã, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một phụ nữ thành công và sự tự tin của phái nữ. Tống tham tán là tham tán công sứ, chú tại đại sứ quán, đứng sau lưng đại sứ ngoại giao khi đại sứ tạm thời rời cương vị hoặc trong tình huống đại sứ không thể thực thi nhiệm vị, công sứ sẽ phụ trách toàn bộ công tác của bộ sứ quán. Tiêu trưởng phòng. Tống tham tán mỉm cười cùng tiêu phàm bắt tay, sau đó ánh mắt lập tức dừng ở trên mặt Azelena, thần sắc biểu lộ rõ sự kinh ngạc. Cô gái này là tiểu thư Azelena sao? Thật mỹ lệ. Cách đặt câu của quan ngoại giao đặc biệt cẩn thận, vì thế tống tham tán dùng từ mỹ lệ thay cho từ xinh đẹp, qua đó có thể thấy tống tham tán khen Azelena xuất phát từ nội tâm mặc dù nước nga là nơi mỹ nữ tụ hội nhưng những cô gái mỹ lệ như thế này thì không có nhiều adzelena vội vàng cúi đầu chào tống tham tán sợ hãi cháo hỏi tống tham tán xem bộ dạng cực kỳ đáng thương càng làm cho người ta thêm mến chị tống adzelena dù là người moscow nhưng đã xa quê nhiều năm rồi sau khi tới moscow mong tống tỉ chiếu cố cô ấy nếu có vấn đề gì bất cứ lúc nào chị cũng có thể gọi điện thoại cho em Tiêu Phàm mỉm cười nói. Tống Tham ước chừng khoảng 40, lớn hơn hắn mười mấy tuổi, so với giản tú hoa nhỏ mười mấy tuổi. Tiêu Phàm xưng hô với bà là, chị, phụ nữ bình thường khi qua 25 tuổi thường có xu hướng muốn đem mình trẻ hóa. Dự đoán Tống Tham tán cũng không ngoại lệ. Yên tâm đi, Tiêu trưởng phòng, chị sẽ cố hết sức. Tống Tham tán cười đáp. Trong tình huống không trái với kỷ luật, cố gắng có quan hệ tốt với con cháu Tiêu gia tuyệt đối không có chỗ nào không tốt phi cơ sắp cất cánh, tống tham tán khách khí nói với tiêu phàm vài câu. Bà là quan ngoại giao, thủ tục kiểm tra an ninh sẽ đơn giản hơn nhiều so với Ad Lena nhất định phải đi qua lối kiểm tra an ninh để kiểm tra bình thường. Lena kéo vali nhỏ cẩn thận bước đi. Lena đi đi, máy bay sắp cất cánh rồi. Tiêu phàm mỉm cười vẫy tay với cô. Adzelena bỗng buông hành lý xuống, giang hai tay dài ôm lấy hắn, nước mắt tuôn ra. Tiêu phàm, anh thích em không? Có thích không? Azelena dán tại Tiêu Phàm bên tai, nghẹn ngào hỏi. Thích. Tiêu Phàm vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Azelena, hạ giọng nói. Em sẽ chờ anh, mãi mãi chờ anh, đời này kiếp này, em sẽ mãi chờ anh. Chương 204: Tiệc xã giao. Màn đêm buông xuống, biệt thự của Nhiêu Ngọc Sinh đèn đuốc sáng trưng. Nhiêu Ngọc Sinh là em trai của Nhiêu Vũ Đình, tên vốn là Nhiêu Vũ Sinh, sau đổi lại thành Nhiêu Ngọc Sinh. Đối với điều này, nhiều Ngọc Sinh cũng bộc trực nói riêng với bạn bè rằng ông cũng đã bói toán qua rồi. Ông Mệnh Thủy, vốn là, mưa quá nhiều, trong tên lại có chữ Vũ, sẽ có thể bị chết đuối cũng nên. Ngũ hành khuyết thổ. Ngọc Thạch miễn cưỡng cũng được coi là một loại đất đá, vì vậy mới đổi tên thành Nhiêu Ngọc Sinh. Nhiêu Ngọc Sinh cơ bản chính là một thương nhân thuần túy, cho nên phong cách làm việc cũng giống những con cá xấu thương trường khác. Nhiêu ra đời thứ hai, phần lớn là kinh doanh. Chỉ có nhiều vũ đỉnh có thân phận bán quan. Từ sau khi cải cách mở cửa, đây là sự lựa chọn của rất nhiều con cháu hào môn thế gia. Bản thân họ đã trải qua những cuộc khủng hoảng lớn, đối với các loại đấu tranh loạn lạc đã khác sâu trong nhận thức. Nói cách khác thì bản năng đấu tranh chính trị của bọn họ có chút sợ hãi. Trong những cuộc náo động lớn, những thế hệ đi trước đều đã bị tấn công không ít thì nhiều. Đương nhiên, con cháu hào môn thế gia vẫn tính theo con đường kinh doanh, vẫn có muôn vàn mối quan hệ với quyền lực. Ở đất nước này, quy mô kinh doanh mở đến một kích thước nhất định, nếu không vượt qua được thử thách quan hệ với chính phủ, muốn tiến thêm một bước quả thực có ngàn vạn khó khăn. Trong một thể chế, khi quyền lực cơ bản không bị hạn chế thì tất nhiên sẽ có sự móc nối tới tiền tài. Thăng quan phát tài là chi vị. Biệt thự này của Nhiêu Ngọc Sinh, nằm ở nội Tam Hoàn, đất đai rộng lớn, lại có cả đình viện, tổng cũng phải hơn 1.000 mét vuông lấy giá đất thủ đô hiện tại mà nói, đã ở trong tam hoàn, bất luận là nằm ở chỗ nào, biệt thự hơn 1.000 mét vuông có khái niệm như nào thì mọi người đều rõ. Điều này chứng tỏ người đó cực kỳ giàu có. Bởi vậy, hôm nay khách khứa có thể tham gia bữa tiệc xã giao của gia đình Nhiêu Ngọc Sinh, không ai là không có lai lịch thân phận. Xe Mercedes-Benz của tiêu phàm dừng bên trong biệt thự, nhiều nhất là xe bậc trung, còn lại một loạt đều là xe sang trọng, nhưng ở khu đỗ xe, có một hiện tượng rất kỳ lạ. Đứng ở chỗ bắt mắt nhất, không phải là mấy trăm xe sang trọng mà lại là một xe Audi đen bóng. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy chiếc xe Audi đen bóng kia đều treo giấy phép của chính phủ. Ở thủ đô, hoặc nói là ở cả nước đi, quyền thế mãi mãi luôn đứng trước tài phú, đây là luật thép rồi. Từ xưa tới nay, bần nông không cùng phú đấu, phú không cùng quan đấu thuyết pháp. Dựa theo tương quan quản lý xe công mà nói, đủ tư cách ngồi xe Audi đen kia ít nhất cũng phải là cán bộ bậc thứ trưởng trở lên, nghiêm túc thêm chút thì phải cán bộ cấp tỉnh trở lên, cấp thứ trưởng chỉ có thể ngồi xe nhỏ mà thôi. Tất nhiên bình thường thì sẽ không nghiêm ngặt như vậy, trừ khi là đang ở trong thời kỳ đặc biệt. Tiêu phàm đem xe dừng ở một chỗ kín đáo rồi chậm rãi đi vào phòng khách sáng trưng của biệt thự. Ở cửa biệt thự có một thiếu nữ dáng người cao giáo thon thả đang nhìn đông ngó tây, vẻ mặt lo lắng, chính là Phương do Mỹ đang đợi tiêu phàm vừa thấy tiêu phàm liền nhảy xuống mấy bậc vội vã chạy ra đón sao anh bây giờ mới tới khách khứa đều tới hết rồi cô bé mới mở miệng đã oán trách rồi tiêu phàm mỉm cười anh đến làm người tiếp khách tới sớm hay muộn cũng có sao đâu mà anh ấy nhé sao lại không tự tin như vậy ai nói anh là người tiếp khách vậy anh là người mẹ em đích thân mời chính là khách quý khách tối nay đa số đều là cậu em mời khách mẹ em mời không nhiều Mỗi người đều là minh tinh tới tụ họp đấy nhé. Cô gái nhỏ lập tức không hài lòng, giáo huấn, Tiêu Phàm, hai mắt trợn lên thật to. Tiêu Phàm không khỏi sờ sờ cái mũi, bị một cô bé phê bình là không tự tin, đối với Tiêu Phàm mà nói thì đây là lần đầu. Có điều cô bé này lại đặc biệt chờ hắn tới, cũng coi như là rất nghĩa khí rồi. Tiểu Mỹ, sao em lại ở đây? Không phải học sao? Học hành gì chớ, hôm nay thứ sáu anh không biết à? Hơn nữa là mẹ động viên em tham gia đấy, cho em đi rèn luyện. Cô bé hung hổ trợn trắng mắt lên, tựa hồ xem thường với sự chỉ độn của tiêu phàm. Nếu là mấy thanh niên choai choai tổ chức party lung tung, nhiều vũ đình nhất định sẽ không cho cô đi, ai biết rằng có phát sinh ra cái chuyện gì hay không. Nhưng đây là nhiều ngọc sinh tổ chức tiệc, thì miễn cần bàn rồi. Tới dự tiệc đều là nhân vật có thân phận địa vị, rất tao nhã lễ độ, dù giả bộ thì cũng phải giả bộ cho ra. Tiểu Mỹ, khách đến là ai vậy? Tiêu Phàm thuận miệng hỏi. Khách tới cũng không ít, cha em cũng đến, hì hì. Cô bé bỗng cổ quái cười cười. Tiêu Phàm không kìm nổi cước bộ nhìn cô. Phương Lê đến thôi mà, cô bé cười cổ quái như vậy làm gì vậy? Cô gái nhỏ dường như cảm thấy sự việc càng trở nên thú vị, khanh khách cười một trận mới lên tiếng. Trong số khách mời có một vị đại mỹ nữ nha, mẹ em dù không nói rõ nhưng em thấy là muốn giới thiệu bạn gái cho anh nha tiêu phàm nhịn không nổi, đầu to như cái đấu. Cô cũng thật là tận trước tận trách nha, không ngờ lại nảy ý định giới thiệu đối tượng cho hắn. Cái này thì có gì tốt hửm? vui sướng khi người gặp họa phải không hử. Tiêu phàm không khỏi chừng cô bé một cái, hừ nói. Cùng phương do Mỹ ở một chỗ, tiêu phàm vô tình cảm thấy mình như trẻ ra. Kỳ thật trong lòng hắn cũng nhân nhượng phương do Mỹ, mắt thấy tiểu nha đầu này đưa hắn trở thành, bạn, tiêu phàm cũng sẽ tự giác, tự giác làm bản tốt của phương đại tiểu thư ô cái này sao lai like gọi là vui sướng khi người gặp họa được giới thiệu người yêu cho anh là chuyện tốt nha em đã nói với anh rồi chị kia dễ nhìn lắm trăm phần trăm là đại mỹ nữ hừ để xem người ta có thèm để ý anh không đã anh vội đắc ý làm cái gì cô nhỏ bĩu môi không vui nói sau đó lại cười một cách kỳ quái tuy nhiên tiêu phàm em nhắc nhở anh em thấy chị kia cũng không lương thiện gì nhưng cũng rất lợi hại nha anh chưa chắc đã giữ được người ta đâu nhé nếu hai người thật sự trở thành người yêu anh phải cẩn thận một chút đấy tiêu phàm lắc đầu bước vào biệt thự phòng khách biệt thự rất yên tĩnh không hề có người mọi người ra hậu viện uống rượu nói chuyện phiếm rồi anh theo em cô bé sôi nổi đứng cạnh tiêu phàm có chút hưng phấn khó hiểu kỳ thực những loại party như này phương do mỹ đã tham gia nhiều rồi sớm đã tập thành thói quen hôm nay cô khá hưng phấn, nguyên nhân cũng là do tiêu phàm. Không hiểu tại sao, chỉ cần thấy tiêu phàm, tâm tình cô bé sẽ trở nên rất khác lạ. Ninh viện của biệt thự rất lớn, sớm đã bố trí xong xuôi, tiếng đàn du dương, ngọn đèn dịu nhẹ, cảnh sắc tuyệt đẹp, một đoàn nam nữ mu áo chỉnh tề, túm năm tụm ba tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, thanh âm tương đối thấp, rất có giáo dưỡng. Nhiều vũ đình mặc một bộ váy đen, đoan trang thanh lịch, cao sang quý phái. Tương đối mà nói, Phương Lê đứng cùng chỗ với bà thì mộc mạc hơn rất nhiều, áo jacket kít mỏng bình thường, dài da, không hiển sơn lộ thủy nhưng khí độ của người cầm quyền lại thấy rất rõ ràng. Tiêu phàm trước kia chưa từng gặp qua Phương Lê, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Bộ dáng Phương Lê và Phương do Mỹ rất giống nhau, nhất là lông mày ở giữa. Diện mạo cô bé được thừa hưởng những ưu điểm từ bố mẹ. Không cần cô bé dẫn dắt, tiêu phàm lập tức bước tới. Nhiều Vũ Đình đang cùng một người đàn ông khoảng 40 tuổi nói chuyện phiếm, nhiều Vũ Đình lập tức rất lễ phép gật gật đầu với người đàn ông trung niên kia, nhìn về phía Tiêu Phàm cười nói. "Tiêu Phàm, lại đây, cháu chào cô." Tiêu Phàm bước nhanh một chút, cười chào hỏi nhiều Vũ Đình, sau lại hướng tới Phương Lê khẽ khom người. "Cháu chào chú Phương." Trên mặt Phương Lê lộ ra nụ cười ôn hòa, gật đầu. "Tiêu Phàm, chào cháu." Trong mắt ông thoáng qua một chút hiếu kỳ. Phương Lê quả thật có chút tò mò đối với tiêu phàm. Cháu trưởng tiêu gia, ở trong gia thế quyền quý ấy cũng được coi là đại danh lừng lẫy, rồi, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí còn nổi danh hơn con cháu dòng dõi kiệt xuất ngày xưa như Uông Thuật Đô. Chẳng qua chỉ là tiếng xấu. Mấy năm trước, tiêu phàm là hình ảnh phản diện điển hình, bị các trưởng bối hào môn thế gia dùng để giáo huấn con em. Ở thủ đô nhiều nhà quyền quý uy phong hiển hách, nhưng không ai có hậu duệ là một người xuất gia cả sự trái ngược của tiêu phàm vượt xa mấy thiếu ra chơi bởi trác táng kia. Đây hẳn là muốn người nhà tiêu ra và tiêu trạm thức hộc máu đấy mà. Hôm nay vừa gặp, trong lòng Phương Lê lập tức giấy lên cảm giác quả nhiên là vậy. Tiêu phàm mặc dù mặc đồ hiệu, mang bộ dáng công tử bột, nhưng phong thái tĩnh lặng này ở trong mắt Phương Lê lại cho thấy hắn chính là một văn đạo. Một khí thế thản nhiên xuất trần, người bình thường không thể tuyệt đối không thể giả bộ như vậy được. Tiêu phàm, cứu, nhiều vũ đình, Phương Lê chính xác thì cũng ra tay chiếu cố tới Tiêu Phàm, giải quyết vấn đề công tác của Quế Thanh Thu, nhưng đây là do ông đáp ứng yêu cầu của Nhiêu Vũ Đình mà làm, điều đó cũng không biểu thị Phương Lê đã thừa nhận Tiêu Phàm. Đối với việc Tiêu Phàm, giả thần giả thánh, trong lòng Phương Lê tràn đầy cảnh giác. Phương Lê tinh thông lịch sử, từ xưa tới nay, các triều đại thay đổi, hễ có thuật sư, giả thần giả thánh tham gia chính trị, kết quả đều không tốt. Có lẽ chỉ có Đông Phương Sóc là một ngoại lệ nhưng ở thời Hán Vũ Đế, thanh danh của Đông Phương Sóc đến từ chính trí tuệ của bản thân ông, chứ không phải dựa vào việc giả thần giả quỷ. Đông Phương Sóc được tôn xưng là trí thánh, chứ không phải là thần tiên. Tất nhiên, thời đại bất đồng, xuất thân lai lịch của tiêu phàm cũng bất đồng, là cháu trưởng tiêu gia, quan trọng vẫn là thể diện, Phương Lê không muốn nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Phương Lê không tin tiêu phàm có thể, mê hoặc chính mình. Đối với suy nghĩ trong lòng Phương Lê, tiêu phàm rất rõ ràng cái này không cần suy tính cũng có thể đoán ra được một người giả thần giả thánh ở trong mắt bề trên nhà quyền quý so với con ông cháu cha ghê tởm hơn nhiều thái độ của bậc trưởng bối đối với con ông cháu cha nhiều nhất là chỉ hận rèn sắt không thành thép nhưng thái độ đối với giả thần giả thánh thì là ghét cay ghét đắng và cộng thêm cả cảnh giác nữa điều này cũng không hề gì tiêu phàm vẫn như trước mỉm cười sóng động cũng không sợ hãi một ngày nào đó, cảm giác của Phương Lê đối với hắn sẽ thay đổi, cũng giống như Lục Đồng và Nhiêu Vũ Đình, thậm chí giống như Phương do Mỹ. Trước đó vài ngày, cô bé đối với hắn tưởng chừng ác cảm cực độ, nhưng trong nháy mắt liền biến thành người một nhà. Dĩ nhiên, để thay đổi cảm nhận của Phương Lê thì không đơn giản vậy. chương 205, trốn tránh. Vị này là... Người đàn ông trung niên đang nói chuyện với Phương Lê, như Vũ Đình quay sang tiêu phàm mỉm cười hỏi. Người đàn ông này vóc dáng cao lớn, dáng người mạnh mẽ. Tuy đã ở tuổi trung niên nhưng lại không hề có bụng, ông ta đứng đó tựa thẳng lưng, phong thái hơn người, ăn mặc rất đúng mực, dù không nhìn ra là đồ hàng hiệu nhưng xem cách may và chất liệu cũng biết tuyệt đối không phải hàng thông thường. Hiện nay, với những kẻ có tiền trong giới thượng lưu thật sự, quần áo họ mặc không nói đến thương hiệu, cái mà họ quan tâm là may ở nước nào. Đặc biệt là những người tài giỏi, thậm chí còn có cả thiết kế riêng người đàn ông trung niên kia nhìn qua cũng chính là một nhân vật tài giỏi như thế tướng mạo không quá tuấn tú nhưng vì phong độ xuất chúng làm cho cả người như tỏa sáng có thể được gọi là mỹ nam giám đốc từ giới thiệu với anh vị này là tiêu phàm đại công tử của bộ trưởng tiêu tiêu trạm còn vị này là chủ tịch từ đồng chí từ trấn nam giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đại sinh nhiều vũ đình mỉm cười giới thiệu giám đốc từ xin chào tiêu phàm gật đầu với từ trấn nam nhiều vũ đình đặc biệt giới thiệu thân phận của từ trấn nam nhưng thật ra là dư thừa trong các thế gia ở kinh thành từ trấn nam có thể coi là danh tiếng lẫy lừng ngân hàng đại sinh không phải là ngân hàng nhà nước mà là ngân hàng liên doanh thông thường đa số các ngân hàng liên doanh là do người nước ngoài làm chủ duy chỉ có ngân hàng đại sinh là ngoại lệ từ trấn nam chính là giám đốc ngân hàng này ngay từ những ngày đầu thành lập trước khi tái nhậm chức giám đốc ngân hàng đại sinh từ Trấn Nam được ủy thác làm người phụ trách bộ phận đầu tư của Tổng Ngân hàng Nhà nước. Tuy sắc thái nhà nước của Ngân hàng Đại sinh tương đối mờ nhạt, nhưng chỉ ít đối với quần chúng và những cán bộ bình thường không rõ tình hình nội bộ mà nói, thì họ đều cho rằng Ngân hàng Đại sinh là Ngân hàng Tư nhân. Trên thực tế cũng chính là Ngân hàng Tư nhân. Chỉ là với ngành Ngân hàng trong nước thì dù là liên doanh cũng tốt mà Tư nhân cũng thế, đều không có sự hậu thuẫn vững chắc từ phía chính phủ điều này cũng không thể khiến cho việc làm ăn của họ đi xuống. Từ chấn nam tuổi còn trẻ, ở giới tài chính trong nước lại là chuyên gia kinh tế tiếng tăm lừng lẫy, bản thân cũng xuất thân trong nhà quyền quý. Đương nhiên, từ gia chưa được tính là nhà quyền quý nhất để được liệt vào, bảng xếp hạng, nhưng có thể được gọi là thế gia trung đẳng, trong nhà cha ông ta cũng làm tới cấp bộ trưởng, mấy năm trước đã về hưu, nhưng lại được thừa kế một cách danh chính ngôn thuận, ở nơi kinh thành cũng được xem như có tiếng tăm. Theo như lời kể lại, từ Trấn Nam và rất nhiều con cháu đời sau của các gia đình quyền quý có quan hệ rất tốt. Ví dụ như Uông Vĩ Thành chủ quản của doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, chính là một trong những cổ đông lớn của ngân hàng Đại Sinh. Tuy nhiên, cũng không thể bởi vậy mà kết luận Từ Trấn Nam và Uông Vĩ Thành là đồng đảng. Đầu tư quay vòng và quay vòng các mối quan hệ cá nhân không thể gộp làm một. Uông Vĩ Thành dựa vào tài hoa và danh tiếng mà Từ Trấn Nam có được trong giới tài chính để đầu tư vào ngân hàng Đại Sinh. Đây chắc chắn là cách làm sáng suốt, doanh nghiệp của ông ta không đầu tư vào ngân hàng đại sinh nhất định có lý do. Có cơ hội kiếm tiền tại sao lại không làm? Tiêu Phàm cũng không ngờ sẽ gặp Từ Chấn Nam ở đây. Ồ, xin chào, hóa ra là trưởng phòng Tiêu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Từ Chấn Nam vừa cười vừa đưa tay ra, nhìn qua thì thấy nụ cười kia rất hợp với tình huống thế này, động tác rất có phép tắc, không có gì là không thích hợp nhưng cuối cùng thì cái câu ngưỡng mộ đại danh đã lâu vẫn có thể làm cho người ta nghe như có ý trêu tức tiêu phàm có tiếng tam gì mà làm ông ta ngưỡng mộ thế đơn giản chỉ là ly kinh phản đạo mà thôi từ ánh mắt giấu diếm của từ chấn nam cũng có thể nhìn ra với việc tiêu phàm xuất hiện trong buổi họp mặt ông ta có chút khó hiểu buổi họp mặt ngày hôm nay bất kể là con cháu nhà quý tộc nào cho dù là uông nhị Uông Tam hay Tiêu Thiên có mặt ở đây thì từ Trấn Nam cũng không hề kinh ngạc. Con ông cháu cha cũng vẫn là con ông cháu cha. Vì vốn đã có tiếng tam nên có xuất hiện ở đây cũng không có gì là thái quá. Duy chỉ có tiêu phàm là ngoại lệ. Tiêu phàm là kẻ xuất gia. Toàn bộ là trò hề của các nhà quyền quý ở Kinh Thành. Thậm chí có một số đại thiếu gia ăn chơi chắc tang lúc bị người lớn trong nhà của trách đều nhỏ giọng cái một câu. Con sẽ không nghe lời, so với lão đại của tiêu gia thì con còn tốt hơn đúng vậy, cho dù là con ông cháu cha cũng còn tốt hơn giả thần giả thánh. ánh mắt kiểu thế này, tiêu phàm nhìn thấy nhiều rồi, không hề có chút phật lòng. lúc bắt tay với tử chấn nam, hắn thuận tay động vào mạch tượng ông ta. bình thường đông y bắt mạch cần phải bình thần tĩnh khí, xem xét kỹ càng, nhưng tiêu phàm không cần. hơn nữa, khi bắt mạch cho người ta cũng không đơn giản là xem nhân sinh không sinh bệnh, mà còn tìm tòi thuật pháp. lúc bắt mạch cho tử chấn nam hắn còn cẩn thận tỉ mỉ, thoáng nhìn qua bộ dạng của từ chấn nam, bỗng giật mình. Từ chấn nam có vẻ như đang đánh cược một ván bài. Chỉ có điều, từ mạch tượng và sắc mặt của ông ta cho thấy, vận khí ông ta không tốt, kết quả của ván bài này khá là nguy hiểm. Tiêu phàm thản nhiên khách khí nói một câu, cũng không nói thêm điều gì. Từ chấn nam rõ ràng không có hứng thú lắm với tiêu phàm, sau khi bắt tay, liền tiếp tục nói chuyện với nhiều vũ đình, thậm chí còn có ý trốn tránh tiêu phàm với thân phận của ông ta, có thể cùng con cháu tiêu gia nói chuyện vui vẻ, đại danh của lão tiêu gia còn ở đó không thể là giả. Hơn nữa thời gian gần đây, tiêu lão gia bỗng nhiên trở lên khá, sôi nổi, làm tăng sức ảnh hưởng đến giới chính trị trong nước. Người bên ngoài không biết chính xác tiêu lão gia đang dở cho gì. Từng người một đều phải đề phòng gấp đôi. Với sức ảnh hưởng cực lớn và uy danh cao quý của tiêu lão gia thì ông ta sợ gì ăn nói tùy tiện, có thể gây ra một trận lộn xộn, dối ren nhưng thân phận tiêu phàm quá nhạy cảm, từ chấn nam không muốn gây ra hiểu lầm cho người khác, cũng không phải sợ người ta nói ông ta mê tín, có được địa vị thân phận như hôm nay, ông ta không để ý đến dư luận. Điều mà từ chấn Nam quan tâm là sợ người khác nói vì lấy lòng tiêu lão ra mà ngay cả con cháu tiêu ra cũng hạ mình su nịnh. Với khí chất cao ngạo của từ chấn Nam, nhất định khó có thể đồng ý, phỏng đoán, như thế. Tiêu phàm, tôi giới thiệu cho cậu mấy người bạn khác nhé từ chấn nam có thể trốn tránh tiêu phàm, nhưng nhiều vũ đình đương nhiên không thể làm thế. Tiêu phàm là khách do chính bà mời đến, tuy nhiên nhiều vũ đình cũng không thể miễn cưỡng từ chấn nam, đành phải vội vàng tiếp tiêu phàm. Nhiều vũ đình đưa tiêu phàm cùng đi, đa số khách trong buổi tối hôm nay đều lớn tuổi hơn tiêu phàm, chỉ có một số là trẻ tuổi, mục đích chính là diện kiến các vị trưởng bối. Nghe lời nhiều vũ đình giới thiệu, phản ứng của những người khách căn bản không khác từ chấn nam là mấy, chỉ lịch sự chào hỏi tiêu phàm, thăm hỏi sức khỏe bộ trưởng tiêu và tiêu lão ra, ngoài ra không nói một lời nào nữa. Nhiều vũ đình có chút lung túng. Không ngờ danh tiếng của tiêu phàm lại làm người khác, e ngại, như thế. Cái miệng nhỏ của Phương do Mỹ đã biểu lên tức giận. Tiểu nha đầu này cảm thấy bất bình cho người anh em này của mình. Dựa vào cái gì mà họ tỏ thái độ đó với tiêu phàm? Người ta đầy bản lĩnh thế mà. Tiêu phàm, thể hiện tài năng cho họ xem đi thừa dịp không ai chú ý cô gái lén kéo kéo ống tay áo tiêu phàm hạ giọng nói vẻ mặt khó chịu được tiêu phàm mỉm cười gật đầu thật hả cô gái vốn là nói nhảm không ngờ tiêu phàm không chút do so dự liền trả lời nhịn không được hỏi một câu trong lòng không kìm nổi ngạc nhiên vui mừng đương nhiên tiêu phàm đưa tay ra xoa đầu cô gái cô gái lập tức trở nên vui vẻ phấn chấn vậy thì nhanh lên đi đừng vội Tiêu Phàm vẫn thản nhiên, bình tĩnh. Cách đó không xa có một cô gái duyên dáng, yểu điệu quay lưng về phía họ đang thưởng thức cảnh đẹp hồ nước ở vườn sau khu biệt thự. Cô gái đứng đó một mình, có gì đó không ăn khớp với không khí buổi gặp mặt. Xem ra không có đối tượng nào có thể giới thiệu cho anh được rồi. Phương do Mỹ bỗng nhiên hạ giọng, cười khanh khách không ngừng, còn mở chừng hai mắt nhìn Tiêu Phàm. Vẻ mặt có ý trêu chọc, nhưng lại không chú ý tới là sắc mặt tiêu phàm đã trở nên có chút cổ quái tiêu phàm đến đây giới thiệu với cậu đây là tố tố ánh đèn ở vườn sau không quá sáng nhiều vũ đình cũng chưa chú ý đến sự thay đổi rất nhỏ đó trên vẻ mặt tiêu phàm vừa cười vừa giới thiệu với hắn cô gái kia nghe thấy liền xoay người lại nhất thời ngây ngẩn cả người không phải là trần dương sao nữ đặc công ngành công an trước đó không lâu đã cùng tiêu phàm hợp lực tác chiến tô tố đây là tiêu phàm làm quen với nhau một chút đi hai người đều là thanh niên nên nói chuyện với nhau đi tiêu phàm à tố tố cũng là bạn tốt của tôi đấy bây giờ đang làm việc trong ngành công an nhìn cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn thế thôi nhưng võ công rất lợi hại đấy rất được lãnh đạo coi trọng đã từng là một cán bộ rất có trách nhiệm tô tố tiêu phàm là đại công tử của bộ trưởng tiêu tiêu trạm cô nhiêu à chúng cháu quen nhau Trần Dương từ sướng sờ nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cười nói: "Đêm nay Trần Dương ăn mặc rất trang trọng, bộ lễ phục giả hội hoa hồng màu tím khoét ngực để lộ ra một vùng ngực trắng nõn là đầy đặn làm người ta hoa mắt, phù hợp với dung mạo xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn mà không quá diêm dúa, khí chất đoan trang quyến rũ, làm người ta vừa nhìn thấy sẽ không thể rời mắt. Hả, hóa ra là hai người quen nhau à? Thế thì tốt quá rồi, tôi cũng không vòng vo nữa." hôm nay là tôi muốn giới thiệu đối tượng cho hai người nếu hai người vốn đã quen nhau rồi thì từ từ nói chuyện nhé nhiều vũ đình dứt khoát nói trên mặt nở nụ cười rất rạng rỡ trần dương liền đỏ mặt khẽ cắn môi gượng gạo nói cô nhiêu à cô không cần trêu cháu như vậy đâu ơ kìa tố tố cô nhiêu thật sự không đùa với cháu đâu cháu xem hai đứa chạc tuổi nhau về các phương diện khác cũng rất xứng đôi không phải là quá tốt rồi ư Tô tố à đừng có phụ nỗi khổ tâm của cô chứ. Nhiều vũ đình liền ra vẻ nghiêm túc nói. Nói tới việc giới thiệu đối tượng cho tiêu phàm, nhiều vũ đình thật sự rất để tâm. Xét về danh tiếng tiêu gia, những cô gái xuất thân dòng dõi quá thấp chắc chắn không thể giới thiệu, như vậy cũng quá ủy khuất cho tiêu phàm rồi. Nhưng những cô gái thế gia xuất thân cao quý, thì nhiều vũ đình lại không dễ gì mà tìm được. Tiêu phàm dù sao cũng có tiếng không tốt là kẻ xuất gia nhìn thái độ của từ chấn nam đối với tiêu phàm thì đã quá rõ ràng rồi. Trần Dương cũng được xem như là con cháu cán bộ cấp cao, mẹ là cán bộ được hưởng đãi ngộ của cục chính, mấu chốt chính là Trần Dương đang làm việc ở Bộ Công an, tính độc lập của Bộ Công an rất cao, nếu cô ấy và tiêu phàm có thể thành đôi thì cái tiếng xuất gia của tiêu phàm cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến tiêu phàm. Một người bên cục tôn giáo, một người bên Bộ Công an, đều không phải là đơn vị khiến người ta chú ý, đúng là một cặp trời sinh cuộc sống gia đình thanh thản ổn định là được. Audio điện tử võ tấn bền chương 206, cô muốn học à? Tôi dạy cô nhé, cô nhiêu, cháu. Ngay lúc này, Trần Dương xấu hổ tới mức mặt ửng đỏ. Đừng nói đến lúc cô ở cơ quan tranh cường háo thắng, tác phong mạnh mẽ, lớn thế rồi mà chưa từng yêu đương. Thời trung học, đại học có không ít bạn học theo đuổi, nhưng cô đều coi thường. Với cô thì những chuyện thế này cô chính là đứa trẻ không hiểu chuyện, thực sự là suy nghĩ hơi kỳ lạ tiêu phàm mỉm cười nói cô nhiêu để cháu nói chuyện với trưởng phòng trần một lát đi nhìn thấy trần dương thẹn thùng tiêu phàm đành ra mặt giải vây cho cô được hai đứa nói chuyện đi nhiều vũ đình chỉ đợi những lời này nói thực với cô mà nói chuyện cô làm mai kéo thuyền cho người khác cũng không phải là nhiều kinh nghiệm không có bao nhiêu phương do mỹ liền vỉnh vỉnh cái mũi nhỏ lên hừ một tiếng vẻ không thích Cô gái vừa mới chiêu tiêu phàm chuyện này xong, không ngờ hắn lại chủ động muốn nói chuyện với Trần Dương. Tiểu nha đầu trong lòng thấy không thoải mái, có chút ghen tuông, không quan tâm đến tuổi tác. Chỉ có điều bản thân cô còn chưa ý thức được. Tiêu phàm liền vỗ một cái vào đầu cô, cười cười nói. Lát nữa sẽ thể hiện cho em xem. Cô gái nghiêng đầu qua, không để ý đến nữa, đi theo sau nhiều vũ đình, đi chưa được mấy bước lại nghiêng đầu sang phía tiêu phàm, lẻ lưỡi, làm mặt quỷ, tiêu phàm không nhịn được mỉm cười nhiều vũ đình đến cạnh phương lê hai hàng long mày của phương lê nhíu lại hạ giọng nói sắp xếp thế nào đấy lời lẽ có ý của trách buổi họp mặt hôm nay em dẫn tiêu phàm đến làm gì không thấy thái độ của đám người từ trấn nam với tiêu phàm sao ai cần em làm người trung gian chứ nhiều vũ đình biết chồng mình có ý gì liền cười nhẹ nhàng ngạo nghễ nói đó là bởi vì bọn họ chưa lĩnh giáo được bản lĩnh thực sự của tiêu phàm thôi bản lĩnh thực sự phương lê không cho là đúng vũ đình chẳng lẽ em thật sự tin tưởng cậu ta nhiều vũ đình trầm mặc một lúc nói anh xem đi cậu ấy sẽ không làm anh thất vọng đâu thấy thái độ của vợ như vậy phương lê không nói thêm nữa trong mắt thoáng trầm tư nhiều vũ đình cũng không phải bà chủ gia đình tầm thường mà là phu nhân cán bộ cấp cao rất có con mắt tinh đời cô ra sức ủng hộ tiêu phàm như thế lẽ nào lão tiêu gia giả thần giả thánh này thật sự có chỗ hơn người xin chào nhiều vũ đình rời đi trần dương càng thêm lo lắng bất an lung túng chào hỏi tiêu phàm điểm này không phù hợp với tính cách của trần dương thực ra ngày đó tiêu phàm và tân lâm đã cho cô rung động quá lớn suýt nữa làm cô thở không nổi tiêu phàm cười cười nói trưởng phòng trần lãnh đạo cơ quan không làm khó cô chứ không đâu mà anh đừng gọi tôi là trưởng phòng trần có chút không tự nhiên trần dương thật sự đã lấy hết súng khí nói ra câu này được rồi vậy tôi sẽ gọi giống cô nhiêu gọi cô là tố tố tiêu phàm thật ra cũng biết lắng nghe ừ anh ngày đó anh làm thế nào mà làm được thế dừng một lúc trần dương không kìm nổi lại hỏi liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thật nhanh rời mắt đi chỗ khác bí mật này cô kìm nén trong lòng đã lâu Quả thực nặng trĩu như ngọn núi, không nghĩ tới sẽ gặp hắn ở đây, cô nghĩ nếu mình không nói rõ ràng sẽ sinh bệnh mất. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đoán? Đoán, đoán thế nào? Trần Dương càng thấy khó hiểu. Vấn đề này thật đúng là không nói rõ được, Tiêu Phàm ngẫm nghĩ một lúc, nói. Mấu chốt chính là Đằng Phi Vân, trước ngày hôm đó tôi đã gặp cô ta một lần, trong thời gian từ đó đến nay, tình hình đại thể của cô ta tôi đều có thể đoán ra được. Trần Dương vẫn mụ mị chưa hiểu gì, cô do dự hỏi. Tôi vẫn không hiểu. Lúc nói câu này, cô có cảm giác mình giống như kẻ ngốc. Nhưng tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó, quả thực vượt qua khả năng lý giải của cô. Dựa vào tất cả sự hiểu biết mà cô có, cũng hoàn toàn không lý giải được tình huống này. Tiêu Phàm nói, Phạm Trù này thuộc bát quái kỳ môn, nếu nhất định muốn giải thích bằng khoa học hiện đại, cũng có thể hiểu thế này, mỗi người đều có khí chất riêng, Khí chất này sẽ sinh ra những thay đổi nhỏ vì môi trường xung quanh và các nhân vật khác nhau. Qua những thay đổi đó có thể đại khái đoán được con người và môi trường xung quanh cô. Đồng loạt thay đổi, giác quan thứ 6. Trần Dương cố gắng lục tìm những kiến thức mà cô có, định dùng kiến thức của mình lý giải lời của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liền cười, gật đầu nói: "Cũng gần như thế, nhưng điều này cũng thật kỳ lạ." Trần Dương miễn cưỡng khái quát lại tình hình thế giới này vốn có rất nhiều điều thần bí, là do chúng ta không biết thôi. Chúng ta không biết không có nghĩa là nó không tồn tại, như giác quan thứ sáu mà cô nói, nhìn không thấy sở không được, nhưng quả thật là tồn tại. Rất nhiều người cũng từng trải qua như thế, ở nơi xa xăm vạn dặm cũng có thể cảm nhận được người thân xảy ra bất chắc. Tiêu phàm lấy ví dụ này, Trần Dương hoàn toàn có thể hiểu, chính cô cũng có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, trong quá trình huấn luyện và chấp hành nhiệm vụ, chính giác quan thứ sáu nhạy bén này đã giúp cô ít nhất tránh khỏi ba lần nguy hiểm lớn. Vậy ý anh là, anh có thể điều khiển được giác quan thứ sáu. Xét về góc độ nào đó, có thể hiểu là thế. Trong đầu Trần Dương chợt mơ hồ hiểu ra gì đó, như đã nắm bắt được trọng điểm, cô do dự hỏi. Cách lý giải này có thể được phổ biến ra không? Hay là nói, trải qua huấn luyện có nhiều người có được khả năng đó không? Trần Dương thực ra là một cô gái thích tìm tòi, khám phá trên lý luận thì cũng có thể lắm, có điều độ khó rất lớn, hơn nữa không phải ai sau khi được huấn luyện cũng có được khả năng đấy. Thế tôi thì sao, anh xem tôi có thể tiếp thu được khóa huấn luyện này không? Trần Dương mới vừa thốt ra, lập tức hai má lại ửng đỏ, xấu quá đi. Đây là lần thứ hai cô và hắn gặp nhau, cũng gọi là có chút quen biết. Nhưng quả thực cô cũng có loại, siêu năng lực, rất giống với tiêu phàm. Là một đặc công của tổ hành động, tiêu phàm mạnh mẽ khác thường, làm cô một lòng ngưỡng mộ, sùng bái. Mấy ngày nay, trong đầu Trần Dương thỉnh thoảng lại xuất hiện hình ảnh Tiêu Phàm, đương nhiên không liên quan gì đến tình yêu. Cô thật lạ lùng, một chàng trai mạnh mẽ khác thường như thế, bên ngoài sao có thể công tử bột được chứ? Đây đúng là người có tài trời sinh đã biết ăn thịt hổ. Bay lên cao, cái cảm giác đầu tiên đối với Tiêu Phàm chắc chắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, người mà mình động vào là một tên sát tinh. Tiêu Phàm cười chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt cô, đột nhiên đưa hai ngón tay cắm trước mắt cô. Trần Dương hoàn toàn không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, trong lúc cấp bách, não không kịp hoạt động, cổ tay bị lật, cũng nhanh như chớp nắm lấy cổ tay hắn. Cô hoàn toàn bị làm cho bối rối, không biết Tiêu Phàm lại ra tay với mình. Không đợi bàn tay Trần Dương đụng tới cổ tay mình, Tiêu Phàm đã đưa hai ngón tay ra điểm huyệt vào giữa ngực cô, bộ ngực của cô vô cùng đầy đặn hai ngón tay của tiêu phàm chẳng khác gì nắm vào ngực trần dương nhưng động tác thực ra đã chậm hơn so với vừa rồi trường hợp thế này không thường gặp sao có thể điểm huyệt đúng vào ngực con gái nhà người ta như thế trần dương không cần suy nghĩ chân trượt xuống cả người nhanh chóng lui về phía sau hai tay đan chéo hung hăng hất cổ tay tiêu phàm xuống vẻ mặt vừa sợ vừa giận ngậm chặt môi không phát ra tiếng động nào đây cũng là thói quen tốt cần nghiêm khắc rèn luyện mới thành được đang trong trận chiến nghiêm cấm phát ra tiếng động. Nhiều khi, nhiệm vụ mà họ phải thực hiện cũng cơ mật như đánh võ trên vô tuyến. Nếu cứ la lớn cười to, ha ha, thì sẽ làm kinh động đến quân địch. Cô bỗng cảm giác cổ tay bị siết chặt liền cúi đầu nhìn thử, thấy hai cổ tay mình đã bị Tiêu Phàm nắm chặt. Một bàn tay của hắn cũng giữ được hai cổ tay cô. Hai gò má cô đỏ bừng, cô hít một hơi làm cho bầu ngực đầy đặn kia căng phồng, nội lực vốn có cũng từ đó mà mạnh lên trong phút chốc theo quán tính hai cổ tay bị đẩy ra vẫn không nhúc nhích bàn tay thon dài thành tú của hắn giờ phút này tựa như vòng sắt gắt gao bóp chặt cổ tay cô chuồn chuồn rung động cột đá trong đầu cô chợt thốt ra một câu như vậy có thể cô là kiểu tính cách không chịu thua sợ là ngay cả gặp phải tình huống xấu cực đoan cô cũng không khoanh tay chịu chết cô lại hít sâu một hơi chuẩn bị dốc sức đánh cực một lần hai cổ tay chợt được buông lỏng hắn thu tay về lui ra sau một bước mỉm cười nói rất xin lỗi tôi chỉ thử cô chút thôi võ thuật và nội công của cô là ai truyền dạy vậy anh quản tôi cô lập tức trơn mắt lên giận dữ muốn đến đánh hắn một trận đại ca anh muốn so tài thì phiền anh báo trước một chút ở đâu ra cái kiểu như vậy một câu cũng không nói nói đánh là đánh còn nữa coi như anh muốn thử đi nhưng vừa rồi tay của anh động vào đâu thế cô bị hắn dọa đến toát mồ hôi lạnh. May mà không làm kinh động những người khác, bằng không sẽ rất khó xử. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói: "Nếu sau này cô có hứng thú, hãy đến tìm tôi, tôi có thể dạy cô vài chiêu, có lẽ sẽ giúp được cô đấy." Hừ. Trần Dương dứt khoát quay người đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Tuy nhiên, Trần Dương cũng không kiêu ngạo được bao lâu, rất nhanh đã quay lại, gắt gao nhìn thẳng vào Tiêu Phàm nói: anh sẽ giữ lời chứ ừ tiêu phàm khẽ gật đầu trần dương bĩu môi quay đầu nhìn đi nơi khác lại mở miệng hỏi điện thoại của anh sẽ không đổi chứ hình như cô đã nghe lén điện thoại hắn biết được số điện thoại của hắn không đâu bên này đang nói chuyện bên kia bỗng náo nhiệt hẳn lên từ trấn nam cười vui vẻ giọng nói vô cùng vang dội trưởng phòng uông chủ nhiệm tiết đều đến rồi ư hoan nghênh hoan nghênh Tiêu Phàm và Trần Dương theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy hai chàng trai trẻ tuổi đang đi vào sân sau biệt thự, từ trấn nam bước nhanh đến nghênh đón. Tại sao bọn họ cũng đến vậy? Hai hàng lông mày của Trần Dương lập tức dương lên, dường như có chút bất ngờ. Người thanh niên đang đi trước, chừng 27-28 tuổi, ăn mặc rất giản dị, dáng vẻ điềm tĩnh. Người này Tiêu Phàm cũng biết, chính là đứa cháu lớn của Uông lão gia đại công tử Uông Vĩ Minh còn được gọi với cái tên Uông Thuật Đô là một trong những con cháu đời ba kiệt xuất nhất. chương 207, có tướng trí tôn, nhưng không có mệnh thiên tử. Uông Thuật Đô dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, luôn luôn mỉm cười, dáng đi bình thản lạ thường, không hề giống với một chàng trai hai mấy tuổi. Nếu chỉ nhìn cái thần thái và cách đi đứng của cậu ta thì chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là ba bốn mươi tuổi. Ẩn trong dáng vẻ hiền lành này là cái gì đó rất oai phong, càng lộ rõ cái phong thái của kẻ bề trên nắm mọi quyền hành và thân phận đời ba chính tông của cậu ta. Đi cùng với Uông Thuật Đô cũng là một chàng trai trẻ, chừng trên dưới 30 tuổi, người không cao, thấp hơn Uông Thuật Đô khoảng nửa cái đầu, đeo một cặp kính gọng vàng rất nhã nhặn, mặc một bộ âu phục đen vừa vặn, vừa nhìn đã biết là một người rất thông minh. Đây là tiết đào bản của Uông Thuật Đô đang làm việc ở hội giám sát chứng khoán. Trần Dương ở một bên hạ giọng nói. Cô đoán tiêu phàm có quen Uông Thuật Đô, dù sao hai nhà tiêu uông cũng đều là nhất đảng đại hào môn của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa này, người có thể sánh vai cùng hai con mẽ hổ này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiết ra thì kém hơn một chút, tiết đào lại là người khiêm tốn, rất ít khi xuất đầu lộ diện. Trần Dương liền giới thiệu cho tiêu phàm. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu. Thực ra tiết đào cũng là quen biết. Ở trong hội đó, tiết đào được mệnh danh là đa mưu túc trí, là nhân vật tầm cỡ đấy. Trần Dương giải thích thêm một câu y muốn nói, tiết đào là quân sư của Uông Thuật Đô. Tiêu Phàm lường cô một cái. Đừng nhìn tôi, đây là sở thích của riêng tôi. Trần Dương thản nhiên nói. Cũng chỉ có thể là sở thích cá nhân, nhạc ca chắc chắn sẽ không hướng cho cô đi điều tra tìm hiểu về con cháu hảo môn thế gia. Mấy vụ án mà tôi xử lý, đều có mấy người các anh tham dự vào. Lúc nói câu này, Trần Dương bĩu môi, bộ dạng có chút khinh thường. Đám con cháu thế gia này càng ngày càng ồn ào kỳ cục, chuyện gì cũng dám vơ vào, với lại còn càng lúc càng hỗn loạn. Ví như tiêu ca đứng cạnh cô đây, ngoài mặt có vẻ bình thường còn khiêm tốn hơn tiết đào. Tiết đào tốt xấu gì cũng làm việc trong hội giám sát chứng khoán, còn vị này lại trực tiếp làm ở cục tôn giáo, rất nghiêm túc, không một chút hàm hồ, trong nháy mắt đã thu phục sáu mạng người. Không giống. Tiêu phàm tự mình giải thích một câu. Có gì không giống chứ? Trần Dương nói thầm một câu, tuy nhiên nghe ra thì cô chỉ là mạnh miệng mà thôi. Kỳ thật, trong lòng thừa nhận tiêu phàm và bọn họ quả thật không giống nhau. Tiêu phàm nhúng tay vào vụ án Anelina không phải vì lợi ích kinh tế mà là vì muốn giải cứu Anelina. Trần Dương nhận định tiêu phàm và Anelina có quan hệ không tầm thường, có lẽ cô ta chính là tình nhân của hắn. Nhưng trong lòng Trần Dương, vẫn là rất thưởng thức diễn xuất của tiêu phàm. Vì người phụ nữ của mình, chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa hay là vực sâu vạn trượng cũng nhảy vào, tuyệt đối nghiêm túc. Hắn không hề kiêng kỵ gì, một người đàn ông có thể vì một người con gái mà làm được điều này, người con gái đó cho dù vì anh ta mà chết cũng là cam tâm tình nguyện. Đi thôi, chúng ta đi trước để tránh cô Nhiêu lại đến mời anh." Trần Dương nói. Tiêu Phàm cười khẽ, Trần Dương bình thường làm việc năng nổ, tháo vát, tính cách mạnh mẽ, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế lại chậm chạp. Nếu Uông thuật Đô không tới, tối nay cho dù Tiêu Phàm vẫn luôn ở cùng với Trần Dương. Nhiều vũ đình cũng không bao giờ đến can thiệp. Cô vốn là muốn tác hợp bon họ với nhau, nhưng Uông Thuật Đô đã đến rồi, nhiều vũ đình nhất định sẽ mời tiêu phàm đến nói chuyện. Tối nay, khách đến tuy nhiều, nhưng luận về dòng dõi hiển hách, vẫn là hai nhà tiêu Uông có địa vị cao nhất. Nhiều đình vũ và trường tôn Uông ra chuyện trò vui vẻ, lại bảo trường tôn tiêu ra qua một bên. Về lý mà nói thì không nên, đây không phải là không tôn trọng tiêu phàm mà là không tôn trọng cả tiêu gia. Truyền đến tai tiêu chạm, thậm chí tiêu lão ra, có thể sẽ không tốt thế này là thất lễ nhiều vũ đình tuyệt đối không bao giờ làm vô duyên vô cớ đắc tội với tiêu gia làm cái gì uông thuật đô và tiết đào đến trước mặt phương lê và nhiêu vũ đình cúi đầu chào hỏi buổi họp mặt tối nay cho dù là làm ở biệt thự của nhiêu ngọc sinh trên danh nghĩa nhiêu ngọc sinh mới là chủ nhà nhưng có mặt phương lê và nhiêu vũ đình ở đây thì trung tâm của buổi họp mặt không nghi ngờ chính là hai vợ chồng họ rồi Bàn về sức ảnh hưởng trong giới chính trị và giới thương mại, mọi người ở đây không ai có thể so được. Với Uông Thuật Đô, thái độ của Phương Lê khác hẳn bình thường, thân mật bắt tay cậu ta, vui vẻ nói chuyện với cậu ta rất nhiều. Uông Thuật Đô tuy là vãn bối, nhưng ở trong nhóm thế gia kinh thành lại là tiếng lành đồn xa, từ trước đến nay lúc trưởng bối thế gia giáo dục con cháu mình đều được xếp vào là một trong những tấm gương sáng nhất. Phương Lê xem trọng cậu ta cũng là điều đương nhiên. Hiện nay Uông Thuật Đô tuy đang là cán bộ cấp địa phương, hơn nữa còn không phải làm chính thức ở Ủy ban Trung ương Quốc gia, mà là làm việc tại văn phòng của đồng chí Ủy viên Thường vụ. Nhưng chỉ cần từ nay về sau cậu ta không phạm lỗi gì quá nghiêm trọng, chỉ cần Uông Lão ra không gục ngã, có lẽ chỉ mười mấy năm sau, chàng trai trẻ này sẽ trở thành đại tướng nơi biên cương, nắm một bên quyền. Bí thư tỉnh ủy ở tuổi ngoài 40 cũng dần dần nhiều hơn. Về điểm này, bất luận thế nào, tiêu phàm cũng không thể đánh đồng với uông thuật đô được. Nhiều vũ đình cũng cùng hai người uông thuật đô và tiết đào lịch sự hàn huyên, cô ngẩng đầu lên nhìn ra phía vườn hoa rộng lớn tìm tiêu phàm, nhìn thấy tiêu phàm và Trần Dương dắt tay nhau đi đến, liền nở nụ cười. Đám con cháu thế gia này quả nhiên đều suy nghĩ nhanh nhẹn, gặp sự liền hiểu rõ. Tiêu phàm, đến đây, giới thiệu với cậu, vị này là uông thuật đô, đại công tử của bí thư uông. Vị này là tiết đào, đại công tử của chủ nhiệm tiết. Thuật đô, tiểu tiết, đây là tiêu phàm, đại công tử của bộ trưởng tiêu. Đợi tiêu phàm tới gần, nhiều vũ đình vừa cười vừa giới thiệu cho hai người. Nhưng lại không giới thiệu Trần Dương. Hôm nay, Trần Dương đến tham gia buổi họp mặt, mục đích duy nhất chính là xem mặt nhiều vũ đình không có ý định kéo cô lẫn vào đám hỗn độn này, thân thế và công việc của Trần Dương không phù hợp để làm thế. Nói năng kiêng kỵ, hay chính là phải chú ý một chút, Uông Thuật Đô cười nói. Cô Nhiêu, cháu và Tiêu Phàm là bạn học. Trước đây chúng cháu đều học ở Bát Trung, cùng khóa không cùng lớp, trưởng phòng tiết hơn chúng cháu hai khóa, mọi người đều là bạn cùng trường. Về cơ bản, hầu hết con cháu thế gia đều học ở Bát Trung ở thủ đô. Nhiều vũ đình cười nói. Tôi lại làm điều thừa rồi, bạn học cũ với nhau giao lưu nhiều một chút. Đúng thế, cũng đến hai, ba năm không gặp nhau rồi, Tiêu Phàm, xin chào, xin chào. Uông thuật đô chủ động đưa tay về phía tiêu phàm, mặt nở nụ cười vô cùng thân thiết. Nhìn qua không có ý gì là kiêu căng, nhưng lại không tự chủ nắm chặt tay hắn. Đây cũng là tính cách của Uông thuật đô. Chớ nhìn cậu ta bề ngoài nho nhã phép tắc, thật ra vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Bất kể là chuyện gì, dù là lúc nào, cũng nhất định sẽ nghĩ cách nắm quyền chủ động trong tay. Nếu theo chính trị, điểm này nhất định phải chú ý. Nước chảy bèo trôi, nói cười to nhỏ, quan một cũng ừ, quan tư cũng gật, quả nhiên mọi việc đều suôn sẻ, nhưng từ đầu đến cuối khó có thể trèo tới đỉnh cao, uông thuật đô tin chắc chỉ có những người chủ động nắm bắt thời cơ mới có thể cười đến cuối cùng. Tiêu phàm mỉm cười bắt tay uông thuật đô, thuận tiện quan sát tướng mạo uông thuật đô, trong mắt không tự chủ được thoáng lóe sáng. Trên gương mặt cậu ta, tiêu phàm phát hiện ra một hiện tượng cực kỳ thú vị. Uông thuật đô không ngờ lại, vô tướng. Vô tướng, ở đây không phải là hoàn toàn không nhìn thấy tướng mạo, mà là nói tướng mạo bình thường. Uông thuật đô không có chỗ nào khác thường, không giàu sang, cũng không sống thọ, thành quả trên thương trường cũng có hạn. Những điều này hoàn toàn không giống với những gì mà trước đây Tiêu Phàm thấy. Lúc còn học ở Bát Trung, Tiêu Phàm đã từng đi theo chỉ thủy tổ sư học nghệ nhiều năm, đối với nghề xem tướng số vô cùng tinh thông. Uông thuật đô lúc đó đã từng hiện rõ là nhân vật trí dũng kiệt xuất, đối lập với tướng mệnh của tiêu phàm. Tiêu phàm có mệnh thiên tử không có tướng trí tôn, Uông thuật đô thì có tướng trí tôn không có mệnh thiên tử. Trong lịch sử, có một vài kiêu hùng trong triều đình chính là tướng mệnh này. Cũng có tướng mệnh như thế, người nổi danh nhất phải kể tới là Tây Sở Bá Vương Hạng Võ. Sau khi phá Hàm Dương, gia tộc Doanh Thị bị tiêu diệt, Hạng Võ uy chấn thiên hạ, lấy hiệu là Bá Vương, ngoài mặt tỏ ra tôn kính sở hoài vương, cùng dốc sức vì thiên hạ, trên thực tế chuyên quyền độc đoán, phân đất phong hầu, nhiễm nhiên cao quý. Cuối cùng ngay cả thái sử công cũng vị y mà lập bản kỷ. Lưu bang cao tổ nhà Hán rất biết nghe lời, trở thành Hán vương dưới tay sở bá vương. Lúc ở yến tiệc hồng môn yến, đơn thân độc mã chạy thoát thân, chật vật không chịu nổi, thiên hạ nhà Hán 400 năm thả nói là mượn sức mạnh nhà tần còn hơn là nói mượn tay bá vương mệnh tướng của kiêu hùng sở bá vương không có gì đáng nghi. Nhưng mấy năm không gặp, Uông Thuật Đô lại có thể biến thành người vô tướng. Cho dù ý nghĩa sâu xa cuối cùng của việc xem tướng giống như dị kinh nằm ở hai chữ, thay đổi, nhưng mệnh tướng của Uông Thuật Đô tuyệt đối không thể thay đổi nhanh thế được. Một kiêu hùng có tướng trí tôn điển hình, làm sao có thể trong mấy năm ngắn ngủi liền biến thành bình thường như thế. Sự thay đổi tướng mạo của Uông Thuật Đô chỉ có thể có một lời giải thích thiên cơ che giấu, còn như tướng mệnh của Uông Thuật Đô tại sao có thể được thiên cơ che giấu thì có rất nhiều khả năng. Nhưng khả năng lớn nhất chỉ có hai, thứ nhất, có người làm phép, che giấu thiên cơ tướng mệnh của cậu ta, không cho người ngoài tìm ra, thứ hai, mấy năm nay, Uông Thuật Đô đã trải qua một số chuyện nào đó không muốn người khác biết, làm cho thiên mệnh của cậu ta thay đổi, thiên cơ hỗn loạn, không thể tìm ra. Khả năng thứ hai giống như tiêu lão ra lúc này, càn khôn đại hoàn đan, ăn vào có thể đạt đến đại thành, ông có thể thay đổi vận mệnh, kéo dài tuổi thọ, cũng bởi vậy mà dẫn đến thiên cơ hỗn loạn, năng lực suy đoán của Tiêu Phàm cũng không nhìn ra được chút manh mối gì. Nhưng lý trí cho Tiêu Phàm biết còn có một nguyên nhân quan trọng nhất nữa. Nếu thật là như thế thì thú vị rồi đây. Là ai muốn che giấu bí mật mệnh tướng của Uông thuật Đô chứ? Là muốn bảo vệ cậu ta hay hãm hại cậu ta? Việc này thật làm người ta khó hiểu. Lúc bắt tay Tiết Đào, Tiết Đào còn nhiệt tình hơn Uông thuật Đô vỗ cánh tay tiêu phàm, cười lớn nói. Tiêu phàm, lâu lắm không gặp, cậu vẫn nhã nhặn như trước đây. Chắc mỗi ngày của cậu đều rất thoải mái, tự do tự tại, không như chúng tôi, suốt ngày bận rộn, vì sáu đấu gạo mà phải khom lưng. Từ chấn nam ở bên cạnh liền cười, rõ ràng mang theo ý châm chọc. Cậu tiết đào này nói chuyện đức hạnh thế đấy, miệng không nói lời thô tục, nhưng là miệng nam mô bụng một bồ dao găm. chương 208, giờ hợi canh ba, gặp tài hóa thủy. Sáu đấu gạo của trưởng phòng tiết đều là gạo vàng đấy. Không đợi tiêu phàm mở miệng, từ chấn nam nghe chuyện, liền cười nói. Đương nhiên, đây là hành động rất không lễ phép. Người ta là bạn học cũng đang ôn lại chuyện xưa, chen vào như thế còn để cho người khác nói chuyện nữa không? Thực ra từ chấn nam là cố ý. Thứ nhất ông ta quả thật có chút khó chịu với tiêu phàm, với chức vụ và nghề nghiệp của bản thân tiêu phàm, căn bản không có tư cách tham gia buổi họp mặt hôm nay, sở dĩ là được nhiều vũ đình đặc biệt xem trọng, chẳng qua là vì hắn là con cháu tiêu gia. Từ chấn nam đặc biệt không ưa cái kiểu như thế, bản thân không có bản lĩnh mà phải dựa vào thể diện và danh tiếng của tổ tông và các bậc cha chú. Không giống như từ chấn nam, dựa vào bản lĩnh thực sự của mình. Ban đầu ở ngân hàng nhà nước, từ chấn nam rất nổi trội, là cái gai trong mắt của lãnh đạo ngân hàng, làm cho con đường thăng tiến trở nên khó khăn. Từ Trấn Nam tức giận rời khỏi ngân hàng tự xoay vốn liên doanh với ngân hàng vốn nước ngoài, tạo ra ngân hàng đại sinh. Giám đốc ngân hàng là anh không ưa lão từ tôi, thì tôi cũng không ưa anh đâu. Tôi đây tự mình làm được giám đốc ngân hàng, trời đất bao la tôi là mạnh nhất. Như hiện nay ngân hàng đại sinh phát triển nhanh chóng, nhất là quỹ đầu tư, ở giới tài chính trong nước lại tiếng tăm lừng lẫy, ai thấy từ Trấn Nam đều phải giơ ngón tay cái lên càng như vậy thì từ Trấn nam càng coi thường, khang lão tộc. Bản thân ông ta cũng xuất thân thế ra, nhưng ông ta không dựa dẫm ra thế, ngược lại còn làm dạng dỡ truyền thống từ ra, trở thành nhân vật lính quân, không hổ là con cháu đời thứ hai của từ ra. Thứ hai, từ chấn nam cũng muốn mượn cơ thể hiện thiện ý với uông thuật đô và tiết đào. Tiêu lão gia và uông lão gia không hợp nhau, ông ta không phải không biết. Theo như tin đồn, 6 tháng cuối năm ngoái, lúc tiêu lão gia bệnh nặng phải nằm viện, Nghe nói đã được thông báo là bệnh tình nguy kịch, còn Uông lão gia sớm ngấm ngầm sắp xếp mọi thủ đoạn, chỉ đợi Tiêu lão gia qua đời lập tức bắt đầu tấn công toàn diện, tiêu ra, chiếm nguồn tài nguyên chính trị của Tiêu gia, đuổi đối thủ ngày trước ra khỏi vòng chính trị trung tâm. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, không ngờ Tiêu lão gia lại có thể qua khỏi. Uông gia một phen tốn sức vạch kế hoạch cùng với các phe phái chính trị khác mài đao chuẩn bị chiến đấu, nhưng tất cả đều uổng phí. Dù là như thế từ chấn nam cũng có thể cảm nhận được sự lớn mạnh của uông gia cùng với tinh thần chủ động tiến thủ luôn luôn duy trì ở thế tấn công từ chấn nam kiên định cho rằng chỉ có gia tộc như thế phái chính trị như thế mới có thể đạt được nhiều thành quả phong phú hơn trên bàn cờ chính trị trong tương lai bởi vì từ chấn nam cũng có tính cách như thế giữa tiết đào và tiêu phàm từ Trấn nam dễ dàng tìm được chọn lựa chính xác chèn ép tiêu phàm một chút nhân cơ hội có quan hệ tốt với uông thuật đô và tiết đào Nhìn thế nào cũng rất có lợi. Tiêu Phàm có ý kiến với ta thì cứ có ý kiến đi, ai thèm để ý đến một cán bộ nhỏ nhoi ở cục tôn giáo như hắn ta chứ? Lương trước được tối nay Tiêu Phàm không thể về nhà nói chuyện cho Tiêu lão gia và Tiêu chạm. từ trấn Nam biết rất rõ, con cháu như Tiêu Phàm không hề có tiếng nói trong nội bộ gia tộc, trước mặt Tiêu lão gia và Tiêu chạm, Tiêu Phàm có phải không dám mở miệng nói chuyện hay không vẫn còn là ẩn số. Ở đâu đó tự bộc lộ những cái xấu thì chính mình sẽ bị người ta miệt thị. Ai bảo cậu trước đây muốn, xuất ra, bị người ta khinh thường là xứng đáng. Còn dám kể khổ trước mặt lão ra, không phải là tự tìm tai vạ sao. Vì thế, đắc tội với tiêu phàm, từ chấn nam không có chút áp lực nào. Tiết đào rất phối hợp buông tay tiêu phàm ra, lập tức quay sang từ chấn nam, cười nói. Giám đốc từ nói lời này là cố ý sao? Nói đến đấu vàng, ai dám so sánh được với giám đốc từ chứ? Ngài có thể mở một ngân hàng lớn, chúng tôi đều không theo kịp giám đốc ngân hàng như ngài. Đâu có, đâu có, trưởng phòng tiết quá khiêm tốn rồi, ngân hàng đó của tôi còn phải nhờ chủ nhiệm tiết chiếu cô đấy. Từ Trấn Nam vội khách khí nói, ngân hàng đại sinh thực ra mang đặc sắc của ngân hàng đầu tư. Bởi vì quan hệ thể chế, nên mấy ngân hàng thương mại lớn đã ăn sâu bén dễ vào lòng người tại cố quốc phương Đông, triển khai hoạt động ngân hàng truyền thống. Ngân hàng đại sinh hoàn toàn không thể là đối thủ của các ngân hàng thương mại liên doanh, không nói đến ăn thịt, mà ngay đến canh cũng không uống được, chỉ có thể theo sau ăn hôi. Cho nên ngân hàng Đại Sinh càng thêm chú trọng triển khai hoạt động đầu tư. Ngân sách của Đại Sinh ở cả trong nước và quốc tế đều có tiếng tăm nhất định. Tiết Đào làm việc ở hội giám sát chứng khoán, tuy chức vụ không cao, chỉ là cán bộ cấp cục, nhưng lại rất có quyền lực, vận hành quỹ quả thật cần phải nhờ anh ta chiếu cố nhiều hơn. Tiết Đào cười cười, mang theo chút kiêu ngạo nói: "Giám đốc từ khách khí rồi, Phục vụ nhà giàu các ngài là trách nhiệm của tôi. Gia thế của Tiết Đào dĩ nhiên không thể đánh đồng với Tiêu gia và Uông gia, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với xuất thân của Từ Chấn Nam, nhưng ở trong hội của Uông thuật đô, anh ta là nhân vật thứ hai, hoàn toàn xứng đáng, rất nhiều ý kiến của anh ta Uông đại thiếu gia rất tán thành. Chính vì thế, Tiết Đào rất có địa vị trong đám con cháu thế gia ở kinh thành. Ngay đến con cháu quý tộc, đại ca Uông thuật văn cũng khách khí như vậy với anh ta không giống với Uông Thuật Đô, con đường sự nghiệp của Tiết Đào không khả quan như thế, tuy nhiên anh ta lại ở trong đám con ông cháu cha như Uông Thuật Đô, Tiết Đào đã đi sâu vào cái vòng phú quý, cái vòng của những kẻ giàu có. Uông Thuật Đô có thể duy trì hoạt động qua lại trong hội này rất tốt. Vừa có được danh tiếng là con cháu đời ba kiệt xuất nhất, lại không bị cái hội này cô lập. Uông Thuật Đô nắm rất rõ, trong mắt của quần chúng, tiếng tăm của đám con ông cháu cha, đám phú hào đều rất xấu, quả thực chỉ như đống phân chó tầm thường nhưng trên thực tế quyền lực của hội này mạnh đến kinh người là bộ phận bổ sung hữu hiệu của vòng tròn quyền lực nếu muốn thuận buồm xuôi gió không những không thể làm nghiêm ngặt mối quan hệ trong hội mà còn phải lợi dụng lòng lương thiện đây là thủ đoạn của ôm đại thiếu gia tiết đào chính là nhân vật then chốt bởi vậy trước mặt từ chấn nam tiết đào rõ ràng có ưu thế tâm lý hơn từ chấn nam chỉ là bề ngoài oai phong có vẻ nhiều tiền đầy quyền lực nhưng trước mặt nhân vật quyền lực như tiết đào, đúng là không thẳng lưng lên được. Muốn chỉnh tiết đào một câu, ông ta cũng không có cách nào, tiết đào muốn chỉnh ông ta lại có rất nhiều cách. Uông thuật đô mỉm cười nói. Giám đốc từ, sức ảnh hưởng của ngân sách đại sinh càng ngày càng lớn, có hy vọng trở thành ông trùm trong giới ngân sách đấy. Trưởng phòng Uông quá khen, tôi không dám nhận đâu. Từ chấn nam được người khác khen lại vừa mừng vừa lo, luôn miệng nói, trên mặt không tự chủ lộ ra ánh mắt đắc ý. Từ chấn Nam vốn không phải người nông cạn, nhưng thân phận của Uông Thuật Đô thật không nhỏ, tiết đào tuyệt đối không thể bị được. Ông ta khách khí với tiết đào, ít nhiều có chút hư tình giả ý, nhưng Uông Thuật Đô thản nhiên khẳng định một câu, quả thật làm ông ta mở mày mở mặt. Uông Thuật Đô có thể là người làm việc cùng với ông Trùm. Uông Đại Thiếu Gia khen ngợi ngân hàng đại sinh, có lẽ là có hàm ý. Thậm chí ngay cả ông Trùm cũng có thể biết được tình hình ngân hàng đại sinh, thực rất giỏi. Tiết Đào cười nói giám đốc từ, ngân sách đại sinh mấy tháng nay đầu tư vào thị trường nước ngoài, động thái lớn đấy, thế nào? Thu hoạch được chứ? Từ chấn Nam không khỏi kinh ngạc. Ngân hàng đại sinh đầu tư ở nước ngoài cũng không có đánh chống khua chiêng, mà là, lặng lẽ vào làng, không cần bắn súng, vẫn rất khiêm tốn. Nói ra thì từ chấn Nam cũng là bất đắc dĩ. Hai năm nay, ngân hàng trung ương luôn thực hiện chính sách thắt chặt ngân hàng, ngân hàng đại sinh đầu tư vô cùng khó khăn. Ngân hàng đại sinh là một ngân hàng mang đặc sắc ngân hàng liên doanh mà tiền không đủ thì quả là vấn đề khó khăn phức tạp, mà thời gian trước đây, hội giám sát chứng khoán đã tăng cường khống chế, điều tiết thị trường chứng khoán, giới ngân sách đứng mũi chịu sao. Gian hàng của ngân hàng đại sinh quá lớn, không kịp thu hồi, bất ngờ không kịp đề phòng gây ra tổn thất nặng nề, nghiêm trọng. Ông ta ở trong nước đầu tư khó khăn nên mới bất đắc dĩ mở rộng ra nước ngoài. Hành động này vẫn luôn rất cẩn thận, không ngờ lại bị một câu nói của tiết đào vạch trần từ trấn nam ngượng ngập cười nói trưởng phòng tiết quả nhiên là chuyên gia trong các chuyên gia cho dù là động thái gì cũng không thể qua được mắt cậu tiết đào cười kiêu ngạo nói giám đốc từ không cần phải giấu tôi chúng ta có thể là bằng hữu mà tôi đương nhiên hy vọng ngân hàng đại sinh của ông càng ngày càng làm ăn tốt đúng thế đúng thế còn phải nhờ trưởng phòng tiết chiếu cố nữa từ chấn nam luôn miệng nói, mắt đảo qua đảo lại, liền túm được tiêu phàm. Trưởng phòng tiêu, về mặt tài chính anh cũng có hứng thú phải không? Từ chấn nam không muốn cứ đi sâu vào chủ đề đầu tư ra nước ngoài, liền nói sang chuyện khác. Mắt thấy tiêu phàm ở bên cạnh lắng nghe cười cười, liền chuyển chủ đề sang hắn cậu là người tôn giáo, đứng đây nghe chúng tôi nói chuyện tài chính làm cái gì? Chẳng lẽ cậu cũng hiểu sao? Nói sang chuyện khác để hạ thấp tiêu phàm, xác suất thành công là rất cao, Uông thuật Đô và Tiết Đào chắc chắn đều rất thích ý kiến lôi cái xấu của Tiêu Phàm ra. Trưởng phòng Tiêu thật đúng là người tốt, đặc biệt đứng ở đây, làm bia đỡ đạn cho người ta. Hai hàng lông mày của Trần Dương lập tức dương lên. Thực ra cô sớm đã muốn đi khỏi, đứng đây như kẻ ngốc nghe bọn họ ba hoa khoác lác, cái gì mà ngân sách, cái gì mà đầu tư, cái gì mà lá xanh làm nền cho hoa hồng. Chỉ có điều Tiêu Phàm không đi thì cô cũng không thể đi một mình. Đây là đạo bằng hữu tối thiểu mắt thấy tiết đào và từ chấn nam liên tục châm chọc tiêu phàm trần dương không thể kiềm chế được muốn trả đũa lại khoe khoang cái gì chứ kiểu người như mấy người tiêu phàm nhắm mắt dùng một ngón tay cũng làm mấy người gục ngã tiêu phàm nhẹ nhàng nắm chặt tay cô mỉm cười nói giám đốc từ về mặt kiến thức tài chính quả thật tôi không biết nhiều chủ đề của các vị tôi nghe cũng không hiểu có điều có câu này tôi muốn nhắc nhở giám đốc từ một chút ô câu gì vậy Thời gian này giám đốc từ nếu muốn tiến hành hoạt động đầu cơ gì đó, thì cần phải cẩn thận một chút. Lập tức hai mắt từ chấn nam nhíu lại, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói. Trưởng phòng tiêu, cậu có ý gì? Không có ý gì, giám đốc từ, tướng xui xẻo của ngài đã quá rõ ràng rồi, đại họa đang ở trước mắt ngài đấy, giờ hợi canh ba, gặp tài hóa thủy. Nếu không khẩn trương dùng các biện pháp cứu trợ thì cuộc sống sau này sẽ gặp trở ngại đấy. Tiêu Phạm thản nhiên nói, vô cùng chắc chắn, cậu đùa tôi à? Từ chấn nam sừng sốt, liền cười lớn, tiếng cười rất vang dội, không kiêng nể gì, lập tức liếc xéo từng người. Ha ha ha, thật sự là quá buồn cười, cậu đang xem tướng cho tôi ư, tiêu đại sư. Từ chấn nam kéo âm dài ra, chế diễu nói. chương 209, mọi người đều không tin, tôi tin, ở đó lập tức phát ra một tiếng cười lớn, vang dội. Uông thuật đô vừa xuất hiện, Phần đông khách đều hướng qua bên này. Vị Uông đại thiếu gia này tuy tuổi còn trẻ, chức vụ hiện tại cũng không cao, nhưng mọi người lại đều biết, Uông thuật Đô Tất không phải nhân vật tầm thường, tương lai nhất định sẽ bay xa vạn dặm. Điều này hoàn toàn có thể đoán được, hơn nữa ngày ấy chắc chắn sẽ không còn lâu nữa. Thậm chí còn có người dự đoán, Uông thuật Đô rất có khả năng trở thành đại tướng nơi biên cương trẻ tuổi nhất sau thời kiến quốc. Một chàng trai trẻ tài năng, tiền đồ rộng mở như thế, lại thêm bảng vàng tiếng tăm lừng lẫy của uông lão ra, làm cho tất cả mọi người đều đến nịnh bợ. Lời tiêu phàm vừa nói với từ chấn Nam, rất nhiều khách đã nghe thấy. Phải nói đến, ở đây có một bộ phận thương nhân thực ra rất tin vào phong thủy tướng số, nhưng tiêu phàm cũng lừa, hơi quá rồi. Thầy tướng bình thường phải suy tính cho người ta lành giữ họa phúc, lời nói thông thường có chút lập lờ nước đôi, lại nhảy hù người khác đến sửng sốt. Đâu có giống như tiêu phàm nói những lời chết chóc như thế đại họa đang ở trước mắt. Giờ hợi canh ba, gặp tài hóa thủy. Đây không phải là muốn dơ mặt ra cho người ta đánh sao. Có người thậm chí không kìm được, đưa cổ lên xem giờ, trong bụng thầm nghĩ, giờ hợi canh ba là mấy giờ, mấy phút. Phương Lê không nhịn được nhíu mày, liếc vợ một cái có chút không vui. Được đấy, gọi cái tên tiêu ra, giả thần giả thánh, này đến đây làm gì chứ? Không thèm chú ý xung quanh, trước mặt mọi người mà nói hưu nói vượt không nói đến chính mình mất mặt mà ngay cả chủ nhà là nhiêu vũ đình bà cũng không nể mặt em mời khách kiểu gì vậy nhiêu vũ đình cũng khẽ cao mày trong thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho bớt xấu hổ đứa nhỏ này nhìn qua là một người khá điềm đạm tại sao bỗng nhiên lại thế này nếu thật tối nay tiêu phàm làm mất mặt một vị khách trong buổi họp mặt mà bà tổ chức thì bà cũng không nói nhẹ nhàng được tiêu phàm không cười cũng không đổi sắc mặt chỉ có điều giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, thản nhiên nói. Giám đốc từ, thực ra bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Ha ha, tiêu đại sư, cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi thực không nhìn ra giờ hợi canh ba sẽ có đại họa gì xảy ra đấy. Ha ha, giờ hợi canh ba, giờ hợi canh ba, chính là 9 giờ 30 đến 9 giờ 45 tối nay, tiêu đại sư, bây giờ là 9 trong 9, nói cách khác, chỉ còn một phút nữa là tôi sẽ cực kỳ đen đủi phải không? Từ chấn nam ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Đầu óc ông ta cũng thật nhạy bén, liền đổi giờ hợi canh ba sang thời gian thủ đô. Tiêu đại sư ơi là tiêu đại sư, tôi cũng từng gặp không ít người cùng ngành với ngài, nhưng thực không ai có được năng lực như ngài đâu. Người ta nói đều là những ngày gần đây hoặc trong năm nay gì đó, phải chú ý đông tây nam bắc, ai ra, tóm lại là lầm bầm, lại nhảy gì đó. Ngài có bản lĩnh hơn bọn họ đấy, không những chính xác đến từng giờ, mà còn chính xác từng phút ha ha ha, lợi hại, lợi hại, khâm phục, khâm phục. Từ chấn nam chắp hai tay, không người về phía tiêu phàm nói thầm trong bụng. Lại nói, từ chấn nam vốn không phải người lãnh đạm, bây giờ tiêu phàm ngay trước mặt rất nhiều người rủa ông ta xui xẻo, cũng khó trách giám đốc từ nổi trận lôi đình. Những người buôn bán không phải rất chú ý lời ăn tiếng nói sao. Làm gì có người như tiêu phàm chứ? Dù kẻ chọc tôi là con cháu tiêu gia, nhưng làm tôi không vui thì đừng trách tôi không khách khí ông lớn tiếng như thế làm gì ông làm sao biết được anh ấy nói là không đúng bộ dạng cuồng ngạo này của từ trấn nam sớm chọc tức phương do mỹ cô liền đi đến bên cạnh tiêu phàm vừa đi vừa trợn mắt chu cái miệng nhỏ nhắn lên mắng từ trấn nam một tiếng ông không tin lời anh ấy ông sẽ gặp xui xẻo đấy biết không hả tiểu nha đầu tiếp tục hét lên về chuyện này phương do mỹ có nhận thức riêng của mình cô ngay từ đầu có đánh chết cũng không tin lời tiêu phàm nói cảm thấy tiêu phàm đúng là nói hưu nói vượn. Ai ngờ, lần nào tiêu phàm, tiên đoán, đều chính xác như thế, linh nghiệm như thần. Hai ngày trước, nếu không phải tiêu phàm chạy đến kịp thời thì cô đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đến bây giờ, nếu không phải nói là phục sát đất tiêu phàm thì ít nhất cô cũng tuyệt đối làm, người một nhà, với tiêu phàm. Từ chấn nam như thế, người khác có thể chịu được chứ cô thì không có khả năng nhẫn nhịn. Phương do Mỹ bỗng nhiên chạy ra bênh vực kẻ yếu, thật ra là ngoài dữ liệu của từ chấn nam. Cho dù tiểu nha đầu này cứ luôn miệng nói ông ta sẽ gặp xui xẻo, nhưng nể mặt Phương Lê và Nhiêu Vũ Đình, ông ta không thể cư xử với cô như với tiêu phàm được. Cô ta dù sao cũng là đứa trẻ con. Tiểu Mỹ, im miệng. Phương Lê hừ lạnh một tiếng, quát. Đứa con gái này, bị làm hư hay là sao thế? Càng ngày càng không có quy củ. Ở nhà, Phương Lê rất nghiêm khắc với con gái. Phương do Mỹ cũng rất hiểu chuyện, rất ít khi thấy nó thế này. Ba, Phương do Mỹ liền xoay người, đối mặt với Phương Lê. Mọi người đều không tin anh ấy phải không? Không có ai tin phải không? Con tin, mọi người không tin, vậy thì chờ coi đi, nhìn xem ai là đồ ngốc. Tiểu nha đầu thẳng cổ la to, trong mắt đã long lanh. Không phải vì bản thân oan ức, mà là oan ức thay cho tiêu phàm. Tại sao những người này đều có thành kiến với anh ấy? anh ấy lại không phải người xấu mắt thấy tiểu nha đầu kia kích động không thôi nhiều vũ đình cũng không thể quát mắng cô liền vội vàng tiến lên hai bước kéo tay phương do mỹ lại hạ giọng nói tiểu mỹ không phải như vậy đâu con hiểu nhầm rồi đương nhiên là muốn dỗ dành cô bé con không hiểu lầm tiểu nha đầu ngoan cường nói to mọi người đều không tin tôi tin không khí lúc đó bỗng trở nên lung túng vô cùng uông thuật đô liền đứng dậy cười nói. Tiểu Mỹ à, chúng tôi đang nói đùa đấy. Tiêu Phàm là bạn học của tôi, chúng tôi đều là người quen cũ, chúng tôi thường xuyên nói giỡn thế đấy. Giám đốc từ, ngài cũng đừng để ý. Đối mặt với Uông Thuật Đô, sắc mặt từ Trấn Nam dịu đi, nhếch mép cười nói. Trưởng phòng Uông, tôi không để ý. Ha ha, đùa thôi, đùa thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Giám đốc từ, tôi không đùa giỡn với ngài. Thị trường chứng khoán nước ngoài, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Giám đốc từ tốt nhất vẫn nên thận trọng một chút. Từ Trấn Nam tức giận. Thế này là thế nào đây, tôi cho cậu một lối thoát, cậu còn không biết mượn cớ mà rút lui à? Tôi đây là nể mặt Uông Đại Thiếu Gia, cũng là nể mặt Phương Lê, như Vũ Đình, so đo với tiêu Đại Thiếu Gia cậu làm gì, thật mất thể diện. Cho cậu lối thoát cậu không đi, cậu vẫn cứ muốn ép tôi, tôi sẽ lột sạch ra mặt cậu. Tiêu Đại Sư, nói như vậy, cậu đã nắm được từ chấn nam tôi rồi ư. Cậu vẫn cho rằng tôi sẽ gặp xui xẻo ư. Từ chấn nam cắn răng, lạnh lùng hỏi lại. Tiêu phàm lắc đầu, khẽ thở dài. Giám đốc từ, không phải tôi cho rằng ngài sẽ gặp xui xẻo, mà là vận của ngài như thế. Được rồi, được rồi, vận tôi không tốt, số mệnh của lão từ tôi không tốt. Đúng không? Từ chấn nam thật sự đã nghiến răng nghiến lợi rồi. Những vị khách đứng ngoài quan sát cũng đều trao mày lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm. Vô cùng bất mãn. Cái này cũng hơi quá rồi. Người ta không phải đã cho cậu lối thoát rồi sao? Làm thế để làm gì? Uông thuật đô và tiết đào liếc mắt nhìn nhau, cũng khẽ lắc đầu. Uông thuật đô tỏ ý cảm thông, tiêu phàm, học đạo, không nên cho những cái xấu vào đầu chứ. Trong mắt tiết đào lại có chút hả hê khi nhìn thấy sắc mặt của kẻ gặp họa. Trường tôn của tiêu lão ra hôm nay làm trò cười cho thiên hạ rồi vài ngày sau đề tài nói chuyện trà dư tử hậu cũng sẽ không phải thiếu, một lúc của buổi tối nay cũng đủ làm chuyện cười cho mấy ngày sau. Tiêu đại sư, cậu đã căm hận từ chấn nam tôi như vậy, trông chờ tôi xui xẻo như vậy, vậy chúng ta đánh cược đi. Nếu tôi thực sự xui xẻo, từ chấn nam tôi sẽ dập đầu tả tội với cậu, nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời. Ngược lại, nếu cậu đoán không chính xác, vậy nói thế nào đây? Có phải cậu cũng dập đầu tả tội tôi không? từ trấn nam mặt đen lại từ sâu trong ít hầu nói lên vài câu hai mắt hung tợn nhìn thẳng tiêu phàm hận không thể một hơi nuốt chừng hắn giám đốc từ không cần phải dập đầu tả tội ngài vẫn nên cẩn thận ứng phó với chuyện sắp xảy ra đi tiêu phàm vẫn khí định thần nhàn như cũ không chút sợ hãi cậu từ trấn nam gần như bị chọc tức đến học máu đây không phải là sỏ lá sao lão tiêu sao lại có người như cậu chứ tiêu phàm nhiều vũ đình cũng nhịn không được, nhíu mày gọi một tiếng. Tuy nhiên với chuyện này trong lòng nhiều vũ đình cũng nửa tin nửa ngờ. Dẫu sao, bà cũng từng có kinh nghiệm với những tiên đoán của tiêu phàm, với nhận thức đối với tiêu phàm, so với người khác cũng có chỗ bất đồng. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, căn bản không có ý giản xếp, nhượng bộ. Đúng lúc này, điện thoại di động ở trong túi từ chấn nam dồn dập vang lên, từ chấn nam âm trầm, cầm điện thoại lên tay, vừa nhìn xuống, hai mắt hơi hơi ngưng tụ, nhấn nút trả lời. Đây là người đại diện ở bên Mỹ gọi đến. Alo, từ Trấn Nam mới nói một chữ, bên kia đã vội vàng kêu to. Từ Tổng, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Có lẽ vì lo sợ quá mức, người đại diện cũng không nói được lên lời. Xảy ra chuyện gì? Từ Trấn Nam đè cuống họng, gầm lên một tiếng. Lúc bắt đầu phiên giao dịch, công ty bác tư xảy ra chuyện, chúng ta, ngân hàng chúng ta đang bắt đầu giao dịch. Từ tổng, bây giờ đang hạ, phải lập tức dừng lại, từ tổng, mau nghĩ cách đi, từ tổng. Cậu nói cái gì, cái gì hả? Từ chấn nam mặt biến sắc, trong nháy mắt từ âm u chuyển thành tái mét, mồ hôi trên chán dỉ ra, dưới ánh đèn, một vầng chán long lanh nước. Từ tổng, theo tin tức vừa tìm được, công ty bác tư nghi là có dính líu đến chuyện làm giả sổ sách, vi phạm nguyên tắc giao dịch công bằng, bị, bị tước thương hiệu rồi. Từ tổng, không xong rồi, đã bị tước thương hiệu thật rồi. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của người đại diện, cách xa vạn dặm cũng có thể nghe ra được, giọng nói người đại diện tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Từ chấn nam ngây người. Một tiếng, bốp, di động từ tay rơi xuống. Tứ chấn nam lại ngơ ngác, không hề có cảm giác. Lại không ai hiểu rõ bằng ông ta, ngân hàng đại sinh gặp chuyện ở nước ngoài, đối với ông ta, đối với cả ngân hàng đại sinh có ý nghĩa như thế nào ngày tận thế đã đến. Các vị khách xung quanh cũng từng người đều kinh ngạc. Uông thuật đô không kìm được, giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút. 21 giờ 42 Thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch mới được 12 phút, ngân hàng đại sinh ngừng rồi. Giờ hợi canh 3 Gặp tài hóa thủy chương 210, ký bản quyền tê ý bản quyền trí tò mò. Tiêu phàm chậm rãi đi qua, xoay người nhặt chiếc điện thoại rớt trên sân cỏ, nhẹ nhàng đặt vào tay từ trấn nam vỗ vỗ bờ vai của ông ta từ trấn nam đã giống như tượng gỗ bỗng nhiên cả người chấn động mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh lúc này mới hồi phục tinh thần lại nuốt nước bọt thấp giọng nói với tiêu phàm trưởng phòng tiêu xin xin lỗi không cần gấp giám đốc từ phấn chấn lên một chút ngữ điệu ôn hòa không hề mang theo một chút kiêu ngạo rất xin lỗi các vị thất lễ một chút từ chấn nam không dám ở lại thêm, tùy ý thông báo một câu, liền vội vã đi ra bên ngoài. Nhiều vũ đình vội vàng liếc mắt ra hiệu cho nhiều ngọc sinh, nhiều ngọc sinh hiểu ý, lập tức đi theo ra ngoài. Bộ dạng hồn bay phách lạc hiện giờ của từ chấn nam, nếu tự mình lái xe, thực sự quá nguy hiểm. Mọi người nhìn theo bóng lưng thất tha thất thểu của từ chấn nam biến mất sau phòng khách biệt thự, lại sôi nổi chuyển hướng ánh mắt, toàn bộ đều tập trung trên mặt tiêu phàm. Lần này, ánh mắt của mọi người đều thay đổi có người kinh ngạc có người chấn động có người hoài nghi cũng có người sợ hãi nhưng không còn có ý châm chọc và trêu tức cái này cái này cũng là quá chuẩn đi a à, anh tiêu phàm anh thật giỏi phương do mỹ hoan hô lên mãnh liệt ôm chặt cổ tiêu phàm hôn lên mặt hắn một cái lập tức kéo theo một trận cười người tham gia gặp mặt hôm nay nhỏ tuổi nhất chính là phương do mỹ trần dương còn lớn hơn cô bé vài tuổi động tác giống như đứa trẻ của cô bé này bất kể là ai cũng đều không nghĩ đến phương hướng của chuyện tình cảm nam nữ tiểu mỹ nhiều vũ đình của trách một tiếng thế nhưng giữa hai hàng lông mày đều là ý cười tiêu phàm quả nhiên không hổ là tiêu phàm thật không có làm cho bà thất vọng tuy nhiên nhiều vũ đình cũng âm thầm có chút hổ thẹn tiêu phàm từng cứu mạng mình sự tín nhiệm của bản thân với hắn lại không bằng của con gái kiên định không đổi như vậy xem ra vẫn là thế giới của trẻ con tương đối đơn thuần tin chính là tin không tin chính là không tin không có nhiều ràng buộc suy xét như thế chư vị một hiểu lầm nhỏ mà thôi mọi người cứ tiếp tục nhiều vũ đình gọi phương do mỹ không để cho cô bé nói tiếp lập tức nâng cao giọng điệu chào hỏi một tiếng cũng không thể vì chuyện này làm hỏng buổi gặp mặt đêm nay những người khách dù sao cũng là bậc tuấn kiệt dày dặn kinh nghiệm trải qua sóng gió rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái, không khí buổi tiệc lại trở nên ấm áp hài hòa. Tiêu phàm, không ngờ cậu đối với thị trường cổ phiếu của nước Mỹ cũng có nghiên cứu sâu như vậy. Uông thuật đô liền tán dương nói. Đương nhiên là tiêu phàm đối với thị trường chứng khoán Mỹ có nghiên cứu, nhìn ra sự hợp tác của công ty Boots và quỹ đại sinh có vấn đề, đây mới có thể khẳng định từ chấn Nam xui xẻo. Chẳng lẽ còn phải để Uông Đại thiếu ra trước mặt mọi người vái tiêu đại ca, tài nghệ như thần, hay sao? loại chuyện giả thần giả quỷ này, trưởng phòng Uông sao có thể tin? Ít nhất trước mặt mọi người trưởng phòng Uông là tuyệt đối không thể tin tưởng. Đây là nguyên tắc. Tiêu phàm cười cười, không lên tiếng. Hắn không muốn cùng với Uông thuật đô tiến sâu vào việc thảo luận chuyện có liên quan đến thuật bói toán, nhưng cũng không tình nguyện thuận theo ngữ khí của Uông thuật đô để nói tiếp. Tướng thuật bói toán đều là có căn cứ, tiêu phàm cũng không thể tự mình phủ định. Nhìn ra được, Uông thuật đô vẫn là như thế, bất kể khi nào, đều muốn nắm được quyền chủ động nói chuyện. Rõ ràng tiêu phàm ở trước mặt mọi người đã chứng minh sự thần kỳ của mình, Uông Thuật Đô lại vẫn kiên trì theo cách nghĩ của mình để dẫn dắt phương hướng của cuộc nói chuyện. Thật xin lỗi, tiêu đại ca không tiếp. Uông Thuật Đô nhẹ nhàng cười, một chút xấu hổ lướt qua ánh mắt của anh ta, ngay sau đó liền hỏi. Tiêu phàm, nghe nói tiêu thiên đi giang hán làm việc rồi, trực tiếp đảm nhiệm chức bí thư tri bộ của thôn Hồng Sơn. Thực ra tiêu thiên người còn chưa đến giang hán, liên quan đến việc nhậm chức của cậu Uông thuật Đô đều đã biết rất rõ ràng rồi. Đối với Tiêu Thiên, Uông thuật Đô trước giờ đều rất chú ý. Bởi vì chú hai Uông Vĩ Thành từng nói, tương lai người có tiền đồ nhất của Tiêu gia chính là Tiêu Thiên. Đối với lời của chú hai, Uông thuật Đô trước giờ chưa hề nghi ngờ. Vô số sự việc chứng minh, ánh mắt xem tướng của Uông Vĩ Thành cực kỳ chuẩn xác. Công ty do Uông Vĩ Thành lãnh đạo, nhiều năm như vậy, chưa từng xuất hiện có, phản đồ, mỗi một người nắm giữ cương vị quan trọng đều đối với Uông Vĩ Thành trung thành hết mực. Hễ là cán bộ tuyển chọn do chú hai tiến cử cho cha và ông, đều là người vừa có năng lực vừa trung thành. Một con ông cháu cha như Tiêu Thiên cư nhiên lại có thể được sự khen ngợi như vậy của chú hai, Uông Thuật Đô tin tưởng, trong đó tất có nguyên nhân. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy, nó cũng trưởng thành không nhỏ rồi, luôn ở Ủy ban Trung ương Quốc gia, không đạt được sự rèn luyện thích hợp, đi vùng xã, thị trấn rèn luyện vài năm, rèn luyện một chút cũng tốt. Ừm, cái này tôi hoàn toàn tán thành, con người tiêu thiên thông minh, chỉ cần ở cơ sở rèn luyện một thời gian ngắn, chắc chắn sẽ có tiến bộ lớn. Tiêu phàm hỏi ngược lại. Thuật đô, nghe nói cậu cũng muốn đi cơ sở làm việc một thời gian ngắn, có việc này không? Ha ha, là có suy nghĩ này, đi cơ sở, điều tra, nghiên cứu một chút, chỉ có thâm nhập tuyến đầu, mới có thể thật sự hiểu được nhu cầu của quần chúng, quyết sách đưa ra mới hợp với ý dân. Bất chi bất giác, Uông Thuật Đô đứng ở độ cao toàn cục nhìn vấn đề. Bản thân anh ta tuy rằng chức vụ không cao, nhưng lại đang làm việc ở bên cạnh người cao nhất, ý kiến tham khảo do anh ta đề xuất, quả thật có khả năng trở thành chính sách toàn quốc hóa, ít nhất là trở thành chính sách pháp quy ở một lĩnh vực nào đó trong toàn quốc. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, liền lập tức có người khách khác tiếp cận tiêu phàm, bắt chuyện với hắn. Uông thuật đô lễ độ gật đầu, đi với tiết đào ra nơi khác. Trải qua một màn kia, tiêu phàm không nghi ngờ gì đã trở thành nhân vật tiêu điểm của toàn bộ buổi tiệc. Một số khách quan tin tưởng mệnh lý tướng thuật, liền không đợi được muốn kết giao với tiêu phàm, sôi nổi đưa danh th ta ép của mình lên, rất khách khí mong trưởng phòng tiêu sau này nhắc nhở nhiều hơn. Còn có trực tiếp đề xuất, không biết trưởng phòng tiêu khi nào có thời gian, muốn đến nhà thăm hỏi những người này đều là nhân vật thấy qua nhân tình thế thái, cái gọi là đại sư, bọn họ tiếp xúc qua không ít. Thế nhưng giống tiêu phàm, miệng lưỡi thẳng thắn, đá trọi với đá như vậy, lại một người cũng không có. Đây mới gọi là bản lĩnh thật sự, tuyệt đối không phải bọn bịp bợm giang hồ có thể so sánh được. Mọi người đều rất tự giác tuần hoàn theo quy tắc nên có của trường hợp này, xưng hô chức vụ của tiêu phàm, chỉ có người nóng lòng một chút, dường như cảm thấy ba chữ trưởng phòng tiêu, không đủ để bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ của bản thân đối với tiêu phàm, trực tiếp gọi tiêu đại sư, bị ánh mắt ôn hòa của tiêu phàm nhàn nhạt quét qua một cái, lập tức vội vàng đổi giọng gọi, trưởng phòng tiêu. Trong đó có hai vị đặc biệt thông minh, lại theo quy củ trong đám con cháu quan lại, gọi tiêu phàm là đại thiếu gia. Đối với xương hô thế này, tiêu phàm tất nhiên là vui vẻ nhận, cũng không bài xích. Hắn chỉ không muốn làm tiêu đại sư. Thời đại chuyển rời, hai chữ, đại sư, đã mất đi ý nghĩa vốn có của nó, mang ý nghĩa của giai tầng thấp nhất trong xã hội, thậm chí đã trở thành đại từ để chỉ loại giang hồ bịp bợm. Câu nói bao trùm trên Internet là, đại sư đều bị các người chơi hỏng rồi. Mười tấm danh thiếp vừa đưa đến, cơ bản đều là một thể loại đều chỉ có một cái tên, một số điện thoại. Đây mới chính là phong cách của nhân vật lớn. Chỉ cần một cái tên là đủ rồi, những danh hiệu lè lẹt kia, cái gì tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, cái gì hội trưởng hiệp hội, chủ tịch, đều không cần phải đặt trên danh th ta ép. Người có tài chân chính, chỉ cần nhìn tên, liền biết được anh ta là thần thánh phương nào. Tiêu phàm có lựa chọn đồng ý yêu cầu gặp mặt của ba vị trong đó. Ba người này, vị trí trong mắt tiêu phàm tương đối nặng, thành lập quan hệ cá nhân thân thiện tốt đẹp với bọn họ. Đối với việc mở rộng sức ảnh hưởng của tiêu gia trong thương giới tinh anh, có tác dụng nhất định. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng dần dần được các giới chính thống công nhận. Như vậy hắn có thể tiến thêm một bước phát huy ảnh hưởng của mình, trợ giúp cha bộ trưởng Tiêu hoàn thành một số công việc mà ông không tiện ra mặt. Nếu như phải trải qua kiếp nạn Hồng Trần, theo tính cách ngoài mềm trong cứng rắn của Tiêu Phàm, cũng tuyệt đối sẽ không tiêu cực bị động chờ đợi kiếp số đến, hắn sẽ chủ động xuất kích. Đồng thời với trải qua kiếp nạn, Tiêu Phàm muốn trở thành người phát ngôn trẻ tuổi của lão Tiêu gia. Từ nay về sau, hai vị hậu bối trẻ tuổi của tiêu gia sẽ trổ hết tài năng, trở thành người nổi bật trên các lĩnh vực. Ai nói lão tiêu gia không có người kế tục? Tiêu đại ca không tin thứ tà này. Trần Dương vẫn đứng ở cách đó không xa nhìn tiêu phàm, thần sắc trong mắt đặc biệt phức tạp. Người đàn ông thần bí này lại một lần nữa chứng minh với nàng sự thần kỳ của mình. Tiêu phàm, cái này, làm sao lại làm được? Suốt cuộc đợi cho người khách cuối cùng bên cạnh tiêu phàm mỉm cười rời đi, Trần Dương mới chậm rãi đi tới, tận dụng triệt để hỏi một câu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, nói. Từ Trấn Nam đuôi lông mày tán loạn, loạn vân thẳng vào Thái Dương, bìa các nhọn, sát khí ngút trời, đây đều là tướng rủi ro cực kỳ rõ ràng. Hơn nửa kết hợp toàn tướng mạo của ông ta để xem, lộ trình một thời gian sau này của ông ta sẽ không dễ đi. Trừ phi có cao nhân chỉ điểm, nếu không nửa cuộc đời sau này của ông ta sẽ trải qua vô cùng gian nan. Không hiểu, Trần Dương hai hàng lông mày nhíu chặt, mờ mịt khó hiểu. Tiêu Phàm cười cười, "Không hiểu là đúng rồi. Cái này thật sự không phải ai cũng có thể hiểu được." Cao nhân chỉ điểm, vậy anh có phải là cao nhân có thể chỉ điểm cho ông ta không? Buồn bực một hồi, Trần Dương lại hỏi, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, "Tố Tố, cô thật sự đối với những cái này rốt đặc cán mai sao?" Đương nhiên không hiểu rồi cái này có gì phải giấu giếm sao ánh mắt của trần dương so với tiêu phàm còn kỳ quái hơn thế nào tôi cần phải hiểu được những thứ này sao lại không có người dạy tôi tiêu phàm ngẫm nghĩ một chút nói lại đây đưa tay cho tôi xem trần dương mặc dù không hiểu vẫn rất nghe lời đưa bàn tay hơi nở nang dơ đến trước mặt tiêu phàm vẻ mặt đều là thần sắc tò mò tiêu phàm cầm lấy bàn tay của nàng cẩn thận dò xét một phen lại ngẩng đầu nhìn tướng mạo đoan trang của nàng bỗng nhiên giơ tay vén lên tóc mai ngắn của trần dương trần dương giật mình kinh hãi nhưng không trốn tránh giờ phút này trong mắt trần dương mỗi một động tác của tiêu phàm tất cả đều tràn đầy hơi thở thần bí không thể lý giải nổi tiêu phàm ngừng ánh mắt nhìn nhìn hai lỗ tai của nàng thậm chí còn xoa nắn vài cái trên vành tai mềm mại nhiều thịt của trần dương khuôn mặt xinh đẹp của trần dương không khỏi phiếm hồng nhẹ nhàng cắn môi lườm hắn một cái trên mặt tiêu phàm lộ ra thần sắc giật mình mỉm cười nói xem ra có người đọc nhầm một đặc trưng nào đó trên cơ thể của cô cũng quả thật rất khó phán đoán thực ra cô là ứng viên rất thích hợp cái gì là ứng viên rất thích hợp trần dương hoàn toàn bị làm cho mờ mịt sau này cô sẽ hiểu tiêu phàm nhẹ nhàng cười càng thêm thần thần bí bí con người anh thật là quá xấu xa rồi đó thích ký bản quyền tê ý bản quyền trí tò mò của người khác như thế Trần Dương không nhịn nổi trợn mắt lên, hận không thể bóp chặt cổ tiêu phàm, ép hắn thoải mái đem tất cả mọi thứ nói ra. Chỉ tiếc Trần Dương tự mình cũng biết, nàng tuyệt đối không có khả năng bóp được cổ của tiêu phàm. Luận thân thủ mà nói, tranh lệch của đôi bên thật sự quá xa. Trần Dương đột nhiên nghĩ rất linh tinh, nếu như tiêu phàm muốn cưỡng bức nàng làm chuyện đó, trừ việc ngoan ngoãn làm theo, bản thân hình như không có con đường thứ hai có thể đi. Trong chốc lát, khuôn mặt liền đỏ lên. Audio điện tử võ tấn bền. Khết chương 210.